Đại hào môn tiêu phàm chương 1506 Chảm Long Quyết Bởi vì không nghĩ triệt để hủy thổ ma ngẫu Máu phải long tại như thế nào thoát khỏi thổ ma ngẫu dây dưa lúc Thoảng qua trần chờ một chút Với hắn mà nói Dưới mắt thoáng chậm chế một chút thời gian Căn bản không quan trọng Hóa rồng chi lực tuyệt đối không phải dưới cùng giao diện sâu kiến có thể ngăn cản được Ngay tại hắn trần chờ thời điểm Tiêu phàm tại cách đó không xa hiện thân mà ra Tay cầm thiên bằng chi cung Kim Vũ Tiến nhận tại trên dây cung, lóe ra cực kỳ hào quang trói sáng, một cỗ cường đại thánh linh chi lực, dâng lên mà ra. Máu vải long hai mắt, bỗng nhiên bắt đầu híp mắt. Nếu như dưới cùng giao diện còn có cái gì lực lượng thật có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, thiên bằng chi lực có thể coi là là trong đó một trong, máu vải long chỉ là không nghĩ tới. Trước đây không lâu tiêu phàm vừa mới mở cung bắn ra qua một tiễn, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể lần thứ hai dương cung cái này nhân tộc tiểu tử đến cùng ủng mạnh đến mức nào thánh linh chi lực. Lúc này, năm thải hà quang lóe lên, người mặc ngũ thải cẩm y cửu lê tiên tử, bỗng nhiên tại máu phải long trên không hiển hiện, toàn thân hào quang rạng rỡ trên dưới 100 chuôi ngũ thải phi đao, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở sau lưng của nàng. Chảm, cửu lê tiên tử vừa vừa hiện thân mà ra, liền là không chút do so dự, hét lên một tiếng, trăm dư chuôi ngũ thải phi đao hóa thành một đạo thật dài ngũ sắc cầu vồng, liên miên bất tuyệt hướng lấy máu vải long kích bắn đi. Cá lọt lưới, cút, máu vải long chính mắt cũng không hướng cửu lê tiên tử liếc mắt một cái, miệng hơi mở, một cỗ ngập trời sóng máu, hướng về ngũ sắc cầu vòng càn quét mà đi. Audio điện tử võ tấn bền Đã kích phát hóa dòng chi lực thất dạ mãng tùy tiện một kích, uy lực liền lớn đến kinh người, sóng máu những nơi đi qua, ngũ sắc cầu vòng gào thét trận trận, nhao nhao lộ ra ngũ thải phi đao chân thân, phi đao bên trên linh khí cấp tốc ảm đạm đi, đảo mắt liền bị cuốn vào trong cơn sóng máu, không thấy bóng dáng. Cửu lê tiên tử sắc mặt đại biến, đàn hé miệng. Một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài, cái này trên dưới 100 miệng ngũ thải phi đao, chính là nàng lông vũ biến thành, tế luyện không biết bao nhiêu năm bản mệnh pháp bảo, bỗng nhiên bị hủy, thần hồn lập bị thương nặng. Sóng máu lập tức hướng nàng cuồn cuộn cuốn tới, cửu lê tiên tử quá sợ hãi, cũng không lo được khác. Hào quang năm màu lóe lên, hóa làm một con diễm lệ vô so cửa điểu, hai cánh chấn động, hướng phương xa kích xạ mà đi. Cái này sóng máu uy lực như thế, tuyệt không dám chính diện chống đỡ. Cũng may dưới mắt máu vải long lực chú ý, căn bản liền không có đặt ở trên người nàng, chỉ là gắt gao tiếp cận cách đó không xa tiêu phàm cùng hắn thiên bằng chi cung. Như lâm đại địch, sống cửu lê tiên tử dạng này sâu kiến, sống hay chết, hắn không thèm để ý chút nào. Cho nên, khi hư không lần nữa lóe lên, Lâm Kỳ vô thanh vô tức ra hiện tại hắn trên không thời điểm. Máu vải long cũng là chẳng hề để ý, cái này bỗng nhiên chui ra ngoài ra hỏa, trên thân khí tức bất quá khó khăn lắm bước vào mộ linh kỳ, hẳn là vừa mới tiến cấp, thậm chí ngay cả cảnh giới đều chưa từng vững chắc. Tu vi như vậy, có thể cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương, cùng sóng máu cuồn cuộn cuốn tới, tự nhiên lập tức hóa thành nùng huyết. Nhưng là sau một khắc, máu vải long liền cảm ứng được tình hình không đúng, một cố cực kỳ khí tức quỷ dị đột nhiên từ lâm kỳ trên thân bộc phát ra, cảm giác bên trên, giống như là giả dạ xoa chi lực. Thậm chí còn mang theo từ thiên thọ khí tức, cùng hắn trăm năm trước từ thiên thọ cung đạt được thân thể này xá lợi bên trên khí tức giống nhau như đúc. Nhưng mà, lại không vẻn vẹn chỉ có giả dạ xoa chi lực. Hoặc là, giả dạ xoa chi lực chỉ là phụ trợ, chân chính quỷ dị cỗ lực lượng kia, thậm chí so thiên bằng chi lực còn muốn làm người ta trong lòng bất an. Cảm giác bên trên, cỗ lực lượng kia đủ để diệt sát hắn diệt sát hết thảy long tộc, tiểu bối, lớn mật, máu vải long bỗng nhiên ngẩng như núi cao đầu lâu, đi lên nhìn lại, tức giận gào thét. Đồng thời miệng hơi mở, một đạo huyết tiến nhanh như thiểm điện hướng Lâm Kỳ vào tới. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều chậm nửa nhịp, Lâm Kỳ đã sớm đem toàn thân mỗi một giò tiềm lực đều kích phát ra đến, tay phải nắm bắt kiếm quyết, mãnh hướng xuống vung lên, chảm long quyết, một đạo màu tím sậm đao mang, nổi lên, dài đến mấy trượng, mang theo vô so uy mãnh khí thế, tật chảm mà dưới máu vải long con ngươi bỗng dưng co vào toàn thân huyết quang phóng lên tận trời nháy mắt liền đem hộ thể lồng ánh sáng uy lực phát huy đến cực hạn nhưng là không hề có tác dụng màu tím sậm đao mang đối hộ thể lồng ánh sáng nhìn như không thấy vô thanh vô tức liền xuyên qua nhìn qua không thể phá vỡ hộ thể lồng ánh sáng ngay cả nửa phân hiệu quả đều không có suy màu tím sậm đao mang chém tới máu vải long bản thể phía trên mặt ngoài huyết quang lóe lên đao mang liền trực tiếp cắt vào, nháy mắt liền biến mất tại máu vải long khổng lồ vô song trong thân thể, lại cũng không thấy bóng dáng. Chảm long quyết, phát ra về sau, lâm kỳ phản phất trong phút chốc hao hết sinh mệnh của mình, dung mạo cấp tốc giả yếu, đảo mắt liền trở nên tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, đối mặt kích xạ mà đến huyết tiến, không có chút nào kháng cự chi lực, ba, một tiếng, liền bị huyết tiến xuyên thủng, lập tức hóa thành một bãi máu sền sệt, giữa trời tung xuống, liền triệt để như vậy vẫn lạc. Tại màu tím sậm đau mang nhập thể nháy mắt, máu vải long bỗng nhiên phát ra cực kỳ thống khổ gào thét thanh âm, huyết sắc hộ thể lồng ánh sáng như là nước sôi sôi trào lên, nguyên bản cường đại vô song khí tức, nhanh chóng yếu bớt, thậm chí so hắn chưa kích phát hóa rồng chi lực lúc, còn muốn yếu hơn 3 phân. Giết, tiêu phàm chợt quát một tiếng, trái nhẹ buông tay vừa để xuống. Ông hưu kim vô tiễn mang theo lực lượng hủy diệt, xé rách hư không, kích xạ mà tới. Máu vải long nhãn bên trong tinh quang lóe lên, cố nén đau đớn, miệng rộng mở ra, lại phun ra một cỗ sóng máu. Nhưng mà mảy may hiệu quả đều không có. Thiên bằng chi lực, không phải như vậy tùy tiện có thể ngăn ngăn được. Suy, kim vố tiến trực tiếp xuyên qua sóng máu, không trở ngại chút nào từ máu vải long to lớn long trụy bên trong bắn thẳng đến đi vào, từ uốn lượn chỗ cổ bay thấu mà ra. Một cái cự đại lỗ máu, bỗng nhiên xuất hiện tại máu vải long trên cổ, vị trí này, chính là tục ngữ lời nói, rắn, bảy tấc chỗ, cũng là cần gấp nhất bộ vị. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, máu vải long song trong mắt nhảy vọt ngọn lửa nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng dẫy dụa lấy nhảy vọt hai lần liền rất không cam tâm dập tắt, sau đó một tiếng vang thật lớn, máu vải long cả cái đầu đều vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, bốn vẩy vẩy ra. ầm ừ, máu vải long to lớn không đầu thi thể, ầm vang ngã xuống đất. Cường đại vô song khí tức, bỗng nhiên biến mất, vô tận máu tươi, từ máu vải long cái cổ máu thịt be bét chỗ miệng vết thương cốt cốt ra bên ngoài bốc lên, nháy mắt đem băng thiên tuyết địa nhiễm phải một mảnh huyết hồng. Không có sợ hãi thán phục, không có gieo hò, tất cả mọi người sửng sốt. Hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, cứ như vậy kết thúc rồi. Cái này tung hoành các giới, giết người vô số hung ma, thật cứ như vậy bị diệt sát rồi. Xác thực khiến người khó có thể tin, chỉ là máu vải long khổng lồ thi thể liền bày ở trước mặt, không ai bị nổi hung diễm đã tắt, khắp nơi đều thuyết minh. Đây là sự thật, thất dạ mãng đã bị triệt để diệt sát, tiêu chân nhân, đại công cáo thành, xa xa, cửu lê tiên tử rốt cục nhịn không được hưng phấn trong lòng chi tình, hoan hô ra tiếng. Tiêu phàm nhưng không có cười, càng không gật đầu, ngược lại có chút nhíu mày. Dù nhưng đã không cảm ứng được máu vải long khí tức, nhưng trong cơ thể hắn thiên bằng chi lực. Lại vô luận như thế nào cũng không nguyện ý chìm xuống, vẫn luôn đang sôi trào. Cổ tịch ghi chép, trời giống chim thánh linh cùng giao long loại thánh linh chính là trời sinh đối đầu. Thất dạ mãng một kích phát thành hình rồng, trong cơ thể hắn thiên bằng chi lực lập tức sôi trào. Nhưng thần niệm nhô ra, tại máu vải long thi thân bên trên qua lại điều tra nhiều lần. Đều rất rõ ràng biểu hiện, cái này có thi thể đã hào không có sự sống dấu hiệu, càng không có thần hồn chi lực ẩn nấp trong đó. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, chỉ nghe, bá, một tiếng một cái quyển trục từ trong hư không nổi lên, nguyên bản tràn ngập toàn bộ băng thiên tuyết địa không gian chi lực. Bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, vô tận hồng thủy ngập trời mà lên, thất hải xã tác đồ đảo mắt hóa thành uông dương đại hải, trực tiếp đem máu vải long không đầu thi thể bao khỏa trong đó. Một đạo phai mờ huyết sắc nhân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại máu vải long trên không, đạo này huyết sắc nhân ảnh ước chừng hơn một xích chiều cao, bề ngoài cực giống huyết quang thiếu niên, vừa vừa hiện thân, liền là lộ ra một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức mặc dù cách nhau cực xa, tất cả mọi người kìm lòng không đặng lại hướng lui về phía sau mấy bước, từng cái hai mặt nhìn nhau, hãi nhiên thất sắc. Đây mới thực sự là thánh linh khí tức, sau so thất giả mãng kích phát hóa dòng chi lực lúc lộ ra thánh linh khí tức còn muốn thuần khiết. Thậm chí thanh toàn nghe nơi sinh ra thánh linh nguyên địa, khí tức so sánh với cái này đến huyết sắc nhân ảnh cũng tranh lệch phải quá xa, ước chừng duy nhất có thể cùng nó đánh đồng, chính là tiêu phàm vùng đan điền ẩn giấu viên kia ngân rực lôi bằng nội đan, chỉ bất quá nội đan khí tức cũng bị áp chế phải rất lợi hại, không bằng cái này huyết sắc nhân ảnh như vậy bá khí lộ ra ngoài. Thánh linh chân hồn, dù là tiêu phàm nhất quán chấn định, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Phái đen thiếu phụ đã từng nói cho hắn, thất giả mãng là nguyên thần hạ giới, bản tôn tại huyền linh thượng giới bị vô cực thiên tôn diệt sát về sau, chân hồn mượn nhờ tự bạo bản mệnh pháp bảo cơ hội, xuyên qua giao diện bình chướng, trở về thất giả giới tổ địa. Mà hóa rồng chi lực, cũng từ thánh linh chân hồn kích phát. Trách không được một mực tại máu vải long thi thân chúng không cảm ứng được sinh mệnh khí tức, nguyên lai like cái này thánh linh chân hồn, ẩn thân tại thất hải xã tác mưu toan bên trong. Theo váy đen thiếu phụ nói, thất hải xã tác đồ cũng là không tầm thường không gian trí bảo, nếu không có cái này thất hải xã tác đồ, máu vải long bản mệnh chân hồn cũng khó có thể vi phạm mà tới. Đem chân hồn giấu tại không gian trí bảo bên trong, quả nhiên tương đối đáng tin cậy huyết sắc nhân ảnh hung tợn nhìn chằm chằm tiêu phàm một chút, trong thần sắc tràn ngập cừu hận, lập tức vừa người bổ một cái, liền hướng vuông dương đại hải bên trong máu vải long không đầu thi thể nhào tới. Không tốt, hắn muốn phụ thể trùng sinh, nhanh ngăn lại hắn, giết cái thằng này, mọi người tại chỗ, đều đều là kiến thức rộng rãi hạng người, thấy thế lập tức ý thức được tình hình không ổn, cao giọng hô quát, nhào nhào tế ra pháp bảo, liều lĩnh hướng về uông dương đại hải bên trong máu vải long giết tới kia thánh linh chân hồn khí tức là cường đại như thế, thậm chí so thất giả mãng hóa dùng thời điểm còn muốn càng thêm cường đại, một khi phụ thể trùng sinh, bọn hắn đem lại cũng vô pháp chế. Mà lại hắn còn có thất hải xã tắc đồ dạng này không gian trí bảo, không gian pháp trận cũng chưa chắc lại có thể vây được hắn. Quả nhiên là nguy ngập vạn phân, thế nhưng là, mặc kệ loại nào pháp bảo, vừa tiếp cận uông dương đại hải, liền phát ra, phốc phốc, nhẹ vang lên thanh âm, lướt qua một bên, đúng là không thể tới gần người cái này thất hải xã tác đồ cường đại, vượt xa khỏi dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Như thế hơi một trì hoãn, thánh linh chân hồn đã cùng máu vải long không đầu thi thể hòa làm một thể, ầm ầm tiếng vang bên trong, không đầu thi thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, chỗ cổ không còn máu tươi cuồng phún, lại hồng quang chấp loạn, từng đầu kinh lạc, từng khối xương cốt, từng mảnh từng mảnh huyết nhục, cực nhanh sinh ra lần nữa. Trong chốc lát, hình tam giác thất giả mãng mãng thủ, liền hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người giống yêu nghiệt này ngửa mặt lên trời cuồng hống, Phẫn nộ vô so. chương 1507, xích viêm biển lửa. Tiểu bối, các ngươi dám hủy ta nhục thân, ta muốn đem các ngươi cả đám đều đầu nhập huyết trì, một chút xíu luyện hóa các ngươi gần cốt huyết nhục, đem các ngươi nguyên thần vĩnh viễn giam cầm tại sát quỷ trong địa ngục, vĩnh thế thụ kia địa ngục nỗi khổ. Thất dạ mãng gào thét như sấm, gầm thét chấn thiên. Đúng lúc này, trừ hào quang màu đỏ lóe lên, càn khôn đỉnh, từ tiêu phàm ngược bay múa mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành hơn trăm trượng chi cự, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án từ miệng đỉnh dâng lên mà ra, cao tốc xoay tròn lấy, rất nhanh liền hình thành một cái cự hình trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy, hướng về cách đó không xa uông dương đại hải cùng gào thét như sấm thất dạ mãng càn quét mà đi. Tiểu tặc, càn khôn đỉnh, mặc dù là tạo hóa trí bảo, bằng ngươi chút tu vi ấy, lại có thể kích phát mấy thành uy lực. Thất dạ mãng đầu tiên là giật mình, lập tức cười ha ha, nói dưới cực kỳ khinh thường. Tiêu phàm liền cười, khóe miệng cũng mang theo một tia khinh thường, từ tốn nói, Người sai, ta cũng không có kích phát, càn khôn đỉnh, đây là bảo đỉnh tự hành xuất thủ. Cái gì, thất dạ mãng phân nhánh thật dài lưỡi rắn bỗng nhiên phun ra nuốt vào mấy lần, tam giác trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, gắt gao tiếp cận cuốn tới chữ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy, ngược lại là không có vội vã xuất thủ. Dù sao những này sâu kiến không đường có thể trốn, chế một hồi sớm một hồi thu thập bọn họ không có khác biệt lớn. Nhưng mà, càn khôn đỉnh, tự hành xuất khích, thất giả mãng trong lòng lại rất rõ ràng, tuyệt đối không đơn giản. Còn không chờ hắn nghĩ được rõ ràng, trừ vòng xoáy màu đỏ đã chạm đến thất hải xã tắc đổ biến thành uông dương đại hải biên giới, phát ra, suy suy, ma sát thanh âm. Uông dương đại hải, chọc lãng ngập trời, biên giới chỗ lúc này liền bắt đầu mơ hồ, ngập trời chọc lãng cũng bị nhuộm thành trừ màu đỏ. Thất dạ mãng không khỏi kinh hãi, không hề nghi ngờ, đây là thất hải xã tác đồ ngăn cản không nổi, đảo mắt liền bị, càn khôn đỉnh, hỗn độn chi lực ăn mòn vào. Ngay sau đó, thất hải xã tác đồ nổi lên, bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ cường đại không gian khí tức, hiển nhiên là dốc hết toàn lực tại cùng, càn khôn đỉnh, đối kháng. Tiêu phạm ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thần sắc cực kỳ chú ý. Trong ký ức của hắn, đây là càn khôn đỉnh, lần thứ ba chủ động xuất thủ, lần đầu tiên là tại mê hồn đảo đối phó chống trơn tiêu phàm vừa một tướng bảo đỉnh tế ra đến, càn khôn đỉnh, không chút khách khí đem chống trơn nhi hút vào, lần thứ hai là tại tam giác thành, tiêu phàm hãm thân tại vụ hải kỳ quan bên trong, càn khôn đỉnh, chủ động xuất kích, triệt để hấp thu vụ hải kỳ quan tạo hóa chi lực, đem món kia chưa thành hình tạo hóa chi bảo, hoàn toàn phá hủy. Còn có chính là dưới mắt lần này, rất rõ ràng, thất hải xã tác đồ mạnh đại không gian uy năng, phát động, càn khôn đỉnh, một loại nào đó nội tại cảm ứng hai kiện thuộc tính giống nhau dị bảo đụng vào nhau, tự nhiên mà vậy liền sẽ lên tranh đấu, đây là tất nhiên. Tiểu tặc, mắt gặp tình hình không đúng, thất giả dạ mãng giận tím mặt. rít lên một tiếng, toàn thân huyết sắc phải rồng bay múa mà lên, đảo mắt hóa thành vô số huyết sắc đoạn kiếm, lại hướng không trung hợp lại. Hóa thành một thanh dài đến mấy chục trường huyết sắc cửa kiếm, hướng về cách đó không xa, càn khôn đỉnh, bỗng nhiên bổ xuống. Thất hải xã tác đồ vẫn luôn là hắn chân hồn dựa vào kháng cự giao diện pháp tác trí bảo. Một khi món bảo vật này bị hủy, coi như hắn có thể đem tiêu phàm bọn người diệt sát hầu như không còn, ngày sau cũng là hậu hoạn vô tận. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị bước phi thăng, nhưng mà hứa chuẩn bị thêm đều không đủ mạo xưng phân. Bị buộc phi thăng lời nói, tỷ lệ thành công thực tế không lớn. Nếu như phi thăng thất bại, thất thủ tại giao diện không gian bên trong, vậy coi như là chân chính tai họa ngập đầu không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diệt. Vô luận như thế nào, muốn ra sức bảo vệ thất hải xã tác đồ không mất. Ken, còn không có cùng tiêu phàm làm ra phản ứng, huyết kiếm liền đã trùng điệp trảm tại, càn khôn đỉnh, bên trên, phát ra kim loại giao kích thanh thúy thanh âm. Huyết kiếm tiêu tán theo, càn khôn đỉnh, vẫn như cũ bình yên vô sự. Mọi người không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này huyết kiếm sắc bén, mọi người đều là lãnh giáo qua, có thể nói tại dạng này dưới cùng giao diệt, cơ hồ là không gì không phá, không có bất kỳ cái gì bảo vật binh khí có thể đỡ nổi máu kiếm nhất chảm chi uy. Dưới mắt, càn khôn đỉnh lại bình chân như vậy. Nhưng một kích này, rất hiển nhiên triệt để chọc giận, càn khôn đỉnh, bảo đỉnh bỗng nhiên phát huy, một cỗ xa so vừa rồi cường đại hơn nhiều không gian chi lực, trong chấp nhoáng bạo phát đi ra, trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy hấp lực, lập tức lớn mấy lần. Thất hải xã tác đồ một tiếng gào thét, biến thành uông dương đại hải bỗng nhiên biến mất, Bản thân cũng hóa thành một bức cổ xưa mới quyển trục, hướng về trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy bay đi, không có mảy may kháng cự chi lực. Không tốt, thất giả dạ mãng dung mạo đại biến, không cần suy nghĩ, cái đuôi lay động, thân thể đằng không mà lên, liền hướng thất hải xã tác đồ một thanh bắt tới. Nhưng là rất nhanh, hỗn độn chi lực liền đã gần với hắn tự thân, thất hải xã tác đồ chưa từng bắt đến, máu vải long chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, liền đã bị một cỗ không gian thật lớn chi lực một mực cầm cố lại vô luận hắn như thế nào ra sức giấy ruộa đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị trừ vòng xoáy màu đỏ hút vào hướng về kia bóng tối vô tận vực sâu rơi xuống tiêu phàm không nói hai lời dưới chân độn quang cùng một chỗ cũng hướng về kia trừ vòng xoáy màu đỏ bay đi đảo mắt liền bị vòng xoáy nuốt hết rơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tân lâm cùng âu dương minh nguyệt quá sợ hãi đồng loạt kích xạ mà đến nghĩ muốn đi theo tiêu phàm cùng một chỗ hướng tiến vào càn khôn đỉnh đi vô luận như thế nào, không thể để cho tiêu phàm một mình đối mặt kia đã hóa thành hình rồng hung ma. Nhưng hai người vừa xông lên đến phụ cận, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đem hai người ngạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài. Hai người liếc nhau, đều đều gương mặt xinh đẹp khẽ biến, từ đối phương trong mắt đọc được thật sâu vẻ lo lắng. Mặc dù các nàng từ không nghi ngờ tiêu phàm năng lực, nhưng lần này đối thủ thực tế quá mức cường đại, đã triệt để dung hợp thánh linh chân hồn, có thể điều động dưới chi lực máu vải long, đối bất kỳ một cái nào dưới cùng giao diện tu sĩ đến nói, cơ hồ đều là không thể chiến thắng. Càn khôn đỉnh, thoáng qua khôi phục số tròn tắc lớn nhỏ, trong hư không xoay chầm chậm, không có chút rung động nào. Không cần lo lắng, trong đỉnh còn có thiên thiên cùng chống chân nhi, hắn không phải một mình tác chiến. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt thấp giọng nói, cùng nó nói là đang an ủi Tân Lâm, còn không bằng nói là đang an ủi mình liệt diễm biển lửa, khi quanh mình tự đại không gian áp lực bỗng nhiên biến mất, toàn thân rốt cục đạt được tự do thời điểm, máu vải long nhãn trước một mảnh hỏa hồng, chỉ thấy mình chính sử thân tại một mảnh nóng bỏng vô so trong biển lửa, dõi mắt chỗ đến, bốn phương tám hướng đều là bốc hơi liệt diễm, từng tia từng sợi hỏa viêm tinh hoa, không ngừng từ dưới chân xuất hiện, thiêu đốt phải máu của hắn vải đều có chút ẩn ẩn làm đau. Thất dạ mãng một viên lòng trầm xuống, thân là hải tộc thánh linh, Liệt Diễm Biển Lửa là hắn không nguyện ý nhất đợi hoàn cảnh. Ở đây hắn không thể không phân ra một bộ phân chân nguyên pháp lực đến ứng đối Biển Lửa Khốc Nhiệt trong vô hình chiến lược liền bị suy yếu không ít. Nhưng tương đối quanh mình không lúc nào không có ở đây không gian áp lực Liệt Diễm Biển Lửa cho hắn tạo thành chiến lược suy yếu lại trở nên không quan trọng gì. Không hề nghi ngờ đây là đang càn khôn đỉnh bên trong tạo hóa chi bảo bản thân tự mang lực lượng pháp tắc mảy may cũng không tại giao diện dưới áp lực can khôn đỉnh, cho tới nay, đều bị người hạ giới nhận định là thông huyền linh bảo chính phẩm, nhưng thất giả mãng lại rất rõ ràng, đây là mạnh mẽ, không thể giả được tạo hóa chi bảo. Chỉ bất quá bị phong ấn đại bộ phận phân uy năng, để có thể thích ứng hạ giới hoàn cảnh. Về phần vô cực thiên tôn đến cùng tại sao phải làm như thế, đem như thế một kiện uy lực trí cường tạo hóa chi bảo, phong ấn lưu tại hạ giới, vậy liền không được biết. Tên kia làm việc, cho tới bây giờ đều ra nhân ý đồng hồ nhưng mà bị phong ấn đại bộ phận phân huy năng tạo hóa chi bảo, nội bộ lực lượng pháp tắc lại vẫn tồn tại như cũ, tuyệt sẽ không hoàn toàn biến mất. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước lại nói. Thất giả dạ mãng nhưng không nguyện ý tại dạng này một cái hỏng bét cực độ hoàn cảnh bên trong cùng tiêu phàm giao thủ. Tiểu tặc kia mặc dù tu vi không cao, chỉ có chỉ là ngộ linh trung kỳ cảnh giới, nhưng đây là pháp bảo của hắn, đối nơi đây hoàn cảnh, hắn khẳng định phải quen thuộc được nhiều, lực lượng pháp tác đối với hắn áp bách, kém xa thất giả mãng chi rất. Lập tức thất giả mãng tập trung ý chí, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên xung quanh hoàn cảnh tới. Tại một kiện tạo hóa chi bảo nội bộ, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không cẩn thận liền sẽ chiêu lai pháp thì chi lực chân áp. Không hề nghi ngờ, càn khôn đỉnh là có linh tính, thất giả máu chăn kiếm nhất chạm, chẳng những không có làm bị thương bảo đỉnh, ngược lại triệt để chọc giận bảo vật, chính là chứng cứ rõ ràng. Trong lúc này, thất giả mãng thân thể chính phía dưới biển lửa, phát ra cốt cốt tiếng vang, càng nhiều hỏa viêm tinh hoa, từ trong biển lửa bốc hơi mà lên, dần dần hướng hắn bao khỏa mà đến, thất giả mãng hộ thể lồng ánh sáng phát ra máu mịt mờ quang trạch, đem hỏa viêm tinh hoa ngăn tại hơn 10 trượng bên ngoài, không để tới gần. Khi hi, các hạ thật đúng là chịu được tính tình, như thế nướng đều có thể không nhúc nhích, lại không động một cái, liền muốn biến thành heo nướng. Trong biển lửa, bỗng nhiên truyền tới một cười tâu thanh âm, thanh thúy vô so, nghe vào là như thế hồn nhiên ngây thơ không có chút nào xảo trá một lời chưa tất nguyên bản bình tĩnh biển lửa bỗng nhiên sóng lửa trùng thiên như là đun sôi nước sôi kịch liệt quay cuồng lên một cỗ tiếp một cỗ sóng lửa từ bốn phương tám hướng hướng máu vải long cuốn tới máu vải long hóa long chi về sau thân thể bàng lớn như núi biển lửa sóng lửa lại cao tới ngàn trượng phách đầu cái não liền hướng hắn bao trùm mà hạ thất dạ mãng giận tím mặt gào thét một tiếng một cỗ trí cường khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hướng bốn phía lăn lăn đi. Ngàn trường sóng lửa đụng một cái đến cỗ này trí cường khí tức, lập tức tựa như cùng đâm vào trên vách núi, đánh lấy mâm tráng bánh lui về sau đi. Tiểu bối, cút ra đây, trói mắt huyết quang, hướng về biển lửa phía dưới kích bắn đi, mặc dù là tại trói trang trong biển lửa, cái này đạo huyết quang cũng vẫn là như thế lóa mắt, mảy may đều không có bị biển lửa quang mang áp chế xuống. Máu trên ánh sáng, mang theo cực kỳ khủng bố sát ít vô luận là ai tránh ở nơi đó, chỉ cần bị huyết quang đánh chúng, đều là một con đường chết. Tốt kiếm khí sắc bén, đáng tiếc a, à, dạng này chiêu số, đối với ta là vô dụng. Lại là một trận cười khẽ, một đạo hỏa hồng thân ảnh, tại thất giả mãng ngay phía trước cách đó không xa nổi lên, chính là hồng y váy đỏ, kiều mị tận xương uyển thiên thiên, tiêm tiêm chân trần dẫm tại một đầu xấu xí hỏa linh thú trên lưng, kia hỏa linh thú miệng rộng răng nhọn, tứ chi tráng kiện, cái đuôi lại lớn lại dài, như cùng một cái to lớn lửa ngạc, hung mãnh chi dư lại có chút khờ đầu khờ não, tự nhiên là thiên thiên tỏa kỳ kiêm bạn chơi biểu nhi. Biểu nhi trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao tiếp cận thất dạ máng, không ngừng xoạch lấy miệng rộng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị nhào tới, hung hăng cắn một cái. chương 1508, Thánh Linh Chi Chiến Thất dạ máng trên mặt hiện lên một vòng buồn bực thần sắc. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, huyền thiên thiên cùng biểu nhi, đều đều là hỏa linh thân thể, cũng vô thực thể. Chỉ cần đặt chân ở cái này xích viêm biển lửa, cơ hồ chính là bất tử thân, máu của hắn kiếm lại sắc bén, cũng giết không chết hỏa linh. Đương nhiên, muốn tiêu diệt huyền thiên thiên, cũng không phải không có biện pháp. Hỏa linh bất tử thân, cuối cùng chỉ là một loại ví von, chỉ nếu là có linh trí sinh vật, bị diệt sát số lần đủ nhiều, cuối cùng cũng là sẽ linh trí mất hết. Hoặc là, hắn chế trụ huyền thiên thiên, đem nguyên thần từ trong cơ thể nàng rút ra, trực tiếp diệt sát hoặc là phong ấn, cũng là có thể thực hiện chi đạo. Tựa như hắn lúc trước cải tạo thổ ma ngẫu đồng dạng. Chỉ tiếc, hắn rất kiên định tin tưởng, cái này xích viêm trong biển lửa, khẳng định không chỉ ẩn giấu địa huyền thiên thiên như thế một cái đối thủ, tiêu phàm tiểu tặc kia, tất nhiên cũng núp trong bóng tối, chờ lấy hắn lộ ra sơ hở, cho hắn một kích chí mạng. Tại tạo hóa chi lực cùng xích viêm biển lửa song trọng cấm chế phía dưới, cho dù hắn lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, kích phát hóa rồng chi lực, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, quyết không thể cùng bên ngoài ở giữa thời điểm đánh đồng. Bất quá bây giờ nha, thừa dịp tiểu tặc kia chưa hiện thân, trước nghĩ cách trọng thương trước mắt hỏa linh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vừa nghĩ đến đây, thất giả mãng lại không trần chờ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái đuôi bãi xuống, thân thể to lớn, như là mũi tên, hướng về uyển thiên thiên kích bắn đi. Thân thể lắc một cái, mấy trăm phiến huyết sắc phẩy rồng bay múa mà ra, đảo mắt hóa thành huyết sắc đoản kiếm chém bay mà hạ uyển thiên thiên không nghĩ tới cái này thất giả dạ mãng thân thể khổng lồ như vậy động tác vậy mà mau lẹ dị thường nháy mắt liền tới trước mặt mình mà lại nói đánh liền đánh nửa phần giả mượn cũng vô muốn né tránh những này phi kiếm tới quá nhanh cơ hồ hoàn toàn không có né tránh thời gian trong nháy mắt uyển thiên thiên cùng biểu nhi liền bị huyết kiếm cắt thành mảnh vỡ hóa thành vô tận hỏa viêm tinh hoa tiêu tán tại biển lửa trên không thất dạ mãng miệng hơi mở, một cỗ ngập trời sóng máu phun ra ngoài, đảo mắt liền đem hỏa linh mảnh vỡ đều bao khỏa trong đó, hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết sắc huyền băng, thân thể khẽ động, to lớn vô song đuôi rồng hoành quét tới. Đem tất cả huyền băng đều đánh chúng vỡ nát, hóa làm một điểm điểm vụn băng, tản mát tại bốn phương tám hướng. Bị hỏa viêm tinh hoa ép một cái, huyết sắc huyền băng tan rã, lần nữa hóa thành một tia hỏa viêm tinh hoa, chìm vào trong biển lửa thất dạ mãng ánh mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. cái này hỏa linh trên thân lộ ra khí tức, có ngộ linh kỳ tu sĩ cảnh giới. mặc dù nhìn ra được là vừa vạn tiến giai không bao lâu, lại cũng coi là lần này cùng giao diện tối cao đẳng cấp trong lửa tinh linh ở trước mặt hắn, hay là mảy may kháng cự chi lực đều không có, trong nháy mắt liền diệt sát thành cho. xem ra dù coi như nhận xong trọng cấm chế, cũng không phải những này người hạ giới có thể nhìn theo bóng lưng. đã muốn tiêu diệt hỏa linh vậy liền cho thêm nàng mấy lần trọng thương, dù coi như không thể triệt để diệt sát, tối thiểu cũng muốn đánh rớt nàng một cảnh giới. Bất quá coi như đem kia hỏa linh triệt để cắt nát. Lấy hắn thần niệm chi lực cường đại, thế mà cũng không có phát giác kia hỏa linh nguyên thần đến cùng giấu kín ở nơi nào. Nói rõ những này dị trùng sinh linh cũng có siêu quần bạt tụy chỗ. Bằng không mà nói, trực tiếp diệt sát nguyên thần, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Huyền Thiên Thiên mới từ đằng xa một lần nữa ló đầu ra tới. Thân sắc có chút phẫn uất, hung tợn tiếp cận thất giả mãng cả giận nói, lão ma, hạ thủ điên rồi, kia cô nãi nãi cũng không khách khí. Biểu nhi, tiêm tiêm chân trần nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân lửa ngạc, kêu lên. Biểu nhi ngẩng đầu giống to, thoáng qua hóa thành ngàn trượng chi cự siêu cấp lửa ngạc, lộ ra miệng đầy ung um tùm răng nhọn, hướng về thất giả mãng tật nhào mà đi. Thiên thiên, tiếp đao, tiêu phàm bỗng nhiên trong hư không hiện thân mà ra, cổ tay rung lên, đem màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, ném cho huyền thiên thiên. Bên kia toa đã phân ra được thắng bại, chỉ vừa đối mặt, biểu nhi biến thành ngàn trượng lửa ngạc, liền bị thất giả mãng chém phấn thân toái cốt, hóa thành vô tận hỏa viêm tinh hoa, quay về trong biển lửa. Hóa, huyền thiên thiên miệng cong lên, chân trần nhẹ nhàng dẫm một cái, đem viêm linh chi nhận đi lên ném đi, vừa người nhào tới, cả hai hợp một, đảo mắt liền biến thành một đầu hỏa long, toàn thân liệt diễm lập lòe, cùng đối diện thất giả mãng biến thành máu vải long có chút tương tự, chỉ bất quá hỏa long trên đầu sừng dài, nhìn qua tráng lệ, là chân chính sừng rồng, cùng thất giả mãng hình tam giác đầu lâu có hết sức rõ ràng khác nhau. Thất giả mãng gặp một lần uyển thiên thiên cũng hóa thành hình rồng, con người không khỏi có chút co vào. Cái này hỏa linh hóa thành loại nào ngoại hình, hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào, nhưng uyển thiên thiên hóa rồng về sau, khi tức phóng đại, Rõ ràng so vừa rồi phải cường đại hơn nhiều, nhìn tới vẫn là tiêu phàm cho chuôi này binh khí có chút cổ quái. Hắn đương nhiên không biết, cái này Viêm Linh chi nhận không nhưng là năm đó Ly Hỏa chi linh lưu lại tổ linh thần binh, còn đã từng tươi sống luyện hóa một đầu Ngộ mộ Linh Kỳ Hỏa Linh, bây giờ lại cùng một tên khác Ngộ Linh Kỳ Hỏa Linh hợp mà vì một, hỏa hệ linh lực cường đại, chí ít tại dạng này dưới cùng giao diện là tột đỉnh. Tại Xích Viêm Biển Lửa, đầu này Hỏa Long đã có đầy đủ tư cách trở thành sự cường đại của hắn đối thủ. Hỏa Long ngửa mặt lên trời gào to, tiếng như lôi chấn, cái đuôi bãi xuống, mang theo vô tận hỏa viêm, hướng về thất dạ mãng bổ nhào qua. Thất dạ mãng thân thể lắc một cái, vô tận vẩy rồng bay múa mà ra, hóa thành đoàn kiếm, hướng về phía trước chảm ra ngoài. Tại song trọng áp chế dưới, hắn cũng chỉ có thể làm được dạng này, đoàn kiếm cũng không còn cách nào tiến một bước ngưng tụ thành không gì không phá huyết tuyến. Cũng may hắn bây giờ chỉ muốn đối phó Uyển Thiên Thiên cùng Tiêu Phàm hai người không cách nào thi triển ra như thế đại sát chiêu ngược lại cũng không sao đối với dưới cùng giao diện đại đa số tu sĩ mà nói máu phải biến thành đoàn kiếm cũng đã khó mà chống cự không quá long hiển nhiên là một ngoại lệ huyết kiếm không tốn sức chút nào liền trực tiếp thấu thể mà qua hỏa long nháy mắt hoàn toàn hư hóa vô tận huyết sắc đoàn kiếm đối với hắn không hề có tác dụng không đợi máu vải long có động tác khác hỏa long đã đến phụ cận miệng rộng mở ra một cỗ nóng bỏng vô so dòng lũ phách đầu cái não hướng về máu vải long chiếu nghiêng xuống. So sánh với biển lửa nhiệt độ, muốn cao hơn nhiều. Liệt diễm dòng lũ đảo mắt liền đem máu vải long bao phủ hoàn toàn. Lửa long nhân lập mà lên, miệng hơi mở, cỗ thứ hai dòng lũ liền muốn phun ra. Hoác suy, một tiếng vang thật lớn, từ nóng bỏng dòng lũ bên trong, nhô ra một con to lớn lợi chảo, bỗng nhiên bóp chặt hỏa long yết hầu bộ vị, ngay sau đó. Máu vải long từ dòng lũ bên trong hiện thân mà ra, bốn cái long chảo hung hăng bắt lấy hỏa long thân thể, giữ tợn vừa cười vừa nói tiểu nha đầu, có thân thể, liền không còn là thuần túy hỏa linh. Đầu này hỏa long chính là uyển thiên thiên cùng viêm linh chi nhận hợp thể biến thành, mặc dù cũng có thể trong nháy mắt hư hóa, dù sao đã không còn là thuần túy hỏa linh, xem như có thân thể. Máu vải long bốn chảo dùng sức, hỏa long thân thể cao lớn lập tức phát ra, lạc lạc, giòn vang thanh âm, cho thấy phải cũng rất khó tiếp nhận dạng này cự lực. Lúc này, một tiếng thanh thúy huyết dài thẳng lên cửu tiêu, biển lửa trên không, trong chốc lát bị một mảnh to lớn bóng tối bao phủ, một con to lớn lợi chảo, lăng không mà xuống, trùng điệp bắt lấy máu vải long lưng, cứng như kim thiết móng vuốt, thật sâu khảm tiến vào máu vải long cốt nhục chỗ sâu. Máu vải long đau thấu tim gan, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đầu cực đại ngân bằng, kiện vũ như ngân, toàn thân lôi lóng lánh, xòe hai cánh đủ có mấy ngàn trượng, như đám mây che trời đầu này ngân bằng mang theo máu vải long cực nó khí thức quen thuộc. Ngân rực lôi bằng, trong lúc nhất thời, máu vải long cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chính vì hắn mình là trời sinh thánh linh, cho nên hắn đối thánh linh đặc biệt mẫn cảm, tiêu phàm biến thành đầu này cự điểu, tuyệt đối có được cực kỳ thuần chính ngân dược lôi bằng huyết mạch, đồng thời khí thức phi thường nồng đậm, có thể thấy được tuyệt không phải luyện hóa giải giải thiên bằng chi lực. Thế nhưng là tại cái này giới, như thế thuần chính lôi bằng huyết mạch, từ đâu mà đến? hắn nhưng là tận mắt thấy ngân dược lôi bằng bị tiêu vô cực diệt sát, trước mặt mọi người tự bạo nhục thân. Chẳng lẽ lôi bằng giống như hắn, cũng là thần hồn hạ giới, kết quả bị tiêu phàm đạt được rồi. Quả thật như thế, tiểu bối này vận khí cũng thực tế quá nghịch thiên chút. Chỉ bất quá lúc này, thực tế không phải truy đến cùng thời điểm. Ngân dược lôi bằng mặc dù chưa có xếp hạng là máu vải long số một tử địch, nhưng trời giống chim thánh linh cùng giao long loại thánh linh từ trước không hòa thuận, lại là sự thật không thể chối cãi. Tiểu tặc, lấy vì một cái tây bối hàng, liền có thể cùng chân chính thánh linh chống lại a à. Mắt thấy ngân dược lôi bằng cái thứ hai lợi chảo cũng bắt tới, máu vải long giận tím mặt, quát. Ngân dược lôi bằng cười ha ha, phát ra cùng tiêu phàm đồng dạng thanh âm, các hạ bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, cùng chân chính thánh linh chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm Máu vải long gào thét như sấm, thả nổ súng long, to lớn đuôi rồng bãi xuống, bỗng nhiên hướng về ngân dược lôi bằng quét tới lập tức ba đầu cự hình sinh vật ở trong biển lửa đánh làm một đoàn. Trong chấp nhoáng, hỏa long bị máu vải long xé thành vài đoạn, ngã vào biển lửa, chỉ còn lại có ngân dược lôi bằng cùng máu vải long chiến đấu. Nhưng không lâu sau đó, hỏa long lại từ trong biển lửa xông ra, tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi cùng máu vải long đại chiến, lại hoặc là máu vải long mặt ngoài huyết quang đại phóng, vô số huyết kiếm bay múa mà ra, chen chúc hướng ngân dược lôi bằng chém tới. Ngân dược lôi bằng kịp thời sông lên cửu tiêu, tránh đi mưa kiếm tiếng giống như sấm, sóng lửa lăn lộn, toàn bộ xích viêm biển lửa đều bị đánh thành hỗn loạn, long trời lở đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngân rực lôi bằng ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng trên 9 tầng trời, song chảo ở giữa, tóm chặt lấy ngàn trượng chi cự máu vải long, máu vải long lắc đầu vẫy đuôi, kiệt lực dẫy ruộng, lại là vô luận như thế nào đều tránh thoát không được ngân rực lôi bằng lợi chảo. Đột nhiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ, phụt phụt, hai tiếng nổ mạnh, máu vải long tích trên lưng, toát ra một thanh máu lóng lánh lợi kiếm, hướng ngân dược lôi bằng mềm mại phần ngực bụng vị, tật trảm mà đi. Ngân dược lôi bằng một tiếng huyết dài, xong chảo dùng sức ra bên ngoài một phân, giam rác một tiếng, máu vải long thân thể cao lớn, bỗng nhiên bị một phân thành hai, xé thành hai đoạn. Hai đoạn khổng lồ cự long thân thể, từ trên trời giáng xuống. Hỏa long thét dài gào thét, sông lên trời, gắt gao ôm lấy máu vải long bị chia làm hai đoạn thân thể, thẳng tắp xuất vào phía dưới xích viêm trong biển lửa, trong khoảnh khắc liền bị bốc lên hỏa viêm bao phủ hoàn toàn. Bất quá ngân rực lôi bằng cũng chưa từng chiếm được tiện nghi, máu vải long tích trên lưng xuất hiện chuôi này huyết sắc lợi kiếm, cũng đem ngân rực lôi bằng từ đó mổ vì làm hai nửa, máu tươi mưa như chút nước mà hạ. Hai mảnh cự điều thân thể quang mang lóe lên, liền biến mất ở trong hư không, tiêu phàm hiện thân mà ra. Thời khắc này tiêu chân nhân, trên thân khí thức so thời kỳ toàn thịnh yếu nhược phải nhiều, phảng phất bản thân bị trọng thương, chỉ miễn cưỡng duy trì lấy ngộ linh trung kỳ cảnh giới, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống đến ngộ linh sơ kỳ đi, hai mắt gắt gao tiếp cận phía dưới biển lửa, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, muốn nhìn rõ ràng trong biển lửa phát sinh hết thảy. Chương 1509, Nguyên thần chân hồn. Xoạt, biển lửa bỗng nhiên xé rách, chói mắt chói mắt huyết quang bắn ra, trực tiếp hướng tiêu phàm bay chém tới. Cái này đạo huyết quang, cũng không phải là một thanh huyết kiếm mà là một đầu thu nhỏ lại bản máu vải long, long kiếm hợp một, nhanh như thiểm điện. Tiêu phàm không tránh không né, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, thân thể một trận ánh sáng hoa lấp lánh, bỗng nhiên biến thành một đạo ảm đạm cái bóng, lập lòe, như là hư vô, một cỗ không gian chi lực, hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà đi. Bá, long kiếm trực tiếp từ tiêu phàm sắp xỉ hư vô trên người chém qua. Răng rác, một tiếng, long kiếm phải chân sau, bỗng nhiên đứt gãy, giống như là bị lưỡi dao cắt gọt qua tận gốc mà đứt cái gì thất dạ mãng thông suốt quay đầu hình tam giác mãng thủ bên trên hiện ra cực kỳ kinh ngạc chi ý rõ ràng là hắn đem tiểu tặc kia một phân thành hai làm sao hiện tại bị chặt đứt lại là hắn phải chân sau cái này không đúng mà lại lòng kiếm hợp một về sau hắn đối với mình thân thể cứng cỏi tràn ngập lòng tin tại dạng này dưới cùng giao diện cũng đã không có bất kỳ cái gì bảo vật hoặc là binh khí có thể tổn thương đến hắn về phần như thế gọn gàng cắt đứt một cái lợi chảo, càng là nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy. Tiểu tặc này dùng phương pháp gì? Đúng lúc này, một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra một cái đầu, hướng về hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân sắc tạc quá hề hề, lại làm người ta trong lòng tốt không khỏi một trận tim đập nhanh. Luôn cảm thấy cái này trong tươi cười, rõ ràng dắp tâm hại người. Chảm, như ẩn như hiện tiêu phàm, tay phải bấm quyết, nhẹ nhàng trong hư không vạch một cái thất giả mãng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, chỉ thấy cái đuôi của mình, bỗng nhiên ly thể, máu tươi phun ra ngoài. Không gian chi lực, vết nứt không gian, thất giả mãng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên quá sợ hãi. Cuồng hô ra tiếng, lần này, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm không gian ba động, hiện lên về sau, cái đuôi của hắn liền cùng thân thể triệt để tách rời, mà lại nháy mắt bị hư không thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vậy mà là hoạt động vết nứt không gian, thân là trời sinh thánh linh. Thất giả mãng đương nhiên biết đạo không gian chi đạo đáng sợ, dù coi như tại huyền linh thượng giới, hắn còn có được thánh linh bản tôn thời điểm, bình thường cũng không nguyện ý đi trêu chọc những cái kia suốt quỷ nhập thần vết nứt không gian. Không cẩn thận đụng tới, cũng có chút luống cuống tay chân. Một chút cực kỳ am hiểu không gian chi đạo trời sinh thánh linh, cũng có trực tiếp triệu hoán vết nứt không gian làm vì thủ đoạn công kích sử dụng. Thiên phượng nhất tộc nhất là am hiểu đạo này nhưng kia là tại thượng giới, là thành niên trời sinh thánh linh. Họ tiêu này tiểu tặc bất quá chỉ là ngộ linh kỳ tu vi, có thể nào thúc đẩy vết nứt không gian đả thương địch thủ. Quá phá vỡ, còn không có cùng thất giả mãng triệt để nghĩ rõ ràng, tiêu phàm kiếm tay phải quyết lại là nhẹ nhàng vạch một cái. Chảm, lại một đạo nhìn không thấy sờ không được, lại thật sự tồn tại vết nứt không gian, chém bay mà qua. Máu vải long nhất hét lên điên cuồng, chờ mắt nhìn xem thân thể của mình, lại thiếu một đoạn bị vết nứt không gian triệt để thôn vệ hết. Tiểu tặc, máu vải long cắn răng nghiến lợi thống mạo một tiếng, lại cũng không lo được khác, thân thể nhoáng một cái. Hồng quang chấp loạn, lần nữa khôi phục hình người. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, bỗng nhiên liền lâm vào trong hư vô, tại biến mất tại chỗ, lại là quyết định thật nhanh thi triển ra thuấn di thuật. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xen lẫn rất rõ ràng mỉa mai chi ý. Đến lúc này, máu vải long còn tưởng rằng hắn có thể chạy thoát được chống trơn nhì bảy ra thiên la địa võng a à. Chảm, lại là quát khẽ một tiếng hư giữa không trung máu bắn tứ tung máu vải long hiện thân mà ra gắt gao tiếp cận tiêu phàm mặt mũi tràn đầy lại là phẫn nộ lại là thống hận lại là cực độ không cam lòng thần sắc thủy tổ đại nhân ngươi xong tiêu phàm lẳng lặng cùng hắn nhìn nhau nhẹ nói ngữ khí bình thản không có chút nào mãnh liệt thật giống như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt huyết quang thiếu niên hé miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại nửa chữ đều chưa từng nói ra được, toàn thân trên dưới, hiện ra vô số khe hở, toàn bộ thân hình, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành điểm điểm huyết nhục, bỗng nhiên liền bị bóp méo hư không triệt để cắn nuốt không còn một mảnh. Một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh, tràn ngập ra, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Hi hi, ra hỏa này rốt cục bị diệt mất, hư không vặn vẹo, chống chân nhi hiện thân mà ra, đứng tại tiêu phàm bên người, nhìn qua máu vải long biến mất địa phương, vừa cười vừa nói. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói, nhờ có người bố trí cái không gian này sát trận rất lợi hại, không phải còn thật không biết nên như thế nào thu thập hắn. Chống trơn nhi lập tức liền lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, nói kia là đương nhiên, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được không gian chi lực. Về sau ngươi có cái gì kẻ địch lợi hại, toàn diện đều đưa tới nơi này, ta phụ trách bày trận, giúp ngươi xử lý hắn. Tiêu phàm không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không dễ dàng như vậy. Những cái kia kẻ địch lợi hại, ai đều không phải đèn đã cạn dầu, sẽ không dễ dàng chạy đến, càn khôn đỉnh, bên trong đến. Lần này, nếu không phải ra hỏa này vội vã muốn thu hồi bảo vật của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không mắc lừa. Biết rõ, càn khôn đỉnh, là tạo hóa chi bảo, máu vải long như thế nào lại tự động tự giác hướng trong đỉnh chạy. Dù coi như là những địch nhân khác, không biết, càn khôn đỉnh, là tạo hóa chi bảo, cảm ứng được bảo đỉnh bất phàm khí tức, cũng tuyệt không chịu vì tiện mắc lừa. Có thể làm cho tiêu phàm đều cảm thấy khó có thể đối phó nhân vật lợi hại, ánh mắt đều sẽ không quá kém. Chốc lát, tiêu phàm còn nói thêm, đáng tiếc a, à, người không gian này sát trận, chỉ có thể ở trong đỉnh mới có thể bố trí đạt được. Chống trơn nhi tuy là không gian yêu linh, dù sao cũng không thể chống rỗng sinh ra rất nhiều vết nứt không gian đến, còn phải mượn nhờ càn khôn đỉnh cái này không gian trí bảo chi lực. Bằng không mà nói, đây chính là trung cực sát khí, chỉ ít tại hạ cùng giao diện, lại không người có thể cùng tiêu phàm đối kháng. Chống trơn nhi lại không phục, vểnh lên cái mũi, nói, hừ, ngươi cho ta một chút thời gian, cuối cùng có một ngày, bất kể lúc nào chỗ nào, ta đều có thể đem cái này sát trận bày ra đến. Ừm, um, ta tuyệt đối tin tưởng, tiêu phàm cười gật đầu, thật có một ngày như vậy, vậy liền đúng là thiên hạ dù lớn, nơi nào đều có thể đi được. Được rồi, gia hỏa này cũng xử lý, Người hay là nhanh đi nhìn xem thiên thiên tỷ tỷ đi, làm sao cái này hồi lâu, còn chưa từng lộ diện. Chống chân nhi nói, không khỏi có mấy phân lo nghĩ. Tiêu phàm lúc trước đem ba chân nguyên đỉnh an trí tại, càn khôn đỉnh, nội bộ, từ khi rời đi mê cốc đảo về sau. Uyển thiên thiên vẫn đều ở trong đỉnh trong biển lửa tu luyện, mượn nhờ bảo trong đỉnh bộ lực lượng pháp tắc đến rèn luyện nàng hỏa hệ thần thông, chống chân nhi cũng đợi ở trong đỉnh, một tới hai đi, ngược lại là cùng Uyển thiên thiên thành hảo bằng hữu. Tiêu phàm thần niệm chi lực sớm đã từng điều tra biển lửa chỗ sâu, mỉm cười nói không sao. Nàng không có việc gì, chỉ là cần một chút thời gian đến khôi phục. Bất quá, tiêu phàm nói, song mi có chút nhau. Bất quá cái gì, chuyện này còn không có giải quyết triệt đề. Tiêu phàm trầm giọng nói, a, à, chống chân nhi có chút không hiểu thấu. Hắn tinh thông không gian chi đạo, thần niệm chi lực lại là so tiêu phàm kém xa. Tiêu phàm bỗng nhiên khoát tay một đạo phích lịch trùng điệp đánh vào cách đó không xa trong biển lửa kích thích cao mấy trượng sóng lửa một cái đỏ tươi bọt khí từ sóng lửa bên trong bay tung tóe mà ra từ xa nhìn lại cùng bình thường biển lửa bọt khí không khác nhau chút nào bất quá nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện bọt khí bên trong bao vây lấy một đạo cao mấy tắc bóng người nhìn tướng mạo thình lình cùng huyết quang thiếu niên bộ dáng là hắn nguyên thần chống trơn nhi lập tức hiểu được kêu lên không gian sát trận cố nhiên diệt sát máu vải long nhục thân, lại diệt sát không được nguyên thần. Yêu nghiệt này nguyên thần thế nhưng là từ thượng giới xuống tới, thuần chính nhất trời sinh thánh linh thần hồn. Vô thanh vô tức trốn ở trong biển lửa, hy vọng có thể trốn qua một kiếp, lại không muốn còn là bị tiêu phàm phát hiện. Ba, một tiếng, bọt khí bạo liệt, cao mấy tấc máu vải long nguyên thần hiện thân mà ra. Đón gió lớn lên, thoáng qua hóa thành huyết quang thiếu niên ngày thường bộ dáng, hung tận tiếp cận tiêu phàm, trong mắt tràn đầy thống hận chi sắc nhưng cũng có ẩn tàng rất khá sợ hãi cùng tuyệt vọng tiểu tặc là bản nguyên tổ xem thường ngươi chốc lát huyết quang thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tiêu phàm từ tốn nói đạo lý này các hạ sớm nên minh bạch tại ngươi bốn phía sát nhân chi lúc liền trôn xuống hôm nay chi hỏa ta nhổ vào cái này vốn là cái mạnh được yếu thua thế giới ngươi cùng ta nói cái gì thiên đạo theo điểm báo ứng xác đáng người cùng tiêu vô cực đồng giảng, đều giả mù sa mưa, khiến người buồn nôn. Thất dạ mãng gắt một cái, nổi giận đùng đùng nói. Tiêu phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, nhẹ nói, nhưng là bây giờ ta thắng, người thua. Vậy thì thế nào, thất dạ mãng nghiêng đầu một cái, cười lạnh nói. Nghe vị kia sát quỷ đạo bạn nói, các hạ sở dĩ có thể lấy một bộ ngày mai luyện chế nhục thân phát huy ra thượng giới chi lực, là bởi vì ngươi thánh linh chân hồn. Người nghĩ luyện hóa ta chân hồn, không cùng tiêu phàm nói xong, thất giả mãng liền không khách khí chút nào đánh gãy hắn, kêu lên. Thế nào, có cái gì không được sao? Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại. Ngươi mơ tưởng, ta liền xem như tự bạo chân hồn, cũng quyết không để ngươi đạt được. Thất giả mãng điên cuồng mà hét dầm lên, tràn đầy điên cuồng chi ý. Tự bạo chân hồn, cái kia cũng muốn ta đồng ý mới được. Tiêu phàm khóe miệng lại lại hiện lên lúc trước kia nhàn nhạt, nhạt mỉa mai, không chậm không nhanh nói. Tiểu tặc, người coi là thật quá tự cho là đúng, người nằm mơ đi thôi. Thất giả mãng giận dữ hết, miệng lầm bẩm, liền muốn tác pháp tự bạo chân hồn, lại chỉ nghe khoác suy một tiếng vang nhỏ, một bức cổ xưa quyển trục từ hắn bên cạnh thân trong hư không nổi lên, tản ra mãnh liệt không gian khí tức, chính là thất hải xá tắc đồ. Chỉ bất quá dưới mắt thất hải xá tắc đồ rất rõ ràng đã không nhận thất giả mãng chi phối, không tốt, thất giả mãng kinh hãi, bất quá hết thảy cũng không kịp còn không chờ hắn tác pháp hoàn tất, một cỗ hấp lực cường đại cuốn tới, hắn chân hồn thân thể liền kìm lòng không đặng bị thất hải xá tác đồ hút vào. Tiểu tạc, biển lửa trên không, lưu lại thất giả máng sau cùng thét lên, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, thất hải xá tác đồ liền bay đến trên tay của hắn, nhìn qua uông dương đại hải trung ương ngưng tụ một cái huyết hồng điểm nhỏ, tiêu phàm rất hài lòng gật gật đầu. Chống trơn nhi nhích lại gần, quan sát tỉ mỉ lấy thất hải xã tắc đồ nói món bảo vật này rất không tệ mặc dù không gian chi lực không bằng càn khôn đỉnh thắng ở dùng thuận tiện đúng vậy tiêu phàm mỉm cười gật đầu lần này đại hoạch toàn thắng chẳng những diệt sát thất giả dạ mãng thu lấy thánh linh chân hồn còn thu hồi thổ ma ngẫu lại lấy được thất hải xã tắc đồ trí bảo như thế có thể nói là thắng lợi trở về nếu như kia sát quỷ không có nói láo lời nói cùng luyện hóa thất giả dạ mãng chân hồn tu vi khẳng định lại muốn nâng cao một bước Chương 1510, ngàn năm khế ước. Tiêu Phàm đại hoạch toàn thắng, thất dạ giới thủy tổ bị triệt để diệt sát. Trọng đại như vậy tin tức, lấy thời gian nhanh nhất truyền khắp Nam Châu đại lục. Nhưng là, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, bởi vì, bọn hắn vẫn chưa thấy đến việc này kiện, nhân vật chính, nghe đồn rằng, lớn thắng thất đêm mãng vô cực môn trưởng giáo tổ sư. Tiêu Phàm không gặp, bất quá, vô cực môn thủ tịch đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại là trở lại thiên tôn lĩnh đồng thời phát ra hiệu lệnh vô cực môn các đệ tử trở về tổ địa một mực tại lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng vu sơn phu nhân nam tử tóc bạc cùng tham dự thiên tôn lĩnh đại chiến may mắn còn sống sót ngộ linh lão quái tại cùng âu dương minh nguyệt gặp mặt mật đàm về sau đều rất hài lòng rời đi đại triệu quốc trở về nơi ở của mình duy chỉ có vu sơn phu nhân lưu tại thiên tôn lĩnh nghe nói là đang chờ đợi tiêu chân nhân trở về tiêu phàm đã từng hứa hẹn muốn để nàng thi tiêu chi thân tái sinh máu thịt đây cũng là nàng cam mạo kỳ hiểm cùng thất giả mãng tác chiến nguyên nhân bây giờ thất giả mãng đền tội là nên tiêu chân nhân thực hiện lời hứa thời điểm nhưng mà tiêu chân nhân một mực chưa từng hiện thân cho nên các loại truyền ngôn xôn xao đối với thất giả mãng là có hay không bị diệt sát ai cũng không dám khẳng định lợi hại như vậy lão ma đầu hẳn không phải là tùy tiện sẽ bị diệt sát a à. tiêu phàm một mất tích chính là mấy chục năm thậm chí tại sư phụ của hắn vô cực môn thái thượng trưởng lão chỉ thủy chân nhân rốt cuộc tiến giai ngộ linh kỳ thành công, thiên tôn lĩnh vui mừng như sôi, tiêu phàm cũng vẫn là không có lộ diện. Chẳng lẽ, tiêu chân nhân cùng thất giả mãng đồng quy vô tận rồi? Đây là lưu truyền trên giang hồ mới nhất phiên bản, mà lại, tuyệt đại bộ phân Nam Châu tu sĩ đều tin tưởng cái này phiên bản. Tại bọn hắn nghĩ đến, thất giả mãng đã là trời sinh thánh linh hạ giới, như vậy muốn tiêu diệt hắn, tổng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Danh sương Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông cùng kẻ này đồng quy vô tận, vậy liền nói còn nghe được. Rất hợp thất giả mãng thân Phật, nếu tiêu chân nhân biết được mình bất quá là bị định vị thành thất giả mãng, vật bồi táng. Không chừng làm sao sinh khí đâu, chân tướng của sự thật là, tiêu chân nhân vẫn luôn lưu tại không linh đảo linh nhãn chi địa. Ở nơi đó luyện hóa thất giả mãng thánh linh chân hồn. Cái này đại sự hàng đầu, quyết không thể kéo dài. Bởi vì giao diện chi lực áp chế, mỗi kéo dài một ngày thánh linh chân hồn liền càng yếu ớt một phân, hiệu quả cũng liền càng kém một phân. Cứ việc có thất hải xã tắc đồ, tiêu phàm vẫn là không muốn kéo quá lâu. Nếu như sát quỷ nói là sự thật, như vậy thất giả mãng thánh linh chân hồn, chính là hắn thuận lợi tiến giai ngộ linh hậu kỳ, cũng cuối cùng phi thăng lên giới mạnh mẽ nhất bảo hộ. Theo sát quỷ nói, thất giả mãng chân hồn chi lực, chẳng những có thể lấy để hắn không tốn sức chút nào liền tiến giai đến ngộ linh hậu kỳ, đồng thời tại sau khi phi thăng còn có thể trong thời gian ngắn nhất để hắn lần nữa tiến dai. Mặc dù lúc ấy vì đả động hắn, không khỏi nói ngoa, nhưng nghĩ đến hiệu quả chắc chắn sẽ không quá kém. Tiêu phàm cũng không phải là lần đầu luyện hóa thánh linh chi lực. Tân lâm một mực lưu tại không linh đảo làm bạn hắn. Nguyên bản tiêu phàm ý tứ là muốn để Già nhi cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ tiến về thiên tôn lĩnh. Cứ việc thất dạ mãng đã diệt, nhưng bây giờ Nam Châu đại lục tu chân giới vẫn như cũ là lòng người bàng hoàng ám lưu hung dũng, thất dạ giới ma quân còn chú đóng ở Bắc Minh Đại Địa. Vạn nhất có cái gì dị động, tiêu phàm lo lắng Âu Dương Minh Nguyệt một người ứng phó không được. Tăng thêm tân lâm, thiên tôn lĩnh liền có hai tên ngộ linh kỳ cao thủ tỏa chấn, nghĩ đến lại không người nào dám tới sinh sự. Bất quá cuối cùng vẫn là theo tân lâm chính mình ý tứ. Đối với những tông môn này sự tình, giang hồ tranh đấu, giả nhi từ trước không phải để ý như vậy. Nàng để ý chỉ là cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ, Cuống hồ, nàng vừa mới khải quan mà ra không lâu, từ chỉ là chút cơ kỳ, một hơi không ngừng trực tiếp bước vào mộ linh kỳ. Mặc dù thánh linh nguyên địa đầy đủ thần kỳ, tiêu phàm vẫn còn có chút lo lắng nàng tâm cảnh bất ổn. Theo Tân Lâm miêu tả, nàng năm đó tại thánh linh dưới cây, đã từng thôn vệ qua một viên quả, kia là toàn bộ thánh linh trên cây duy nhất một trái, bộ dáng cùng thanh toan nghề có chút tương tự. Sau đó liền lâm vào lâu dài bế quan bên trong, vẫn luôn tại chiều sâu nhập định một chút xíu luyện hóa viên kia quả bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tiêu phàm chưa từng thấy tận mắt viên kia quả, cho nên cũng liền không cách nào xác định, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết thiên hương ngọc lộ. Bất quá cái này đã hào không trọng yếu, luyện hóa thánh linh chân hồn là một cái lâu dài quá trình, đơn điệu mà buồn tẻ, cũng may có tân lâm làm bạn, càn khôn đỉnh, bên trong còn có uyển thiên thiên, thánh linh nguyên trong đất còn có trần dương, cơ khinh xa cùng Azelena đang cố gắng bế quan tu luyện, linh thú điểm bên trong, hắc lần tại nằm ngáy o o, tiêu chân nhân cũng là không ngờ tịch mịch. Thời gian mấy chục năm, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, một mực tại chấn hồn trong mật thất ngủ say váy đen thiếu phụ, bỗng nhiên tỉnh lại. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng không phải mình thức tỉnh, mà là bị cưỡng ép tỉnh lại. Cho nên, nàng vừa mở mắt, liền thấy tiêu phàm. Không linh đảo phong nhãn chi địa, ánh nắng tươi sáng, phồn hoa như gấm, phong quang cực kỳ tú lệ. Tiêu phàm rất tùy ý đứng tại to lớn hoa trong viên, nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên sát quỷ biến thành váy đen thiếu phụ, đứng bên người một tên đồng dạng áo trắng váy trắng mỹ mạo nữ tử, thanh lệ thoát tục, phiêu giật suốt trần, tựa như ảo mộng. Váy đen thiếu phụ thần niệm chi lực hướng tiêu phàm trên thân chỉ quét qua, liền là giật mình há to miệng, sắc mặt trở nên 10 điểm cổ quái. Người giết hắn, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, không có trả lời vấn đề này. Hắn tin tưởng, váy đen thiếu phụ đã thấy trên người hắn phát sinh biến hóa. Dưới mắt tiêu phàm, tại váy đen thiếu phụ trong mắt, đang đứng ở một loại phi thường kỳ lạ trạng thái, mặc dù cảnh giới chỉ là vừa mới đặt chân ngộ linh hậu kỳ, cách hậu kỳ đại thành còn kém rất xa, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra khí tức, lại cường đại đến cực điểm, nhiễm nhưng đã đạt đến tại dạng này dưới cùng giao diện có khả năng đạt tới mạnh nhất đỉnh phong. Cứ việc còn không thể cùng thất dạ mãng kích phát hóa dòng chi lực lúc đánh đồng, nhưng mà rõ ràng tiềm lực vô tận dáng vẻ. Nếu thật là triệt để đem tiềm lực kích phát ra đến, có thể đạt tới cái dạng gì khủng bố tình trạng, thật đúng là khó mà nói. Chi cho nên sẽ có dạng này biến hóa kinh người, không hề nghi ngờ, tiêu phàm chẳng những diệt sát thất dạ mãng, hơn nữa còn luyện hóa thất dạ mãng thánh linh chân hồn. Dù coi như tại trưởng thành thánh linh bên trong, thất dạ mãng cũng muốn xem như 10 điểm năm dài, thần hồn chi lực cực kỳ cường đại. Cái này thật đúng là thế sự vô thường, váy đen thiếu phụ lập tức nở nụ cười khổ, thất dạ năm đó bị người tổ thượng diệt sát bản tôn, thiên tân vạn khổ chạy về hạ giới tìm kiếm nghĩ cách muốn một lần nữa ngưng tụ thánh linh thân thể trở lại thượng giới ai ngờ cuối cùng lại là thành toàn ngươi váy đen thiếu phụ vừa nói bên cạnh lắc đầu liên tục thế gian vạn vật đều có định số tiêu phàm cười cười nhẹ nói ngữ khí nhu hòa không mang mảy may lệ khí bất quá tiêu đạo hữu lá gan cũng là coi là thật không nhỏ lấy ngươi như thế điểm tu vi thấp như vậy cảnh giới tại không người chỉ điểm dưới tình hình liền dám tùy tiện luyện hóa thánh linh chân hồn, hắc hắc. Đây chính là rất nhiều hợp thể lão quái đều không dám tùy tiện nếm thử sự tình, vạn nhất hơi không cẩn thận, nhưng chính là tổ hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Váy đen thiếu phụ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, lại là kinh ngạc lại là ao ước, người này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, lá gan lại cũng rất lớn. Luyện hóa thánh linh thần hồn, tại tiêu mỗ mà nói, cũng không phải lần đầu. Ngân dược lôi bằng trong nội đan, liền xen lẫn có từng tia từng sợi thánh linh tàn hồn. Mặc dù không thể cùng hoàn chỉnh thánh linh chân hồn đánh đồng, tiêu phàm nhưng cũng tính được là kinh nghiệm phong phú, hắn phong độn thuật, chính là từ đó lĩnh ngộ được. Không có dạng này lực lượng, hắn chỗ này dám vì tiện mạo hiểm, váy đen thiếu phụ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức sắc mặt ngưng lại. Chậm rãi nói, người lúc này đem ta tỉnh lại, cần làm chuyện gì? Tiêu phàm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nghiêm nghị nói, đạo hữu là người thông minh, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Váy đen thiếu phụ bất động thanh sắc hỏi. Tiêu phàm chậm rãi nói, ta cần muốn đạo hữu cùng ta ký khí ước. Cung cấp ta khu trì ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, vô luận ta có gì chỗ mệnh, đạo hữu đều phải chính công chấp hành. Váy đen thiếu phụ biến sắc, lạnh lùng nói, tiêu đạo hữu giã tâm thật lớn. Năm đó thất giả cuồng ngạo như vậy, cũng không dám để ta làm nô. Trong mắt ngươi, chúng ta sát quỷ nhất tộc, là nô bộc hạ người A tiêu phàm lạnh nhạt nói là giao dịch không phải nô bộc tốt nếu là giao dịch vậy ngươi nói cho ta ta có thể được cái gì váy đen thiếu phụ lập tức lại lạnh yên tĩnh chậm rãi hỏi mạng sống phi thăng tiêu phàm lời ít mà ý nhiều đáp ngươi hẳn phải biết lấy tình trạng của ngươi bây giờ muốn một mình trở về thượng giới cơ hồ là không thể nào ngươi vốn là không thuộc tại chúng ta dạng này giao diện cho nên cũng liền không tồn tại tự hành phi thăng mà nói ngươi muốn trở về chỉ có hai con đường có thể đi. Tại tương lai ta phi thăng thời điểm, mà người cùng một chỗ phi thăng, tổng mạnh mẽ hơn người phá giới muốn an toàn được nhiều. Đợi đến thượng giới, ngàn năm kỳ đầy, ta liền thả người tự do, trở về chính người tộc đàn đi. Luyện hóa thất giả mãng thánh linh chân hồn, chẳng những để hắn tu vi cảnh giới đột bay mãnh tiến vào, mà lại thất giả mãng trong thần hồn bao hàm rất nhiều tin tức, cũng bị tiêu phàm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những tin tức này chi chân quý, mảy may cũng không tại cảnh giới tu vi tăng lên phía dưới. Ngày sau hắn phi thăng lên giới, những tin tức này liền lộ ra rất là trọng yếu, là hắn tại thượng giới sinh tồn ắt không thể thiếu. Có quan hệ sát quỷ tộc kỹ càng tình hình, chính là từ thất giả mãng chân hồn chi bên trong biết được. Người cũng đã biết, muốn để ta tại hạ cùng giao diện hành động tự nhiên, không bị giao diện chi lực chấn sát, người nhất định phải lấy mình chân hồn tinh huyết nuôi nấng ta. Tại dạng này dưới cùng giao diện, kỳ thật lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, hoàn toàn đủ để hoành hành không sợ, lại có người nào có thể làm gì được ngươi. Cho nên cái này ngàn năm khế ước, ngươi mà nói, nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Váy đen thiếu phụ hít mắt lại, có chút không hiểu nói. Có cần thiết hay không, kia là tiêu mỗ sự tình, ta chỉ hỏi ngươi, giao dịch này, đạo hữu có tiếp nhận hay không? Tiêu phàm từ tốn nói, váy đen thiếu phụ liền cười, cười đến rất có mấy phân phẫn uất. Người ngang ngược như vậy bá đạo, ta không tiếp thụ được không? Mới vừa từ chấn hồn trong mật thất ra, cái này sát quỷ liền kiểm tra qua tự thân, phát hiện sớm đã bị dưới người cường đại đến cực điểm thần hồn cấm chế, chế cho nàng chó chân chói tay, hoàn toàn phản kháng không được. Không hề nghi ngờ, những cấm chế này là tiêu phàm dưới. Luyện hóa thất dạ mãng chân hồn về sau, sát quỷ tộc có thứ gì nhược điểm, tiêu phàm thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ta liền biết, đạo hiếu là người thông minh, sẽ không khiến ta thất vọng, Tiêu phàm mảy may cũng không để ý tới váy đen thiếu phụ phẫn uất, mỉm cười nói, đối váy đen thiếu phụ, hung bạo bá đạo, nhận xét, nhẹ nhàng thụ rơi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1511, vòng cấm thành lũy Bắc Minh biển cả chỗ sâu, đã từng Bắc Minh vòng cấm, đã bị chế tạo thành một tòa siêu cấp chiến đấu thành lũy. Siêu cấp chiến đấu thành lũy chính giữa, chính là đầu kia lóng lánh ánh sáng màu nhũ bạch cự hình vượt giới không gian thông đạo. Bất quá ngày xưa lộ thiên cửa thông đạo, sớm đã dựng lên khổng lồ truyền tống đại điện, ba tầng trong ba tầng ngoài đem không gian thông đạo bảo vệ. Các loại phù văn xoay quanh bay múa, hộ vệ đại trận uy lực có thể nghĩ. Câu thông thất dạ giới cùng Nam Châu đại lục vượt giới thông đạo, không chỉ một đầu, nhưng Bắc Minh biển cả chỗ sâu cái thông đạo này, chính là quy mô lớn nhất, nhất ổn định. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể khởi động siêu cấp truyền tống, hoàn toàn không cần tiến hành chờ đợi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đều sẽ tập trung số lớn binh mã vật tư về sau, mới có thể khởi động truyền tống. Không gian đại trận cố nhiên kiên cố, nhưng mỗi khởi động một lần, muốn tiêu hao linh thạch cũng không phải số ít. Nguyên bản cái này siêu cấp truyền tống trận là cùng nơi đây dưới mặt đất linh mạch tương liên, không cần tiêu hao linh thạch. Bất quá, thất dạ giới người chủ trì, lại cho rằng dạng này cũng không thỏa đáng phản nhất dưới mặt đất linh mạch tiêu hao sạch sẽ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến không gian thông đạo bình thường truyền tống. Cho nên hiện tại khởi động truyền tống đại trận, đa số thời điểm đều là sử dụng linh thạch, chỉ có tình huống khẩn cấp dưới mới trực tiếp tiêu hao địa mạch linh khí. Dù sao hiện tại thất giả giới chiếm cứ lấy cao cổ giới toàn bộ, còn chiếm cứ lấy Nam Châu đại lục bộ phân địa bàn, linh thạch cung ứng 10 điểm sung túc. Vây quanh truyền tống đại điện, một cái cự thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến tạo tại Bắc Minh Biển cả chỗ sâu quần đảo phía trên. Tòa thành lớn này quy mô, so sánh với Nam Châu Đại Lục chủ yếu thành trì, quy mô có lẽ hơi kém, nhưng sức chiến đấu mạnh lại không cùng luân so. Lâu dài chú đóng ở này, đều đều là thất dạ giới tinh nhuệ quân đoàn, bất kỳ người nào muốn từ ngoại giới công phá thành này. Cơ bản đều là mơ mộng hão huyền, đến trăm vạn mà tính tinh nhuệ chiến đấu quân đoàn, lại thêm siêu cấp hộ vệ đại trận, cái này chiến đấu thành lũy bị chế tạo không thể phá vỡ, là chân chân chính chính vững như thành đồng chủ trì cái này tòa siêu cấp chiến đấu thành lũy sự vụ ngày thường cũng là một cái cực kỳ xa hoa đội hình vậy mà từ năm tên ngộ linh kỳ lão tổ tự mình tỏa chấn một người trong đó thậm chí đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ cảnh giới chính là toàn bộ thất giả giới đều tiếng tăm lừng lẫy hiên viên lão tổ trong truyền thuyết hiên viên lão tổ chính là biển vượn nhất tộc phương giả tại thất giả giới biển vượn tộc là trong biển rộng thực lực chủng tộc mạnh mẽ tại không ít hải vực xương vương xương bá, ngay cả giao long, toàn nghê, kỳ lân cùng trời sinh thánh linh hậu duệ đều muốn né tránh ba phân. Dưới mắt, vị này trong truyền thuyết huy danh hiển hách hiên viên lão tổ, lại song mi nhíu chặt, một bộ lo lắng bộ dáng. Đây là trong thành một cái linh khí mờ mịt trong động phủ, hiên viên lão tổ ở giữa mà ngồi, có khác bốn tên tu sĩ. Phân biệt ngồi tại hắn tả hữu thủ, cùng hiên viên lão tổ đồng dạng, mọi người thần sắc đều rất ngưng trọng, tựa hồ đều đều có lấy trùng điệp tâm sự. Hiên viên huynh, huyền âm thành vạn linh đạo hiếu, đã lần nữa phát tới khẩn cấp mật tín. Để chúng ta lập tức tiếp viện, việc này nên khi xử trí như thế nào, hôm nay nên nghĩ ra kết quả đến, đây đã là vạn linh đạo hiếu lần thứ ba phát ra khẩn cấp cầu viện mật tín, lại không tiếp viện. Huyền âm thành chỉ sợ liền thật thủ không được, một tên toàn thân làn da hỏa hồng, thân mặc áo bào đỏ nam tử trung niên, trầm giọng nói. Từ trên thân lộ ra linh áp khí thức đến xem, người này thình lình cũng là một tên ngộ linh kỳ lão tổ, ngồi ở chỗ đó, toàn thân tản mát ra khí thức nóng bỏng, ngay cả bốn phía hư không đều bởi đó có chút vạn vẹo, đủ thấy hỏa thuộc tính công pháp đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Mặt khác ba tên tu sĩ, cũng từng cái tu vi tinh thâm, cùng hồng bào nam tử khó phân trên dưới, nghe vậy đồng loạt gật đầu. Có quan hệ huyền âm thành tình hình, từ gần đoạn thời gian nhận được tình báo đến xem, càng ngày càng là không ổn hai mươi mấy năm trước, như Thủy Triều rút đi nguyên linh giáo, Trần Vũ Môn cùng Bắc Địa Tu chân Tông Môn, tại Vô Cực Môn, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn, Hạo Thiên Tông, Thái Ất Môn, Phục Ma Chùa, Ly Hỏa Tông, Hoàng Tuyền Thần Điện, thất tinh các cùng chính ma Đại Tông duy trì dưới, thành lập nên Liên Hợp Đại Quân, bỗng nhiên ngóc đầu trở lại, hướng Bắc Minh Đại Địa phát động phản kích, thế công cực kỳ lăng lệ. Thất dạ giới ma quân bất ngờ không đề phòng, bị đánh trở tay không kịp, nguyên linh thành phải mà phục mất, bị Nam Châu liên quân chiếm lĩnh. Sau đó Nam Châu đại quân càn quét Bắc Minh đại địa, Trần Vũ nước khôi phục, Trần Vũ môn trở về tổ địa. Chỉ có Huyền Âm thành tại thất dạ giới ma quân trọng binh phòng thủ phía dưới, chống lại Nam Châu liên quân tiến công, miễn cưỡng bảo trụ thành trì không mất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nam Châu liên quân đánh tới Huyền Âm dưới thành thời điểm, đã sức cùng lực kiệt, thành cường nỗ chi kết thúc. Dù sao như thế một đường phản kích tới, liên quân cũng cần tu chỉnh. Lập tức Nam Châu đại quân ngay tại huyền âm dưới thành đóng quân, đem huyền âm thành bao bọc vây quanh. Chấn thủ huyền âm thành vạn linh lão tổ, lúc này mới liên tiếp ba lần, hướng Bắc minh vòng cấm cầu viện. Tất cả từ thất giả giới truyền đưa tới đại quân, đều đồn trú ở đây, nhiễm nhưng đã trở thành thất giả giới phái chú Nam Châu đại lục đại bản doanh. Một tên thân mặc hắc y, toàn thân ma khí lượn lờ lão niên nam tử, tiếp lời nói, theo vạn linh đạo hữu lời nói, lần này vây thành Nam Châu trong quân đội, đã xuất hiện hiểu linh kỳ tu sĩ thân ảnh, mà lại không chỉ một. Mà lại, chúng ta phái ở các nơi mật thám, đều truyền về tin tức, truyền ngôn bên trong, thủy tổ đại nhân. Một lời đến đây, nam tử áo đen ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói hết, nhưng ngụ ý, ai đều hiểu. Sớm tại mấy chục năm trước, liền có truyền ngôn nói, thủy tổ đại nhân đã vẫn lạc, bị nam châu đại lục tu sĩ cấp cao, liên thủ diệt sát. Chỉ bất quá cái này truyền ngôn vẫn luôn chưa từng đạt được nhiệm chứng, ngay cả truyền ngôn bên trong, Nam Châu Đại Lục gần đây quật khởi vị vương giả kia, vô cực môn trưởng giáo tiêu phàm, cũng cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không còn thấy lộ diện. Nói hưu nói vượn, một mực sau nghi nhíu chặt, giữ im lặng hiên viên lão tổ, rốt cục quát khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Vị này danh chấn tam quân thất giả dạ giới thống binh lão tổ, nhìn qua thực tế là bề ngoài không dương, thậm chí còn có mấy phân hèn mọn, lông xù ngắn trên mặt, tràn đầy nếp nhăn, cùng bình thường viên hầu chi thuộc, cực kỳ tương tự. Nếu không phải trên thân kia cỗ không lúc nào không có ở đây cường đại sát khí, cho dù ai thấy, đều sẽ kìm lòng không đặng sinh ra lòng khinh thị. Bất quá giờ phút này hắn quát khẽ một tiếng, nam tử áo đen kia lập tức liền ngậm miệng lại, lại không lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, người này huy phong, thủy tổ đại nhân gì cùng thần thông, người cùng lại không phải là không có được chứng kiến. Cao cổ giới nhiều như vậy ngộ linh kỳ tu sĩ liên thủ, Kết quả cuối cùng như thế nào? Còn không phải cho Thủy Tổ Đại Nhân giết đến toàn quân bị diệt. Nam Châu Đại Lục có thể lớn bao nhiêu? Luận quy mô vẫn chưa tới cao cổ giới lớn nhỏ, có thể có mấy tên tu sĩ cấp cao. Thủy Tổ Đại Nhân không lộ diệt, khẳng định là có sự tình khác đang bận, ta cùng sao dám chất vấn lão nhân ra ông ta thủ đoạn. Thiên viên huynh, Thủy Tổ Đại Nhân thần thông quảng đại, này chúng ta đoàn người đều là biết đến. Nhưng nghe nói kia vô cực môn tiêu phàm, chính là là năm đó vô cực thiên tôn hậu nhân, cũng là cửu linh thể hỗn độn chân thân. Đây chính là nhân tộc mạnh nhất linh thể, có khác một tên thân mặc áo xanh, làm nho sinh cách ăn mặc, ngoài 50 tuổi nho nhã nam tử, vuốt dâu nói. Người này mặc dù cũng còn dừng lại tại ngộ linh sơ kỳ cảnh giới, lại so ba người khác tu vi càng thêm thâm hậu, khách nhưng đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trung kỳ. Mà lại bên ngoài đồng hồ là nho sinh bộ dáng, Ôn Tồn Lễ Độ, kỳ thực toàn thân đều lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức, cho thấy phải tu luyện chính là một loại nào đó quỷ dị ma đạo thần thông, thực tế sức chiến đấu cực mạnh, cho nên tại Hiên Viên lão tổ trước mặt, cũng có thể không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cũng không sợ co lại chi ý. Quan Doãn tiên sinh cái này là ý gì? Dù coi như kia Tiêu Phàm quả thật là cửu linh thể hỗn độn chân thân, thì phải làm thế nào đây? Tại cái này cùng giao diện, hắn mạnh hơn cũng bất quá cùng người ta tương đương, còn có thể nghịch thiên không thành. Thủy tổ đại nhân thế nhưng là thượng giới thánh linh, chỉ là một tên tiểu bối, có thể nào là thủy tổ đại nhân đối thủ?" Thiên viên lão tổ trong mắt nhỏ Hàn Quang lấp lẽ, nhìn chằm chằm Quan Doãn Tiên Sinh một chút, rất không vui nói. Quan Doãn Tiên Sinh cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, song nghi nhíu chặt, nói: "Thiên viên huynh, tiểu đệ đối thủy tổ đại nhân cũng không có chút nào bất kính chi ý. Chỉ bất quá, thủy tổ đại nhân đã trọn vẹn hơn 50 năm chưa từng lộ diện, cũng không có hiệu lệnh truyền đến." gian ngoài truyền ngôn xôn xao chúng ta những người này thụ đồng đạo nhóm đề cử ở đây thống binh có phải là cũng hẳn là bao dài một cái tâm nhãn vạn nhất vạn nhất gian ngoài truyền ngôn là thật chúng ta lại nên làm như thế nào cái này không chỉ là quan hệ đến chính chúng ta cũng là quan hệ đến toàn bộ thất giả giới đại sự không thể không thận trọng a à. người này lời còn chưa dứt ba người khác lập tức nhao nhao phụ họa quan doãn tiên sinh nói có lý chính là vạn nhất truyền ngôn là thật ta cùng cũng nên có cái cách đối phó thiên viên lão tổ lạnh lùng nói phải có cái gì cách đối phó tả hữu bất quá là đánh trận thôi thiên viên huynh mọi người liền có chút bất mãn thiên viên lão tổ cười lạnh nói giống như các ngươi lời nói thủy tổ đại nhân thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn khó nói chúng ta còn có thể như vậy uốn gối đầu hàng không thành luôn luôn muốn đánh tới ngọn nguồn bây giờ cao cổ giới đã diệt toa ma giới một nửa khác huyết linh đại lục Chính gặp Huyền Ta giới toàn diện tiến công, Nam Châu đại lục đã là tứ cố vô thân. Luận quy mô, còn không bằng ta thất xạ giới một nửa lớn nhỏ, chúng ta tập hợp hai cái giao diện tài nguyên cùng binh lực, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Đối mặt chỉ là một cái Nam Châu đại lục, có gì phải sợ chỗ? Thế nhưng là, hiền viên huynh, nếu như Thủy Tổ đại nhân thật tại Nam Châu đại lục xảy ra ngoài ý muốn, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Ngay cả Thủy Tổ đại nhân cũng không là đối thủ, đây chẳng phải là nam tử áo đen lo lắng nói thiên viên lão tổ một tiếng hừ nhẹ đánh gãy nam tử áo đen ngôn ngữ lạnh lùng nói thủy đạo bạn đang suy nghĩ gì nếu như thủy tổ đại nhân xảy ra ngoài ý muốn đó cũng là chúng gian kế của địch nhân bị trận pháp vây khốn ta liền không tin còn có người hạ giới nhưng lấy cứng chọi cứng đánh bại thủy tổ đại nhân vì cái gì cái kia họ tiêu tiểu bối cũng năm mươi mấy năm chưa từng lộ diện rồi ta nhìn hắn cũng là giữ nhiều lành ít tung coi như bọn họ ám toán thủy tổ đại nhân thành công, mình cũng nhất định phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, năm đó đánh một trận xong, Nam Châu đại lục mộ linh kỳ tu sĩ, còn không biết có thể còn dư lại mấy cái. Một lời chưa tất, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ động phủ đều run lẩy bẩy, một cỗ cường đại đến cực điểm khủng bố áp lực, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Không tốt, là hộ vệ đại trận lọt vào công kích. Nam tử áo đen lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Chương 1512, cái thế hùng Huy Nam Châu liên quân quy mô đột kích rồi, đây là tất cả mọi người ngay lập tức phản ứng, nhưng là lập tức liền tự hành bác bỏ, như thế đại động làm, không có khả năng trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại cái này minh mông vô bờ trên biển lớn, bất kỳ cái gì một nhánh đại quân hành động đều tuyệt đối không thể làm được thần không biết quỷ không hay. Như vậy là cường đại động vật biển, nhưng khả năng cũng rất tiểu. Từ khi bọn hắn chiếm cứ mảnh này vòng cấm về sau, xung quanh hải vực cường đại động vật biển sớm đã bị rảo sát không còn, may mắn trốn được tính mệnh cường đại động vật biển, cũng tránh ra thật xa, không dám đến gần nữa. Vô luận là không chung hay là đáy biển, từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, bọn hắn liền thiết trí tầng tầng cảnh giới biện pháp, mặc kệ là Nam Châu Liên Quân hay là động vật biển, chỉ cần vừa ló đầu, lập tức liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đem tình huống báo đưa đến chư vị ngộ linh lão tổ trước mặt thiên viên lão tổ ống tay áo lắc một cái động phủ bầu trời khảm nạm lấy ngũ thải tinh thạch liền không ngừng lấp lánh nhưng bắn ra đến hình ảnh lại là hết thảy bình thường tinh không nhìn giảm trường thiên một bích lại là một tiếng ầm ầm nổ vang sen lẫn chói tai xé rách âm thanh sau đó chính là cực kỳ kinh người lở thanh âm mọi người sắc mặt đều biến làm ngộ linh kỳ lão quái bọn hắn đã rất cảm nhận được rõ ràng toàn bộ thành trì hộ vệ đại trận chính đang sụp đổ bên trong từ một tiếng vang thật lớn truyền ra, đến hộ thành đại trận sụp đổ, bất quá trong nháy mắt. Nhiều như vậy trận pháp đại sư, nhưng tận tâm huyết bố trí ra hộ vệ đại trận, lúc nào trở nên như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Viên lão quái hử lạnh một tiếng, không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái, liền mất đi bóng dáng. Cái khác bốn tên ngộ linh kỳ lão tổ hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, cũng lập tức đi theo. Nói thật, giờ khắc này trong lòng bọn họ kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Nhất định là địa phương nào xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn tuyệt không tin hộ vệ đại trận là tại người làm công kích dưới sụp đổ, không có khả năng có dạng này cường nhân. Chỉ có thể là ngoài ý muốn. Thẳng đến bọn hắn trông thấy Càn Khôn đỉnh, một ngụm trăm trưởng chi cử cử hình đại đỉnh, tại vòng cấm trên không nhanh chóng xoay tròn lấy, phát ra một vòng lại một vòng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, hội tụ thành một cái chữ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy chính liên tục không ngừng đem hộ vệ đại trận không gian năng lượng hấp thu quá khứ. Không gian kia năng lượng nhìn không thấy sở không được, lại có thể thiết thực cảm thụ được. Dựa vào không gian lực lượng bày trận, là lúc trước thiết kế cái này tên hộ vệ đại trận trận Pháp Đại Sư một mình sáng tạo, cả tên hộ vệ đại trận cũng bởi vì uy lực này cực mạnh, nghe nói kích phát đến cực hạn lời nói, có thể khu động không gian chi lực, giết người ở vô hình. Chỉ bất quá nhiều năm qua, một mực không có nghiệm chứng cơ hội, khai chiến về sau, Nam Châu tu sĩ ngay cả một lần đều không thể tiếp cận nơi đây. Cái này lô cốt đầu cầu từ đầu đến cuối, một mực trưởng khống tại thất giả giới đại quân trong tay, tiến vào có thể công lui có thể thủ, chiếm hết tiên cơ. Nhưng là hiện tại xem ra, không gian chi lực ngược lại thành trận này sơ hở lớn nhất, đến mức trong khoảnh khắc, liền bị người không tốn sức chút nào triệt để công phá, theo không gian năng lượng sói mòn. Toàn bộ đại trận đều đang nhanh chóng sụp đổ, phụ trách cảnh giới bên ngoài bộ đội, ngay lập tức kịp phản ứng nhao nhao hướng cự đỉnh phát động công kích nhưng là không hề có tác dụng bất luận cái gì công kích mặc kệ là pháp bảo hay là binh khí hoặc là pháp thuật công kích đều bị vô hình không gian chi lực không khách khí chút nào ngăn tại bên ngoài cá biệt gấp gáp người thậm chí trực tiếp hướng cự hình bay đi kết quả bị không gian chi lực dễ như trở bàn tay cắt thành mảnh vỡ tại toàn lực kích phát càn khôn đỉnh trước mặt những này cấp thấp tu sĩ thật sự cùng sâu kiến không có gì khác nhau lớn mật một tiếng quát lớn chấn người màng nhĩ thiên viên lão quái thân ảnh từ trong hư không bắn ra ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng đón gió căng phồng lên toàn thân bảo phục nhau nhau nổ tung hóa thành từng mảnh hồ điệp tứ tán bay múa một đầu toàn thân lông tóc nồng đậm cơ bắp từng cục to lớn biển vượn tại thành trì trên không hiện thân đầu này biển vượn hóa thân thành vài trăm triệu chiều cao cự ma thần mắt nhỏ gắt gao tiếp cận cách đó không xa càn khôn đỉnh hai tay nắm tay trùng điệp đập mình dày đặc lồng ngực phát ra, đông đông đông, đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngộ linh trung kỳ tu sĩ cường đại tuyệt luân khí thế, không có chút nào che giấu thấu thể mà ra, trùng trùng điệp điệp, uy áp mà hạ. Lão tổ uy vũ, phía dưới một chút tu vi hơi thấp ma quân chiến sĩ, nhao nhao hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nhìn chỗ không bên trong cự viên, mặt mũi tràn đầy thành kính cúng bái chi sắc, thật sâu đập phía dưới đi. Nguyên bản hoảng loạn quân tâm, nháy mắt liền an định lại có cường đại như vậy lão tổ thân tự xuất thủ, cái dạng gì địch nhân không phải dễ như trở bàn tay. Giống, hiên viên lão quái biến thành cử viên lần nữa ngửa mặt lên trời gào to, trong hư không xảy bước tiến lên, giờ cao thiết quyền, hướng, càn khôn đỉnh, đánh mạnh mà đi. Cái kia có thể tùy tiện đem cấp thấp tu sĩ cắt thành mảnh vỡ không gian chi lực, tại cử viên trước mặt, tự động mất hiệu, không dậy nổi mảy may tác dụng. Tất cả mọi người nín thở, chờ lấy nhìn lão tổ một quyền đem, càn khôn đỉnh, oanh bạo từ kia cử viên bày ra khí thức cường đại, bất kỳ người nào đều không nghi ngờ điểm này. Đúng lúc này, một trận một ngạt đến cực điểm tiếng vang, từ cao hơn trên trời cao chuyển đến, như là lôi đình còn tại cử thiên, chính chút xuống. Ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn, tự khiết trắng vân hà bên trong nổi lên. Cái bàn tay này đủ có mấy trăm trượng chi cự, rõ ràng chỉ là huyễn hóa chi tược, lại mạch lạc rõ ràng, làn da trơn bóng, cho người cảm giác, tinh xảo vô so nhưng cái này tinh xảo vô so đại thủ chỗ mang theo cự lực lại bài sơn đảo hải cường đại đến khiến người ngạt thở còn không có đám người lấy lại tinh thần ầm ầm nổ vang đại thủ liền đánh chúng cự viên mạnh mẽ vỗ chúng thiên viên lão quái biến thành cự viên gầm lên giận dữ nháy mắt thật giống như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía dưới kích bắn đi oanh cự viên đập ầm ầm ở phía dưới thành trì bên trong đá vụn văng khắp nơi bụi đất bay dương một vòng lại một vòng sóng xung kích hướng bốn phía càn quét mà đi, những nơi đi qua, ban công quán tạ, đường đi phường thị, quân doanh võ đài, hết thảy hết thảy đều bị san thành bình địa. Vừa vận tập kết tại khu vực này hơn ngàn hơn 10 ngàn ma quân, nháy mắt hóa thành bột mịn, liền mảy may kháng cự chi lực đều không có. Những cái kia phân tán ở phía xa, may mắn trốn qua một kiếp ma quân nhìn thấy đây hết thảy, không khỏi từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, há to miệng, rốt cuộc không khép lại được tới đây là có chuyện gì? Đường đường hiên viên lão tổ, vậy mà một chiêu liền bại rồi. Đợi đến bụi mù tan hết, một cái cự hình hố sâu. Hiện ra tại trước mắt mọi người, cái hố sâu này đủ có mấy trăm trượng chi sâu, đáy hố ngửa mặt chỉ lên trời nằm một đầu lông xù cự hình biển vượt, tư thế cực kỳ bất nhã. Chính là bị một trưởng vỗ xuống bụi bặm hiên viên lão tổ. Cùng lúc đó, một tôn thân cao ngàn trượng kim thân pháp tướng, tại trên trời cao nổi lên. Toàn thân màu xanh giáp trụ bao khỏa, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới thành trì, uy phong hiển hách, không ai bị nổi. Bất kể là ai, ánh mắt vừa đối đầu cái này kim thân pháp tướng dưới mũ giáp hai con mắt, liền không chịu được trong lòng máy động, kìm lòng không đặng chuyển lái đi. Không dám nhìn thẳng, giống, lại một tiếng kinh thiên động địa gào thét, từ trong hố sâu vang lên. Chỉ thấy cự viên đã đứng lên, ngửa đầu hướng lên trời, hai tay đấm ngực, gào thét như sấm. Mang theo nói không nên lời nổi giận chi ý, từng có lúc, hiên viên lão quái dạng này ném qua mặt. Đây quả thực so trực tiếp diệt sát hắn còn muốn cho người khó chịu. Siêu, cự viên từ trong hố sâu nhảy lên một cái, mang theo ý giận ngút trời cùng vô tận sát cơ, hướng trên trời cao kim thân pháp tướng bổ nhào mà đi. Một kích này, đã triệt để kích phát cự viên thể nội mỗi một phân tiềm lực, là thật sự rõ ràng liều mạng. Khí thế so sánh với kích thứ nhất càng mạnh càng dữ dằn. Nhưng mà cũng không có có tác dụng gì. Trên trời cao kim thân pháp tướng, ánh mắt lóe lên một vòng thần sắc khinh thường, rất vị ý giơ bàn tay lên, lại là một trưởng vỗ xuống đi. Thiên địa gào thét, vân hà lăn lộn, toàn bộ hư không đều tại kịch liệt vặn phản vẹo, phảng phất không chịu nổi cái này có cự lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, không ít đề dai ma nhân không chịu nổi loại này áp lực thật lớn, sớm đã không tự chủ được quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Không tốt, các vị đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, gặp một lần loại tình hình này, ngay cả một bộ nho sinh đánh bại quan doãn tiên sinh cũng quá sợ hãi lập tức không lo được khác trong miệng gào thét một tiếng thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo thanh quang hướng trên bầu trời ngạo nghễ mà đứng kim thân pháp tướng kích bắn đi tay run một cái một quyển nhìn qua cực kỳ cổ xưa cổ tịch nổi lên lại làm không một dương liền hóa thành vô số màu xanh phù lục bay múa hướng kim thân pháp tướng phô thiên cái địa bao phủ xuống đi thân là ngộ linh lão tổ hắn tự nhiên biết những bồ chú này khẳng định không làm gì được kim thân pháp tướng nhưng mà chỉ cần có thể phân tán người này một điểm lực chú ý thoảng qua kiềm chế một chút để hắn đem công hướng hiên viên lão quái lực đạo thu hồi lại một phân cũng là tốt rất rõ ràng hiên viên lão quái không phải người này đối thủ mặc dù hắn ngày bình thường cũng không quen nhìn hiên viên lão quái cao cao tại thượng tự cho là đúng ngạo khí bộ dáng nhưng trong lúc này lại không thể đi so đo những thứ này hiên viên lão quái là trong bọn họ tu vi cao nhất thần thông cao thủ mạnh nhất nếu như vừa lên đến liền bản thân bị trọng thương đánh mất sức chiến đấu bốn người bọn họ lực lượng lập tức liền sẽ trở nên phi thường đơn bạc rất dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận lúc này cứu thương ngô lão quái chẳng khác nào cứu mình những này ngộ linh lão tổ cả đám đều thông minh hơn người chỉ trong nháy mắt liền coi như thanh lợi hại được mất đồng thời lập tức khai thác chính xác nhất biện pháp kia toàn thân hỏa hồng hồng bào nam tử cũng là không nói hai lời thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo bừng bừng thiêu đốt liệt diễm, hướng kim thân pháp tướng kích bắn xuyên qua. Quanh thân hắc vụ quấn thủy đạo bản, nhìn như nhất là nhu nhược, lúc này lại cũng không dám thất lễ, tế ra pháp bảo của mình, liền muốn tiến lên giúp đỡ. Chỉ có một tên đầu đầy tóc đỏ, mặc hoa phục trung niên nữ tử, trần chờ không có vội vã tiến lên cứu viện. Nàng là chấn thủ vòng cấm năm tên ngộ linh kỳ lão tổ bên trong duy nhất nữ tử, cũng là tu là thấp nhất một vị, khó khăn lắm tiến giai ngộ linh kỳ không lâu, mà lại nàng là một tên luyện đan tông sư, cũng không quá am hiểu cùng người tranh đấu. Mắt thấy kia kim thân pháp tướng uy mãnh vô luân, ngay cả hiên viên lão quái đều xa không phải là đối thủ, hoa phục nữ tử trong lòng sớm đã gan hàn. Cứ việc quan doãn tiên sinh, hồng bào nam tử, thủy đạo bạn bọn người động tác không chậm, lại một chút tác dụng đều không có. Kim thân pháp tướng đối đây hết thảy công kích, nhìn như không thấy, tiếp tục một trưởng đánh xuống. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lần này, cự trưởng trực tiếp đập vào thành trì phía trên, từng vòng từng vòng sóng xung kích, lấy so vừa rồi càng thêm cường đại lực lượng hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vô so, không biết có bao nhiêu ma nhân, nháy mắt hóa thành cho tàn. chương 1513, chuyện gì cũng từ từ. Một trưởng quá khứ, thành trì phía tây nam, cơ hồ đều bị bình định. Trước đó, cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng, lấy lực lượng một người, vậy mà có thể cho khổng lồ như thế một cái chiến đấu thành lũy tạo thành hủy diệt tính sát thương. Hiện tại nhưng lại không thể không tin, quan doãn tiên sinh cùng người thất kinh chi dư, dẫm chân xuống, liền muốn hướng lui về phía sau lại. Bọn hắn sở dĩ xuất thủ, là muốn cứu hiên viên lão tổ, bây giờ kia cử viên lần nữa gặp trọng kích, sự thật chứng minh bọn hắn xuất thủ không hề có tác dụng, địch nhân như thế hung hoành, lúc này không lùi, chờ đến khi nào. Chư vị đã đến, liền không cần đi vội vã, tiêu mỗ có lời nói. Một cái thanh âm nhàn nhạt, truyền vào trong tai mọi người, công chính bình thản, không mang mảy may lệ khí, lại tự có một phen uy nghiêm. Bất quá trong lúc này, những người này lại giống như chim sợ cành cong, nơi nào nghe lọt, chỉ lo đào mệnh quan trọng. Ngay tại ba người chuẩn bị nhanh chóng thối lui thời điểm, trước mắt thanh sáng lóng lánh, 36 chuôi vảy rồng kiếm, từ trong hư không nổi lên, đem ba người bao bọc vây quanh. Kiếm trận, ba người đầu tiên là giật mình, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí không lớn thuận. Các hạ cố nhiên thần thông kinh người, nhưng lấy chỉ là một cái kiếm trận, liền muốn cùng lúc vây khốn ba người chúng ta, không khỏi khinh người quá đáng. Vô luận như thế nào, ba người cũng là ngộ linh kỳ lão tổ, cố nhiên còn dừng lại tại giai đoạn khởi đầu, nhưng từng cái thân kinh bách chiến, đều có sở trường thần thông, người này chỉ bằng vào một cái kiếm trận, liền muốn cùng lúc đem ba người bọn họ đều vây khốn, thực tế quá coi thường người, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục thật sao, ba vị trước phá được ta kiếm trận này rồi nói sau. Hư giữa không chung, vang lên lần nữa kia công chính thanh âm bình thản, một trận hào quang lấp lóe ngàn trượng kim thân pháp tướng dần dần biến mất, hiện ra một tên áo trắng bạch bào thanh niên nam tử đến, dung mạo tuấn lãng. Anh hoa nội liếm, một tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua bên này. Không cần để ý hắn, giết ra ngoài, quan doãn tiên sinh quát khẽ một tiếng, trong tay cổ tịch một dương, lại là hàng trăm hàng ngàn tấm các loại phù lục bay múa mà ra. Hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, xem ra người này tinh thông con đường chế phù, chính là phù đạo tông sư. Trong nháy mắt, các loại phù lục liền đem 36 chuôi vảy rồng kiếm chăm chú bao vây lại, đồm đốc bạo hưởng thanh âm, không dứt bên tai. Sưng này cơ hội tốt, không bao nam tử cùng thủy đạo bản thân thể nhoáng một cái, liền muốn từ kiếm trận khe hở bên trong thoát thân mà đi. Đúng lúc này, thanh quang lóa mắt, bị hàng trăm hàng ngàn đạo phù lục công kích mãnh liệt phẩy rồng kiếm bỗng nhiên thoát khốn mà ra như thiểm điện bay chém tới hai người quá sợ hãi lúc này lại là né không thể né tránh cũng không thể tránh chỉ có thể vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo đem toàn thân pháp lực đều rót đi vào vội vã ngăn tại trước người một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên xen lẫn trận trận huyết quang cùng hai tiếng kêu đau đớn không bao nam tử cùng thủy đạo bạn trong chốc lát liền đến kiếm trận bên ngoài bất quá một cái tay gãy một cái gãy chân, chật vật không chịu nổi. Vừa mới tế ra phòng ngự pháp bảo, đã sớm bị không gì không phá vẩy rồng đoàn kiếm xoắn đến vỡ nát, hóa thành bột mịn. Chỉ có quan doãn tiên sinh tình hình hơi tốt một chút, đã không có tay gãy cũng không có gãy đủ, chỉ vai phải nhiều một đạo giả sắc. Bất quá sắc mặt trở nên tái nhợt, một bộ chân nguyên pháp lực nháy mắt tiêu hao quá độ bộ dáng. Các hạ nói đến cái này kiếm trận như thế nào lợi hại, lại cũng không gì hơn cái này. Quan Doãn tiên sinh thở dốc một hơi, cố gắng bình phục trong ngực phiền ác cảm giác, cười lạnh nói. Tiêu phàm khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, một đạo nhàn nhạt tiếu văn hiển hiện. Chỉ thấy trong hư không thanh quang lần nữa lấp lánh, lại là 36 chuôi vảy rồng kiếm hiện thân mà ra, vẫn như cũ đem ba người một mực vây ở trong kiếm trận. Bằng trực giác, Quan Doãn tiên sinh bọn người liền biết, cái này 36 chuôi vảy rồng kiếm không phải vừa rồi kia 36 chuôi. Tiêu phàm cái này kiếm trận là phân tầng lần, hư, lớn không được lại phá một lần, nhìn ra được, quan doãn tiên sinh cũng là tùy tiện không chịu thua tính tình. Kỳ thật tu vi đến dạng này cảnh giới, không khỏi là trăm triệu trong vạn người mới có một cái kỳ tài ngút trời, ngày bình thường ai không phải mắt cao hơn đầu, tràn đầy tự tin, nơi nào chịu hướng người khác cúi đầu phục nguyễn. Nếu thật là loại kia vừa gặp phải nguy hiểm khó khăn liền lập tức từ bỏ đầu hàng người, vô luận như thế nào không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Quan Doãn Huynh, giống như tình hình không đúng, chúng ta, chúng ta không thể sống lại tứ chi. Một bên hồng bào nam tử lại thấp giọng nói, trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Cánh tay trái của hắn, đủ khuỷu tay mà đứt, miệng vết thương liệt diễm bốc hơi, nhưng không có máu tươi dâng trào. Bên cạnh hắn, thủy đạo bạn đùi phải bị nghiêng nghiêng chém làm hai đoạn, vết cắt chỗ cực kỳ chỉnh tề, vết thương ra từng đợt hắc vụ quấn, cũng không gặp được một giọt máu tươi, bất quá sắc mặt cùng hồng bào nam tử đồng dạng, hết sức khó coi như vào ngày thường, dạng này ra thì tổn thương, tại bọn hắn mà nói, bất quá là việc rất nhỏ, tùy tiện liền có thể một lần nữa sinh ra mới cánh tay đuổi đến, cơ bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng dưới mắt, bọn hắn lại tựa hồ như gặp phiền phức rất lớn, liên tiếp vận công mấy lần, mỗi lần đều tại miệng vết thương gặp được một cố cường đại lực cản, khiến cụt tay cụt chân, khó mà trùng sinh. Tình hình như vậy, quả thực trước nay chưa từng có. Giống như, là chuyên môn khắc chế chúng ta công pháp ma đạo hạo nhiên chi khí. Quan Doãn Tiên Sinh cũng vội vàng vận động chữa thương, lại phát hiện hắn đầu vai vết thương cũng vô pháp khép lại, sắc mặt cũng thay đổi, bật thốt lên kinh hô. "Vậy làm sao bây giờ?" Thủy Đạo bạn kêu lên, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Bị thương không cách nào khép lại, tại dạng này sắc bén vô song kiếm trận bên trong, vẫn lạc phong hiểm lập tức liền tăng lên gấp bội, không cẩn thận liền sẽ bị giảo sát thành thịt nát. Còn không có cùng quan Doãn Tiên Sinh mở miệng, cách đó không xa trong hư không thanh quang lóe lên tầng thứ ba vảy rồng kiếm lại nổi lên. Ba người càng là quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, lần này, chẳng những sợ chết nhất thủy đạo bạn trở nên 10 điểm sợ hãi, ngay cả nhất ngạo khí quan doãn tiên sinh cũng kìm lòng không đặng toát ra vẻ sợ hãi. Thật không biết kiếm trận này đến cùng có bao nhiêu tầng, nhìn cái này tư thế, quả thực liền là sinh sinh không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Mặc dù cũng muốn tu luyện đến hiểu linh kỳ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một người bố thành kiếm trận, vậy mà có thể phức tạp như vậy kín đáo, điểm điểm đan sen. Suy tầng thứ hai 36 chuôi vẩy rồng kiếm đồng loạt phun ra dài đến hơn một trượng kiếm mang màu xanh, kia cỗ sắc bén vô luân sát khí, trực thấu cốt tủy. Vẩy rồng kiếm nhẹ nhàng chấn động, một bộ kích động bộ dáng, hiển nhiên sau một khắc liền muốn chém bay mà tới. Đạo hữu chậm đã, thủy đạo bạn lại cũng không lo được quan doãn tiên sinh thái độ, dắt cuống họng, gấp vội kêu lên. Cái này lại muốn cho hắn chém dụng một cái chân, liền biến thành con lật đật. Đạo hữu vừa rồi lời nói, có lời muốn nói, nguyện nghe cao kiến. Thủy đạo bạn nhìn cũng không nhìn quan doãn tiên sinh cùng hồng bào nam tử một chút, phối hợp nói. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại quan doãn tiên sinh cùng hồng bào nam tử trên mặt đảo qua, nhẹ giọng hỏi hai vị ý như thế nào. Hồng bào nam tử liền vội vàng gật đầu, nói thủy đạo bạn chi ngôn, rất hợp ý ta, nguyện nghe đạo hữu cao kiến. Sống chết trước mắt, thực tế cũng là nắm không được. Xem ra chỉ có vị đạo hiếu này không tình nguyện lắm cùng tiêu mỗ trò chuyện, nếu như thế, tiêu mỗ ngược lại cũng không để ý trước đưa đạo hữu lên đường, lại cùng mấy vị khác đạo hữu hảo hảo tâm sự, tả hữu các ngươi thất giả giới sự tình, luôn luôn phải giải quyết. Tiêu phàm liếc sắc mặt tái nhiệt quan doãn tiên sinh một chút, không chậm không nhanh nói. Trong chốc lát quan doãn tiên sinh sắc mặt từ tái nhiệt trở nên xanh xám, mắt thấy 36 chuôi vảy rồng kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kích, lại cũng không lo được cái gì thận trọng mặt mũi, cắn răng, trầm giọng nói tại hạ cũng nguyện nghe cao kiến. Vậy liền rất tốt, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nâng tay khẽ vẫy, 108 chuôi vảy rồng kiếm bay múa mà quay về, thu nhập thể nội không thấy bóng dáng. Tựa hồ mảy may cũng không lo lắng bọn hắn sẽ thừa cơ đào tẩu, 10 phần tự tin. Bên kia toa, hoa phục nữ tử sớm đã lòng bàn chân bôi dầu, xa xa thối lui, mắt gặp tình hình không đúng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Một trận gợn nước ba động vặn vẹo, một đạo trắng noãn thân ảnh, bỗng nhiên trong hư không nổi lên, đứng tại hoa phục nữ tử trước mặt, hoa phục nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm hàn ý, chạm mặt tới, không chịu được giật nảy mình dùng mình một cái. Trở về, tân lâm từ tốn nói, ngay cả nửa chữ đều không muốn nhiều lời. Hoa phục nữ tử thần niệm chi lực hướng tân lâm trên thân quét qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà không cách nào phân biệt người này tu vi cảnh giới nhưng có thể khẳng định là trước mắt tên này thanh lệ thoát tục lạnh lùng như như băng sơn đại mỹ nữ tu vi tuyệt đối phía trên nàng hoa phục nữ tử trực giác nói cho nàng vị này đại mỹ nữ muốn lấy nàng tính mệnh lời nói tuyệt đối sẽ không quá khó nhất là quan trọng chính là nàng nhìn ra được tân lâm là loại kia tuyệt sẽ không có nửa câu nói nhảm người nói để nàng trở về nàng liền phải ngoan ngoãn trở về chỉ cần hơi có trần chờ do dự nàng tin tưởng tân lâm sẽ không chút khách khí lập tức ra tay với nàng. Thế là vị này ngộ linh kỳ nữ tổ sư, hợp lại chưa giao, cứ như vậy mang theo đầy ngập phiền muộn cùng không cam lòng, tại tân lâm ánh mắt lạnh lùng dưới, ngoan ngoãn trở lại quan doãn tiên sinh đám ba người bên người, xinh xắn gương mặt, ân hồng tự huyết, chỉ cảm thấy cuộc đời chịu khuất nhục, chớ đây là rất. Tại ngàn ngàn vạn vạn đề giai môn nhân đệ tử nhìn chăm chú, bốn tên ngộ linh kỳ lão tổ, quy củ đứng tại tiêu phàm trước mặt, từng cái bình tức tính khí ngay cả không dám thở mạnh một cái rất tốt chúng ta đem hiên viên đạo hữu cũng mời lên đi việc này muốn nói cho hắn biết được tiêu phàm khẽ gật đầu một cái nhấc tay hướng phía dưới thành trì một chiêu chỉ thấy một bóng người từ trong hố sâu bắn ra thân mặc áo bảo xám còm nhom xấu xí chính là khôi phục hình người hiên viên lão tổ bất quá dưới mắt hiên viên lão tổ sắc mặt xám trắng hai mắt vô thần trên thân khí tức yếu đi rất nhiều thậm chí ngay cả ngộ linh trung kỳ cảnh giới đều khó mà duy trì, đã rơi xuống đến sơ kỳ tiêu chuẩn, cho thấy phải hai lần giao phong, bị thương cực nặng, đã nghiêm trọng làm bị thương lão quái này bản nguyên chi lực. Nhất là khiến người giật mình là, hiền viên lão tổ bị tiêu phàm tiện tay câu đến, vậy mà chưa từng dễ dụa phải nửa phân, giống như nhận một loại nào đó cường lực giam cầm. Đợi đến đến phụ cận, mọi người mới phát hiện Hiền viên lão tổ toàn thân bị một đầu gần như trong suốt dây thừng một mực trói lại, trói thành một cái bánh trưng cũng như. Đường đường ngộ linh trung kỳ lão tổ dưới cùng giao diện cơ hồ tối cao đẳng cấp trí cường giả, vậy mà như là trẻ nhỏ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có chút nào kháng cự chi lực. Thủy tổ đại nhân cơ hồ là đồng thời, chúng người suy nghĩ bên trong bỗng nhiên đều toát ra cổ quái như vậy suy nghĩ. Trước mắt người này chi thần thông quảng đại, quả thực cùng thủy tổ đại nhân không khác nhau chút nào chương 1514, ước hẹn 3 năm. Xin hỏi đạo hữu đến cùng là cao nhân phương nào? Quan doãn tiên sinh cứ việc trong lòng lật lật, hay là tráng lên lá gan, chắp tay hỏi. Bị nhân tiêu phàm, thẹn trưởng vô cực môn, tiêu phàm lạnh nhạt nói. Các hạ chính là tiêu chân nhân, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, lần nữa trên dưới quan sát tiêu phàm đến, tựa hồ có chút không thể tin được. Tại thất dạ giới, tiêu phàm sớm đã trở thành một cái nhân vật truyền kỳ người này lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, diệt sát công nhận thất giả giới đại tu sĩ thứ nhất thiên ma thiếu chủ, bị danh xưng ma đạo đệ nhất nhân thiên ma đạo tổ ngàn tỷ bên trong truy sát, kết quả cuối cùng lại là thiên ma đạo tổ vẫn lạc, chính hắn tiến giai thành công. Nghe nói người này là cửu linh thể hỗn độn chân thân, công nhận nhân tộc mạnh nhất linh thể, chính là Nam Châu Đại Lục, Chúa Cứu Thế, vô cực thiên tôn huyết mạch hậu duệ ngay cả thủy tổ đại nhân đều muốn đến chi cho thống khoái. Dưới mắt, vị này nhân vật truyền kỳ, bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ là, không khỏi cường đại đến quá không hợp thói thường. Bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, tiêu phàm tuổi không lớn lắm, bất quá 3.400 tuổi mà thôi, tuổi như vậy, đa số kỳ tài ngút trời, bình thường còn dừng lại tại trong nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại thành đều rất khó đạt tới. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ lại điều tra không sai tiêu phàm chân thực cảnh giới. Nhưng có thể khẳng định là, tiêu phàm chỉ ít cũng đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, nếu không không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đánh bại hiên viên lão quái, lại bằng một bộ kiếm trận, liền đem ba tên ngộ linh tu sĩ vây được trói chân trói tay, ngay cả nửa phân sức phản kháng đều không có. Nếu như không phải là bởi vì tiêu phàm còn quá trẻ, lấy người này biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, bọn hắn thậm chí hoài nghi, vị này tiêu trưởng giáo sớm đã đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị phi thăng lên giới vẹn vẹn đứng hầu ở bên cạnh hắn tên kia nữ tử áo trắng, liền có mộ linh trung kỳ tu vi. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tin, tiêu chân nhân này đến, không biết có gì chỉ giáo. Quan doãn tiên sinh lại chắp tay hỏi, hiên viên lão tổ trọng thương, nơi đây tựa hồ một chút liền biến thành từ hắn làm chủ. Trên thực tế, hiên viên lão quái tính tình ngang ngược, làm đại quân thống soái cũng không thích hợp. Đa số thời điểm, hiên viên lão quái là làm trung cực chiến lực tỏa chấn vòng cấm, chân chính công việc vật. Đều từ quan doãn tiên sinh đến quyết đoán, có một vật, ta muốn cho chư vị nhìn một cái, chư vị chắc hẳn sẽ không rất lạ lẫm. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói, cổ tay khẽ đảo, huyết quang tué hiện, một cỗ mãnh liệt mùi máu tanh đập vào mặt, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Mọi người giật nảy cả mình, tìm lòng không đặng đem trong lòng đề phòng đề cao đến 12 phân, riêng phần mình âm thầm điều động bản mệnh pháp bảo, làm tốt vì thời liều mạng chuẩn bị, lúc này mới ngưng thần hướng na đồ vật nhìn lại, không chịu nổi thì đã. Xem xét phía dưới, lập tức người người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây là thủy tổ, thủy tổ đại nhân binh khí. Chốc lát, hoa phục nữ tử mới ăn một chút nói. Hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Hiện ra tại trước mắt mọi người, là một thanh huyết kiếm, chuôi này huyết kiếm kiểu dáng cổ phác, lưỡi kiếm phảng phất lấy máu tươi ngưng tụ mà thành, ẩn ẩn còn có huyết quang tại lưới kiếm chi bên trên qua lại lưu chuyển. Linh động đến cực điểm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cầm đạo bạn, người có thể xác định sao? Quan Doãn tiên sinh lập tức hỏi, bọn hắn mặc dù đều gặp thủy tổ đại nhân cái này bản mệnh binh khí, nhưng dù sao chỉ là xa xa nhìn qua như vậy một lần, hoa phục nữ tử lại bởi vì tinh thông luyện đan duyên cớ, đã từng đạt được thủy tổ đại nhân triệu hoán, làm bạn qua thủy tổ đại nhân một đoạn thời gian, vì đó luyện chế mấy loại cực kỳ hiếm thấy đan dược, đối thủy tổ đại nhân hết thảy, tự nhiên so mọi người muốn quen thuộc được nhiều. Là, cầm đạo bạn trọng trọng gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này huyết kiếm, không chịu di động nửa phân. Ta đã từng thấy tận mắt thủy tổ đại nhân tế luyện chuôi này huyết kiếm, kiểu dáng khí tức giống nhau như đúc, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Tiêu phàm liền cười, từ tốn nói, đã chư vị đều nhận ra cái này binh khí, vậy liền rất tốt đây đúng là thất giả mãng bản mệnh binh khí. Mặc dù nói, chính ma khác đường, dạng này ma khí sâu nặng binh khí, tiêu mỗ không sẽ sử dụng. Nhưng làm vì một kiện chiến lợi phẩm, hay là rất đáng được cất giữ. Chiến lợi phẩm, mấy tên thất giả giới ma tổ từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu chân nhân, ngươi, người cái này là ý gì? Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại, ý tứ này, chư vị vẫn chưa rõ sao. Chẳng lẽ, thủy tổ đại nhân thật vẫn lạc rồi, nhưng cái này cái này sao có thể năm tên ngộ linh kỳ ma tổ liếc mắt nhìn nhau thì thào nói miệng thảo luận lấy không có khả năng trong mắt chấn kinh chi sắc lại biểu đạt đến mức rõ ràng bọn hắn trên thực tế đã tin tưởng thất dạ mãng không có chết bản mệnh binh khí tuyệt không có khả năng xuất hiện tại tiêu phàm trong tay chỉ là thủy tổ đại nhân làm vì trong lòng bọn họ thần chỉ chính là toàn bộ thất dạ giới trụ cột tinh thần bây giờ cái này trụ cột tinh thần ầm vang sụp đổ trong lúc nhất thời bọn hắn đều ở trong lòng bản năng cự tuyệt sự thật này sau khi hết khiếp sợ mọi người lại đồng loạt nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt sớm đã giữa bất chi bất giác xảy ra biến hóa nếu như nói vừa rồi trong lòng bọn họ cố nhiên e ngại nhưng cũng mang theo thật sâu phẫn uất cùng thống hận chi ý như vậy hiện tại là thật là còn lại e ngại dạng này một cái có thể diệt sát trời sinh thánh linh siêu cấp nghiêu nhân bỗng nhiên xuất hiện ở đây không thể không làm bọn hắn nháy mắt lật lật lo lắng, cái này là chuẩn bị muốn triệt để giết bọn họ a. À? Có vẻ như Tiêu phàm thực tế rất có làm như vậy lý do. Đem bọn hắn triệt để diệt sát, sau đó đem không gian truyền tống trận triệt để phong ấn, thậm chí triệt để phá hủy, từ đây tuyệt thất giả giới cùng Nam Châu đại lục vãng lai, lần này giao diện đại chiến coi như thực sự kết thúc. Chí ít đối Nam Châu đại lục mà nói là như thế này. Quả thật như thế đối Nam Châu Đại Lục thậm chí là đối thất giả giới đại đa số tông môn cùng cấp thấp tu sĩ đến nói, thực tế là một chuyện may lớn. Chỉ bất qua đối bọn hắn mấy vị, cùng trước mắt còn lưu tại Nam Châu Đại Lục những này thất giả giới ma quân, vậy liền quá bất hạnh, nhất định bị triệt để diệt sát. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đồng loạt dâng lên ý tuyệt vọng. Quả nhiên, tiêu phàm tiếp lấy chậm rãi nói tiêu mỗ này đến là phải kết thúc giao diện chi chiến. Năm người quá sợ hãi, riêng phần mình độn quang cùng một chỗ, liền muốn bỏ trốn mất dạng lại chợt phát hiện không biết lúc nào chung quanh sớm đã che kín không gian chi lực đem mỗi người bọn họ đều giam cầm gắt gao mơ tưởng di động mảy may tiêu phàm cũng không để ý tới bọn hắn thất kinh nhấc tay vừa nhấc một khối ngũ thải tinh thạch bắn ra tại không trung bắn ra một bức hình ảnh nhìn qua giống như là một phần bảng cáo thị phần này bảng cáo thị nội dung lập tức liền đem năm người ánh mắt đều hấp dẫn tới nghiêm chỉnh mà nói đây là một phần danh sách trên đó viết rất nhiều người có tên chữ. Phần danh sách này kể trên ra tên người không nhiều, chỉ có mười mấy người. Trong đó thình lình liền có hiên viên lão quái danh tự, bất quá xếp tại thứ hai đếm ngược vị. Liệt ra tại đứng đầu bảng, tên là trăm nhịn thêm người. Năm tên ma tổ đều kinh sợ, lần nữa đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bảng cáo thì kể trên ra 14 người, đều đều là thất dạ giới nhất kinh thiên động địa đại nhân vật, cả đám đều có ngộ linh trung kỳ trở lên tu vi nhất là liệt ra tại đứng đầu bảng trăm nhịn thêm người, càng là thất dạ giới truyền kỳ tổ sư. Theo bối phân để tính, dù coi như là ngày xưa danh xưng ma đạo đệ nhất nhân thiên ma đạo tổ, cũng muốn tôn xưng người này một tiếng tiền bối tổ sư. Thất dạ mãng không có hiện thân trước đó, trăm nhịn thêm người chính là thất dạ giới nổi danh nhất đại nhân vật. Phần danh sách này kể trên ra 14 người, mấy có lẽ đã bao quát thất dạ giới chiến lược mạnh nhất. Hiên viên lão tổ tại trong những người này, chỉ có thể kính bồi ghế chót tiêu chân nhân cái này là ý gì? Chốc lát, quan doãn tiên sinh thấp giọng hỏi, sớm đã không có lúc trước kiệt ngạo bất vần tư thế. Mời các người lập tức thông chi cái này bảng cáo thị bên trên 13 vị đạo hiếu, liền nói tiêu mỗ muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào kết thúc lưỡng giới ở giữa chiến sự. Về phần hiên viên đạo hiếu, chúng ta hôm nay đã gặp mặt qua, vậy liền không cần lại tính ở bên trong. Tiêu phàm chậm rãi nói. Tiêu chân Nhân muốn cùng tất cả cái này 13 vị đạo hữu gặp mặt. Mọi người lại là sướng sờ, quan doãn tiên sinh nghi hoặc mà hỏi thăm, cho là mình nghe lầm. Vị này tiêu trưởng giáo, sẽ không tự đại đến muốn lấy sức một mình, đồng thời đối kháng 13 tên ngộ linh trung kỳ trở lên siêu cấp cao thủ A. Lại càng không cần phải nói, còn bao gồm nghe đồn rằng, sớm đã đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ cảnh giới, sắp tới phi thăng trăm nhịn thêm người. Đúng vậy, thời gian, địa điểm định ở nơi nào? mấy tên ma nhân ánh mắt nhấp nháy tiếp cận tiêu phàm. Đây mới là cần gấp nhất khâu, nếu là định tại Nam Châu Đại Lục, vậy liền không bàn gì nữa, bọn hắn tuyệt sẽ không mắc lừa. Cái này 13 người đã bao quát thất giả giới sức chiến đấu cao nhất, há có thể tự chui đầu vào lưới, để người khác một mẻ hốt gọn. Ba năm về sau, Long Thần Đảo, quan doãn tiên sinh lập tức hỏi, Long Thần Đảo, là chúng ta thất giả giới Long Thần Đảo sao? Tiêu phàm khóe miệng hơi vỉnh lên, hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói cái này hiển nhiên nếu là tiêu mỗ đề nghị tại nam châu đại lục gặp mặt chỉ sợ những này đạo hữu không có một cái dám phó ước a à. mọi người bị câu nói này đâm vào một hồi lâu không thoải mái chỉ bất quá tiêu phàm nói chính là sự thật nhưng lại không tiện phản bác nhưng tiêu phàm sẽ gặp địa điểm định tại long thần đảo xác thực cũng để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm long thần đảo chính là thất giả mãng đản sinh địa phương thất giả giới thánh địa ma khí nặng nhất tự nhiên cũng là thích hợp nhất thất dạ giới tu sĩ phát huy chiến lực chỗ. Xem ra vị này tiêu trưởng giáo, thực tế ngạo khí cực kỳ. Tiêu chân nhân, những người khác còn thì thôi, nhưng chăm nhẫn tổ sư, nói thật, chúng ta thật đúng là không biết nên như thế nào thông báo lão nhân ra ông ta. Một mực giữ im lặng hiên viên lão tổ, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí sớm đã trở nên kính cẩn, cũng không còn phách lối trị ý. Chăm nhịn thêm người sớm đã là trong truyền thuyết nhân vật, đến cùng sống hay chết đều không người biết được. dù sao hơn nghìn năm đến, từ không có người gặp hắn tại tu chân giới từng xuất hiện. trên giang hồ người người suy đoán, vị tổ sư này hoặc là đã phi thăng lên giới, hoặc là cũng đã tỏa hóa rơi. dù coi như là giao diện đại chiến đánh tới nhất hừng hực khí thế thời điểm, cũng không thấy tung ảnh của hắn. tiêu phàm ốm tay áo lắc một cái, một viên thẻ che bay đến hiên viên lão quái trước mặt, nói: dựa theo trong này chứa đựng phương thức, nhất định có thể tìm tới trăm nhẫn đạo bản. Thiên viên lão quái một phát bắt được thẻ tre, có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có vội vã đi thăm dò duyệt thẻ tre bên trong nội dung, chỉ là nhìn qua tiêu phàm, nghi hoặc mà hỏi tham tiêu chân nhân, những thứ này. Ngươi là như thế nào biết được, 14 người danh sách, nhìn như đơn giản, lại bao quát thất giả dạ giới cơ hồ toàn bộ thiết bị đầu cuối chiến lực, cũng coi như phải là thất giả dạ giới cơ mật tối cao, tiêu phàm một ngoại nhân, lại thì làm sao biết. Tiêu phàm liền cười. Nhẹ nói, quý giới Thủy Tổ đại nhân biết rõ hết thảy, đối tiêu mỗ mà nói, đều không phải bí mật. Lần này nói một chút phải bình bình đạm đạm, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, tại mọi người trên đầu ầm ầm nghiền ép mà qua, toàn thân đại hãn gợn sóng mà hạ. Đây là giải thích, Thủy Tổ đại nhân chẳng những bị diệt sát, mà lại ngay cả thần hồn đều bị tiêu phàm luyện hóa. Đây là gì chờ kinh tâm động phách. Chương 1515, trăm nhịn thêm người. Thời gian thấm thoát, 3 năm sau. Long Thần Đảo. Đối thất giả giới tu sĩ mà nói, Long Thần Đảo là thánh địa, ít nhất đối ma đạo tu sĩ là như thế này. Tại thất giả mãng đối thiên mã đại lục chính đạo tông môn đại khai sát giới trước đó, tại thất giả giới tu sĩ chính đạo trong mắt, Long Thần Đảo cũng là thánh địa. Hiện tại đương nhiên đã sớm biến, thiên mã đại lục chính đạo tông môn mặc dù không có chính thức tuyên bố rời khỏi giao diện đại chiến, lại nhiều lần cự việt ma đạo tông môn đối thiên mã đại lục chiêu mộ, chỉ ít là lá mặt lá trái, mỗi lần đều là ứng phó xong việc tuyệt không sai phái ra chân chính chủ lực tham chiến những năm gần đây dứt khoát ngay cả loại này chiêu mộ đều đình chỉ bởi vì giao diện đại chiến cơ bản ở vào đứng im trạng thái thất dạ giới chính ma hai đạo dần dần có trở lại chiến lúc trước cái loại này làm theo ý mình trạng thái mục đích bất quá dưới mắt long thần đảo cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt dĩ vãng long thần đảo luôn luôn tràn đầy tà ác khủng bố cùng huyết tinh dưới mắt long thần đảo lại an bình tĩnh mịch tựa như thế ngoại đảo nguyên. Năm đó thất giả mã ngưng tụ nhục thân huyết trì, sớm đã hóa thành một cái u tĩnh hồ lục địa, mặt hồ sóng nước lấp loáng, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, tốt một phen như vẽ phong cảnh. Giữa hồ trên đảo nhỏ, một vị lão nhân ngay tại pha trà. Đỏ bùn lò lửa nhỏ, hiện ra bóng loáng ấm từ xa, tiểu xảo tinh xảo tử xa chén trà nhỏ, cổ kính một biêu bàn trà, vô không khiến người ta sinh ra ảo giác, cảm thấy mình là đi tiến vào phàm tục thế giới bàn trà ngồi bên cạnh lão giả, cũng giống vậy, cổ kính, người mặc áo đay, dâu tóc bạc trắng, lỏng bộ mặt trên da, giải lấy từng khối từng khối ra đốm mồi, sớm đã qua tuổi cổ hy, chỉ có pha trà một đôi tay, coi như ổn định. Toàn bộ long thần đảo yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, ở trên mặt hồ nhấc lên một tia gợn sóng. Bỗng nhiên, trên trời cao, quang mang lóe lên, hai nói bóng người màu trắng, rất đột ngột xuất hiện tại hồ nhỏ trên không, nam anh tuấn thẳng tác nữ thanh lệ thoát tục bình thường anh hoa nội liếm, giản dị trầm tính, chính là tiêu phàm cùng tân lâm vợ chồng. Nhìn thấy giữa hồ trên đảo nhỏ tình hình, tiêu phàm mỉm cười, ấn xuống độn quang, trực tiếp đi tới trà lô bên cạnh, vẩy lên trường bào vạt áo, trung thực không khách khí. liền ngồi xuống, đã không ôm quyền gặp nhau, càng không hàn huyên tự lễ. Tân lâm thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng hắn, yên lặng, không nói một lời. Tiêu phàm khóe miệng mỉm cười, rất chuyên chú nhìn xem lão ông tóc trắng pha trà lão giả tóc trắng động tác vẫn như cũ bình tĩnh như vậy yêu nhã mỗi một bước đều cẩn thận hoàn thành mảy may cũng không bởi vì tiêu phàm cùng tân lâm đến mà biểu lộ ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì phảng phất từ đầu đến cuối nơi này đều chỉ có một mình hắn đang từ từ đun nấu trà thơm trước kia tại phàm tục thế giới chưa đạp lên lữ trình thu chân lúc tiêu phàm cũng rất thích pha trà thưởng thức trà đối trà đạo rất có nghiên cứu lão ông tóc trắng kia an tường động tác yêu nhã phảng phất để tiêu phàm nháy mắt lại trở lại thật lâu trước đó. Giữa trần thế, kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện tình, giá trị cho chúng ta đi kéo dài. Lão ông tóc trắng đem một nắm thanh hương lá trà, cẩn thận từng ly từng tí ngược lại tiến vào chung trà bên trong, sau đó nhấc lên ấm từ xa, đem nước canh rót vào, giống như là lẩm bẩm nhẹ nói. Tỉ như trà đạo, liền có thể tu tâm dưỡng tính, yên tĩnh trí viễn. Có đôi khi hiệu quả chi tốt, xa đang ngồi bế quan phía trên. Không ít đồng đạo, luôn luôn cấp bách khó nhịn, một mực dũng mãnh tinh tiến vào, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tại những này nhìn như chuyện nhàm chán bên trên, lãng phí nửa điểm công phu. Cũng coi là ngộ nhập lạc lối, mặc kệ chuyện gì, chạy quá nhanh, đều chưa chắc là chuyện tốt. Cũng nên tại thích hợp thời điểm dừng lại, rút chút thời gian, quay đầu lại, tinh tế phẩm vị một chút chỗ trải qua những cái kia ngọt bùi cay đắng. Tâm cảnh mới có thể chân chính thả yên tĩnh, nóng lòng cầu thành, hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại lão ông nói nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vâng tiêu phàm trầm thấp trả lời một tiếng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không màng danh lợi tiếu dung nhưng không có nửa chữ nhiều dư lão ông ngẩng đầu liếc hắn một cái dư quang tại tân lâm trên mặt đảo qua lại lại cúi đầu tiếp tục cẩn thận xào nấu cháo bột trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ tân lâm có chút nhíu mày động tác này cực kỳ nhỏ hơi lập tức trôi qua tân lâm sở dĩ nhíu mày ở chỗ cái này lão ông tóc trắng thực tế quá yên tĩnh rõ ràng liền ở trước mặt nàng bận rộn không cẩn thận liền phảng phất biến mất trong không khí hoàn toàn không cảm ứng được hắn tồn tại nếu như tân lâm tu vi hơi yếu một chút làm không tốt liền sẽ đem hắn coi như một cái bóng mờ cho là mình thân ở huyễn trong trận thậm chí nàng bây giờ thấy đến cùng thật không chân thực đều không thể hoàn toàn khẳng định tại tân lâm thành công đặt chân ngộ linh kỳ về sau loại tình hình này thật đúng là lần đầu đụng phải rất nhanh, nước trà liền đun nấu tốt, lão ông dùng chút kẹp kẹp lên nho nhỏ tử sa tiểu chung trà, nhẹ nhàng bày ra tại Tiêu Phàm trước mặt, đối Tân Lâm lại làm như không thấy. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Trà ngon." Vốn là trà ngon, lão ông tóc trắng cũng không khiêm tốn, gật đầu nói phải. Đạo hữu có lẽ không biết, lão phu vì bồi dưỡng cái này chăm nhẫn trà, có thể thực hoa một phen công phu trước trước sau sau không sai biệt lắm 300 năm đi. Trước đó không lâu mới vừa vặn bồi dưỡng thành công, liên tiếp vào đạo hữu mời. Cho nên đạo hữu là vị thứ nhất nhấm nháp trà này người. Tiêu phàm cười cười, nói tiêu mỗ vinh hạnh, lão ông tóc trắng cũng nâng chung trà lên chung phẩm một ngụm, hai mắt khép hờ, tinh tế phẩm vị một phen, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, mở to mắt, buông xuống chung trà, nhìn như đôi mắt già nua vẩn đục, chậm rãi định tại tiêu phàm trên mặt, dò xét thật lâu, mới khe khẽ thở dài đạo hữu khí tức trên thân kỳ lạ như vậy thủy tổ đại nhân quả nhiên vẫn lạc tiêu phàm mỉm cười cũng không đáp lời tại hướng hiên viên lão quái quan doãn tiên sinh bọn người biểu hiện ra qua thất giả mãng bản mệnh binh khí về sau có quan hệ vấn đề này hắn cảm thấy đã không có bất kỳ giải thích nào tất yếu có tin hay không kia là bọn hắn sự tình chốc lát lão ông tóc trắng nói đạo hữu này đến cần làm chuyện gì bãi binh nghị hòa thông thương mình ước, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Lão ông tóc trắng mí mắt có chút chấn động một cái, chậm rãi nói, đạo hữu biết được, sở cầu không dễ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói chỉ cần phương pháp chính xác, cũng không khó lắm. Lão ông tóc trắng sau mi nhẹ nhàng nhíu lên, hỏi cái gì gọi là phương pháp chính xác? Cùng thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cùng chính xác người, đàm chính xác sự tình. Lão ông tóc trắng liền cười, nói thời gian, địa điểm đều chính xác nhưng sự tình có chính xác không, có lẽ lão phu cách nhìn, cùng đạo hữu có chỗ khác biệt. Có khác biệt gì, đạo hữu phải chăng cảm thấy, chỉ cần bản giới thủy tổ đại nhân vẫn lạc, thất giả giới liền nhất định sẽ cùng Nam Châu đại lục giảng hòa. Lão ông tóc trắng ánh mắt, dần dần lăng lệ, lại không là lúc trước kia vẫn đục vô thần bộ dáng. Tiêu phàm lắc đầu, nói chăm nhẫn đạo bạn sai, tiêu mỗ lời nói bãi bình nghị hòa bốn sự tình. Cũng không đơn thuần là chỉ thất giả giới cùng Nam Châu Đại Lục ở giữa muốn như vậy làm, thất giả giới cùng cao cổ giới ở giữa, cũng là dựa theo này mà vì. Minh ước ký kết ngày, thất Dạ giới muốn từ Nam Châu Đại Lục, cao cổ giới triệt để lui binh, khôi phục lúc trước tình trạng. Đợi việc nơi này, tiêu mỗ sẽ lập tức lên đường, tiến về huyết linh đại lục cùng huyền ta giới, mời song phương ngưng chiến giảng hòa. Từ nay về sau, tòa ma giới, thất Dạ giới, cao cổ giới, huyền ta giới cùng chung thổ giới, đều muốn chung sống hòa bình, hữu hảo thông thương, tài nguyên cùng hưởng. Kể từ đó, chẳng phải là thiên hạ đại đồng, văn minh xương thịnh. Các hạ cho là mình là ai? Chúa cứu thế a à, lão ông tóc trắng chưa mở miệng, một cái ngột ngạt như tiếng sấm, rất đột ngột vang lên. Cách đó không xa trên mặt hồ, sóng lật dâng lên, một bóng người tách ra mặt nước, hiện thân mà ra. Người này một thân màu xanh đen giáp trụ, đầu đội một đỉnh màu xanh đen mũ giáp, hai con kim sắc đoản giác, từ đầu nón trụ hai bên nhô ra đến, miệng rộng răng nhọn, mũi to dâu dài, trái cầm trong tay một cây đen nhánh phương thiên hỏa kích, lộ ra uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, một cỗ viễn cổ man hoang khí tức, đập vào mặt. Kim giác đại hán vừa vừa hiện thân, liền hung tận tiếp cận tiêu phàm, mảy may cũng không che giấu trong lòng mình sôi trào sát cơ. Nguyên lai like là nam minh biển ô giao đạo hiếu, tiêu phàm liếc mắt nhìn hắn, khẽ vuốt cầm thần thái nhẹ nhõm tự tại tựa hồ căn bản liền không thế nào đem người này để vào mắt. Cái này kim giác đại hán trên thân bá khí mãnh liệt, nghiễm nhưng đã đạt đến tại ngộ linh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, pháp lực chi hùng hậu, ở xa đã từng cùng tiêu phàm giao thủ qua hiên viên lão quái phía trên. Tại tiêu phàm phát ra mời trên danh sách, đứng hàng thứ tư, bị thất giả giới một đám hải tộc, tôn xưng là ô giao vương. Mảnh bàn về đến, ô giao cũng coi là thiên long tộc dòng dõi, chỉ là huyết mạch có chút hỗn tạp không thuần, nghe nói thất giả giới ô giao, còn có máu vảy huyết mạch của rồng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ô giao nhất tộc hiện ra cực mạnh đại năng giả. Cái này ô giao vương khí máu như biển, đang lúc thời kỳ toàn thịnh, ngày sau có rất lớn cơ hội, đột phá ngộ linh trung kỳ bình cảnh, đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Cũng chính vì vậy, tiêu phàm dạng này sao cũng được thái độ, lập tức liền để ô giao vương giận tím mặt, chỉ cảm thấy một cơn tức giận, từ lòng bàn chân bay lên, bay thẳng trên đỉnh đầu, lập tức giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, trùng điệp hướng bước tiếp theo, quát tiểu bối, thật sự cho rằng dùng quỷ kế mưu hại thủy tổ lớn người về sau, mình liền thật vô địch thiên hạ rồi muốn nhất thống năm cái giao diện, người cũng phải có như thế năng lực mới được. Tiêu phàm khóe miệng kéo một cái, hiện lên một tia như có như không tiếu dung, mang theo nhàn nhạt mỉa mai, nói, như vậy các hạ cho rằng, phải có cái dạng gì năng lực, mới có thể nhất thống năm cái giao diện đâu. Thất dạ mãng ngược lại là từng có dạng này vọng tưởng, đáng tiếc bây giờ thân tử hồn diệt, vì thiên hạ cười. Tiêu mỗ chưa hề nghĩ tới, muốn nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá muốn ngừng dừng từng cái giao diện ở giữa, vô vị này tự giết lẫn nhau. Tu chân chi đạo là truy cầu hạnh phúc trường sinh mà không phải vì tu luyện mạnh hơn kỹ xảo giết người. Dạng này đánh tới đánh lui, người giết ta ta giết ngươi có gì có ích. Hừ, người bớt ở chỗ này cùng ta miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Loại này nói nhảm, căn bản chính là nói hưu nói vượn. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, có cái gì nên hay không nên. Các hạ đã dám lấy lực lượng một người, khiêu chiến chúng ta nhiều như vậy đồng đạo, vậy liền để ta tốt tốt kiến thức một chút, người đến cùng có thứ gì thủ đoạn. Ô sao vương quát, càng thêm sát khí bốn phía. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người tại đảo giữa hồ bốn phía hiển hiện, có cách rất gần, cũng có cách đến rất xa, chừng hơn nghìn trượng xa, nhưng bất luận xa gần, cái này mười mấy tên ngộ linh trung kỳ trở lên cao thủ, đã ẩn ẩn đối tiêu phàm cùng tân lâm khai thác vây kín chi thế. Audio điện tử võ tấn bền chương 1516, tay không nhập binh khí. Đối hết thảy chung quanh, tiêu phàm nhìn như không thấy, chỉ là nhìn chăm chú lên ô giao vương, lạnh nhạt nói, đã ô giao đạo hữu nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức tiêu mỗ thủ đoạn, tiêu mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe nói ô thịt giao thân cường hoành, tại tất cả giao long loại cường giả bên trong, đứng hàng đầu. Tiêu mỗ liền lãnh giáo một chút ô giao đạo hữu chém giết gần người bản lĩnh, như thế nào? Rất tốt, ô giao một tiếng quát lớn, lập tức đáp ứng nói thật hắn tại hướng tiêu phàm khiêu chiến thời điểm trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương trước mặt hắn cái này toa ma giới người thế nhưng là diệt sát thất giả thủy tổ siêu cấp đại nghiêu mặc dù hắn cũng biết diệt sát thất giả thủy tổ khẳng định không phải tiêu phàm lực lượng một người nhưng lấy người này làm chủ lại là nhất định không thể nghi ngờ mà lại ba năm trước đây tại nam châu đại lục bắc minh vòng cấm một trận chiến càng là khiến tiêu phàm vang danh thiên hạ nghe nói tiêu phàm lấy lực lượng một người toàn thắng hiên viên lão quái cùng năm tên ngộ linh kỳ đồng đạo những người khác còn thì thôi hiên viên lão quái cùng hắn một chút là hải tộc cường giả cũng là ngộ linh trung kỳ tu vi quả nhiên không thể coi thường tiêu phàm có thể đánh bại dễ dàng hiên viên lão quái đạo lý bên trên hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ sở dĩ chủ động hướng tiêu phàm khiêu chiến bất quá là ỉ vào lợi thế sân nhà người đông thế mạnh thôi ai ngờ tiêu phàm mới mở miệng liền muốn cùng hắn chém giết gần người Ô Giao lập tức không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền đáp ứng. Nói đến nhục thân cường hoành, tu sĩ nhân tộc lại có thể nào là Giao Long Vương người đối thủ? Dù là như thế, Ô Giao y nguyên hướng lão ông tóc trắng liếc qua, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn. Lão ông tóc trắng cực kỳ nhỏ gật gật đầu. Ô Giao lập tức hoàn toàn yên tâm. Cái khác mười mấy tên thất giả giới siêu cấp đại năng cũng không có người phản đối. Đã trận chiến ngày hôm nay khó mà tránh khỏi như vậy trước mở mang kiến thức một chút cái này nam châu tu sĩ chân thực năng lực tự nhiên không còn gì tốt hơn đợi chút nữa giao thủ với nhau cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ tiêu phàm hướng lão ông tóc trắng khẽ vuốt cầm thăm hỏi liền là đứng dậy đối mặt ô giao nhẹ giọng hỏi ô giao đạo hiếu văn so hay là võ so ô giao sướng sờ lập tức nói lệch các ngươi nhân tộc liền có cái này rất nhiều thành tựu văn tỷ như gì võ so lại như thế nào chiếu hắn ý nghĩ hai người chém giết, tự nhiên là đem hết toàn lực, phân ra thắng bại sinh tử mới thôi, có cái gì văn luận võ so. Tiêu phàm cười cười, nói, võ so rất đơn giản, người ta cắt suốt toàn lực, trực tiếp phân thắng bại. Văn so liền muốn nhã nhận một điểm, ta có thể để ô giao đạo hữu tiên cơ, người ra ba chiêu, công kích qua đi, tiêu mỗ lại ra tay. Tốt, chính là như vậy, ta trước ra ba chiêu, người tiếp được, ta đón thêm người ba chiêu, như thế tuần hoàn qua lại cho đến phân ra thắng bại tiêu phàm lời còn chưa dứt ô giao liền một ngụm nhận lời tiêu phàm từ tốn nói ngược lại cũng không cần như thế phiền phức chỉ cần ô giao đạo hữu đến lúc đó có thể tiếp được ta ba chiêu liền xem như tại hạ thua không cần lại so cái gì lần này chẳng những ô giao cái khác thất dạ giới tu sĩ cũng kinh ngạc không hiểu cho là mình nghe lầm tiêu phàm có can đảm xâm nhập bọn hắn thất dạ giới thánh địa chỉ tên khiêu chiến thất giả dạ giới mạnh nhất một đám ngộ mộ linh lão tổ, thần thông chi lớn, không cần phải nhiều lời, bọn hắn cũng chưa từng hoài nghi tới. Nếu thật là đơn đả độc đấu, chỉ sợ hơn phân nửa đều không phải tiêu phàm đối thủ. Nhưng tiêu phàm bây giờ lại hạn định ba chiêu, đánh bại ô giao vương, vậy liền không khỏi quá tử lớn. Hơn nữa còn là hạn định chém giết gần người, so đấu chính là nhục thân cường hoành. Ha ha, ta gặp qua cuồng, lại còn chưa từng gặp qua giống ngươi như thế cuồng, tốt, rất tốt ô dao khẽ giật mình về sau, không chịu được ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiêu phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, cất bước hướng về phía trước, không chậm không nhanh đứng ở ô dao đối diện, chậm rãi nói ô dao đạo hiếu, cười đủ rồi sao? Cười đủ liền thỉnh suốt tay đi, thời gian quý giá, không muốn trì hoãn quá lâu. Lời này ý tứ hết sức rõ ràng, tranh thủ thời gian đánh xong, cùng thu thập ngươi, chúng ta còn muốn nói chuyện chính sự đâu. Không có thời gian cùng ngươi cây nấm, tiểu bối, người rất ngông cuồng tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng ô dao gầm lên giận dữ nắm trưởng thành quyền thân thể như là mũi tên một quyền hướng tiêu phàm đảo quá khứ một quyền này nhìn qua rất đơn giản không có bất kỳ cái gì mánh khóe càng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau lại sâu phải chém giết gần người nhanh chuẩn hung ác ba chữ chân lý một quyền đánh ra dốc hết toàn lực tiêu phàm đứng yên ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút mắt thấy ô dao to lớn nắm đấm màu đen đã đến phụ cận mới tay giơ lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Cùng ô giao cuồng phong gào thét, hư không vặn vẹo một quyền tương đối mà nói, tiêu phàm một quyền này cũng quá không có thanh thế, mềm nhũn, nhìn qua nửa phân lực nói cũng vô, hoàn toàn không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Oanh, hai quyền giao kích, một cỗ sóng xung kích, nháy mắt hướng bốn phía càn quét mà đi. Kêu to một tiếng, ô giao thân thể, phảng phất ra khỏi nòng như đạn pháo, bay vút về đằng sau mà đi, Trọn vẹn bay ra vài chục trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Đợi sóng xung kích dần dần chìm xuống, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, Tiêu Phàm lại bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, không có biến hóa chút nào, thật giống như vừa rồi tất cả mọi người bị hoa mắt con ngươi, hai người căn bản chưa từng giao thủ qua, ngay cả Tiêu Phàm vạt áo đều không có nhấc lên nửa điểm. Tiêu Phàm rõ ràng là khai thác thủ thế, lại hậu phát chế nhân, toàn thắng chiêu thứ nhất. Tiểu Bối quả nhiên có chút quỷ môn nói rốt cục đứng vững gót chân, đan điền khí hơi thở nhấc lên, phát hiện cũng không có có thụ thương, ô giao đầu tiên là yên lòng, lập tức giận tím mặt. Vừa rồi giao thủ một chiêu này, cảm giác bên trên tiêu phàm là dùng một loại nào đó mánh khóe, không giống lắm là thật cùng hắn cứng đối cứng. Nếu không, ô giao cảm thấy mình tuyệt không có khả năng bị bại dạng này gọn gàng. Nhân loại nhục thân cường hoành, lúc nào có thể vượt qua giao long nhất tộc rồi. Giống, ô giao ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn thân khớp xương, lốp bốp, một trận bạo hưởng, thân thể tăng vọt đến hai trượng có dư, đỉnh đầu sừng rồng kim sáng nóng lánh, hai mắt bên ngoài lồi, trên cánh tay từng mảnh từng mảnh đen nhánh vảy rồng nổi lên, năm đầu ngón tay nhọn, trong chớp nhoáng biến thành đen nhánh sắc bén long chảo, vậy mà hóa thành bán long thân thể. Trong chốc lát toàn thân khí tức càng là tăng vọt, một cỗ vô biên sát khí, phóng lên tận trời. Cách hơi gần mấy tên ngộ linh cao thủ, nhao nhao lui về sau mấy bước, có chút nhăn đầu lông mày, hiển nhiên cũng bị ô giao cái này sát khí làm cho có chút không lớn dễ chịu. Nhíu mày chi dư, cũng có chút âm thầm kinh hãi. Nhiều năm không gặp, cái này ô giao bán long hóa thần thông, quả nhiên càng lúc càng cường hãn, lần sau như cùng người này giao thủ, lại phải cẩn thận để ý. Bán long hóa ô giao tay vừa nhấc phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay, hai tay vung mạnh, hét lớn một tiếng, lần nữa hướng tiêu phàm đánh tới. Lần này, lại không chỉ là lực đại chiêu chìm, mà lại binh khí bên trên cũng nhiều chút hoa văn, kích ảnh trùng điệp, rất có mấy phân hư hư thật thật, chớ biện sát cơ chi ý. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lại ngược lại hướng ô dao dưới chân nhìn lại, đối như núi kích ảnh, làm như không thấy. Mọi người thấy thế, không khỏi càng thêm kinh ngạc, lại không biết Tiêu Phàm muốn làm cái gì mê hoặc. Ngay tại hỏa kích sắp lâm thể thời điểm, Tiêu Phàm bỗng nhiên động, chân phải hướng về phía trước tìm tòi, thân thể thoảng qua nghiêng đi, khẽ vươn tay ở giữa đã bắt lấy ô dao thủ đoạn, két một tiếng, tựa hồ là khớp xương chật khớp thanh âm, ô dao tùy theo kêu rên lên tiếng, nhẹ buông tay, hỏa kích lại nhưng đã rơi vào tiêu phàm trong tay. Tiêu phàm lập tức khủyểu tay một khúc, về sau trùng điệp va chạm, đánh vào ô dao trên lồng ngực. Răng rác, thanh âm bạo hưởng, mọi người nghe được rõ ràng, đây là xương sườn đứt gãy thanh âm, cực kỳ chói tai khiếp người. Sau đó, chỉ thấy ô dao bán long hóa về sau thân hình khổng lồ, đang không bay lên, như là con diều, nhẹ nhàng hướng nơi xa tung bay mà đi. Một đám ngộ linh kỳ cao thủ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Phen này giao thủ, mỗi người đều thấy nhất thanh nhị sở, tiêu phàm động tác dù nhanh, lại cực kỳ đúng chỗ, mỗi một cái động tác đều rõ ràng vô so, phảng phất hành vân nước chảy, một mạch mà thành, không có nửa phân trì trệ, trong nháy mắt, ô sao trong tay nặng nề phương thiên hỏa kích, liền đến tiêu phàm trong tay, sau đó ô dao bị tiêu phàm đánh một cùi trỏ, đánh cho bay ra mấy chục trượng xa. Chỉ bất quá, chính là bởi vì thấy rõ ràng, cho nên đoàn người mới không hiểu thấu. Đây coi là chuyện gì xảy ra, đến cùng là loại nào chiêu số. Nơi này hơn 10 vị ngộ linh trung kỳ trở lên siêu cấp cao thủ, chém giết kinh nghiệm nhiều, cho dù ai đều muốn vượt qua tiêu phàm rất nhiều, lại ai cũng chưa thấy qua loại này đấu pháp, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm trù ngoài ý muốn. Chém giết mà đến cả một đời, không biết giữa các tu sĩ còn có dạng này giao phong. Chỉ nghe lão ông tóc trắng khe khẽ thở dài, nói không nghĩ tới đạo hữu hay là phàm tục thế nhân nửa đường tu chân phàm tục ở giữa võ thuật tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa vừa rồi một chiêu này gọi là tay không nhập binh khí a à. cuối cùng vẫn là hắn kiến thức rộng rãi một chút bất quá đối phàm tục ở giữa võ thuật cũng chỉ là biết đại khái tự nhiên tuyệt không có khả năng đi chân chính tu luyện qua chỉ cần ngay từ đầu liền bái nhập tu chân tông môn người cho dù ai cũng sẽ không lại đi tu luyện phàm tục ở giữa võ thuật vậy đơn giản chính là sóng tốn thời gian, vẽ vời thêm chuyện. Phạm tục ở giữa võ thuật tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chống cự không nổi luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp xuất thủ một kích. Bây giờ tiêu phàm bỗng nhiên thi triển ra loại này, tay không nhập binh khí, cầm nã cách đấu thủ pháp, cũng khó trách một đám ngộ linh kỳ đại cao thủ thấy không hiểu thấu, không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này, tay không nhập binh khí, tại tiêu phàm lòng bàn tay thi triển đi ra, uy lực vô tận, đã bán long hóa ô giao, thế mà toàn không còn sức đánh trả, bị một khuỷu tay đánh bay. Tiêu phàm cười cười, nói, đạo hữu mắt sáng như đuốc, tiêu mỗ thi triển, đúng là phàm tục ở giữa cầm nã chi thuật. Nghe được tiêu phàm chính miệng thừa nhận, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu kinh ngạc. Phàm tục thế nhân nửa đường tu chân, bởi vì bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện cơ, lãng phí quá nhiều thời gian, thường thường thành tựu 10 điểm có hạt, còn không tới kịp đột phá bình cảnh, liền đã thọ nguyên cuối cùng, quy về luân hồi vị này tiêu chân nhân, lại chỉ là trong mấy trăm năm, trực tiếp tu luyện tới hiểu linh cao dai, thực tế là bất thế ra ngút trời kỳ tài. Bên kia toa, ô dao há miệng, oa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, một cơn tức giận từ đan điền ở giữa bay lên, bay thẳng trên đỉnh đầu, mặt đen đỏ bừng lên, như là muốn nhỏ máu đi xuống. Từ khi tu luyện tới hóa hình kỳ về sau, từng có lúc, trải qua lớn như thế bại. Cần gấp nhất chính là, đối phương là như thế cử trọng nhược khinh, mặt không đổi sắc, thật giống như đang trêu đùa một đứa bé con cũng như, căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Quả thực là vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. chương 1517, mua dây buộc mình. Giống ô sao vương bột nhưng giận phát, toàn thân y giáp băng liệt, một cô ác gió đập vào mặt, trong nháy mắt, chỉ thấy một đầu dài chừng 10 trượng màu đen cự dao, đằng không mà lên, tiếng giống như sấm, to lớn đuôi rồng bãi xuống, hô, một tiếng, hướng tiêu phàm mãnh đảo qua đi cái này quét qua chi lực, là như thế uy mãnh, toàn bộ hư không đều đang không ngừng vặn vẹo. Nhưng ánh mắt mọi người, đều đồng loạt rơi vào tiêu phàm trên thân, nhìn hắn ứng đối ra sao. Lấy năng lực của bọn hắn, ô giao vương cái này đuôi rồng quét qua, cố nhiên không thể địch lại, lại có vô số loại phương pháp có thể dễ dàng mà mau né đi. Bọn hắn muốn nhìn chính là, tiêu phàm phải chăng còn sẽ dùng đánh giáp lá cả phương thức cứng đối cứng tới đón một kích này. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không có có thất vọng. Tiêu phàm hai mắt khẽ híp một cái, một tiếng cao vút chim hót vang vọng, một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh lôi bằng hư ảnh, từ sau lưng của hắn bay vút lên, thẳng lên cử tiêu. Thánh linh chi lực, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Từ đầu này ngân rực lôi bằng hư ảnh bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, đến từ thánh linh lực lượng. Lôi bằng hư ảnh trong hư không hơi một bàn xoáy, liền là hướng xuống bổ một cái chui vào tiêu phàm thể nội không thấy bóng dáng. Lốp bốp, khớp xương nổ tung thanh âm bạo vang lên, tiêu phàm cứ thế biến mất không gặp, một tôn thân cao vài chục trượng thanh giáp ma thần, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cường đại thánh linh khí tức, phồng lên mà ra. Vừa cảm thụ đến cỗ này thánh linh khí tức, ô dao trong lòng căng thẳng, lập tức liền có một loại đại hỏa lâm đầu dự cảm bất tường, chỉ bất quá, lúc này đuôi rồng đã đến thanh giáp ma thần trước mặt, coi như hắn muốn thu hồi lại, cũng là tuyệt đối không kịp sau đó cũng không có phát sinh trong chờ mong kinh thiên động địa va chạm. Ô Giao Vương chỉ cảm thấy phần đuôi siết chặt, to lớn đuôi rồng đã giữ tại thanh giáp ma thần trong tay. Không tốt, đây là ô Giao Vương duy nhất tới kịp nói ra miệng hai chữ. Sau đó, dài chừng 10 trượng màu đen cự dao, liền toàn bộ bay lên, hóa thành một đầu thật dài roi, bị thanh giáp ma thần trùng điệp vung mạnh xuống dưới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, mộ linh kỳ lão tổ chém giết gần người, sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, lão ông tóc trắng rốt cục cũng biến sắc, gấp vội kêu lên. Oanh, ô sao vương không có chút nào kháng cự chi lực, bị trùng điệp phung mạnh tại phía dưới trong hồ nhỏ, cột nước phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng bay bắn ra. Trong khoảnh khắc, nước hồ thấy đáy, một cái hố sâu to lớn, xuất hiện tại đáy hồ, ô sao vương dài chừng 10 trượng thân thể, thẳng tắp ghé vào trong hố sâu không có mảy may khí tức, dù là ô giao vương da dày thịt béo, nhục thân cường hoành, lọt vào nặng như thế kích, cũng cuối cùng ngăn cản không nổi. Đã hôn mê, may mà mọi người còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được sinh mệnh dấu hiệu, có thể thấy được tiêu phàm vẫn chưa thống hạ sát thủ. Để lại cho hắn một cái mạng, một đám ngộ mộ linh lão quái sắc mặt đều trở nên lại là xấu hổ lại là cổ quái. Ba chiêu, quả thật chỉ là ba chiêu mà thôi, như bức hống hống ô giao vương, liền bị đánh thành cái này cái điều dạng, hiện ra nguyên hình. Thằng tắp nằm sấp ở trước mặt mọi người, quả nhiên là mất hết mặt mũi. Từ nay về sau, chỉ sợ là không tốt lắm cùng những này đồng đạo gặp mặt. Lão ông tóc trắng lắc đầu, nhấc tay một dương, chỉ thấy vốn đã thấy đáy hồ nhỏ, bọt nước cuồn cuộn, qua trong dây lát liền một lần nữa trở nên nước hồ tràn đầy, đem ô giao vương thân thể che giấu nó hạ. Vô luận như thế nào, ô giao vương hiện tại cái dạng này là có chút khó coi thanh giáp ma thần thân thể một trận vặn vẹo, một lần nữa biến trở về tiêu phàm bộ dáng, trở lại giữa hồ đảo nhỏ, tại lão ông tóc trắng đối diện trầm chậm ngồi xuống, nâng chung trà lên chung, lại phẩm một ngụm. Lão ông tóc trắng ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt quét qua, trầm giọng hỏi, nghe đồn rằng, tiêu đạo hữu là hỗn độn linh thể, đây là nhân tộc mạnh nhất linh thể, cũng là thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa. Nhưng lại không biết đạo hữu cái này thánh linh chi lực, lại là vì sao mà đến. Tiêu phàm nhẹ nói, đạo hữu đã biết hỗn độn linh thể, tự nhiên cũng liền biết, hỗn độn linh thể đặc điểm lớn nhất, chính là đồng hóa. Bất kỳ lực lượng nào, đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điểm này, lão phu tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ngân dực lôi bằng, người diệt sát thất giả dạ mãng cũng không phải trời giống chim thánh linh. Tiêu phàm mỉm cười, nói thế gian trời sinh thánh linh, cũng không chỉ có một loại. Tiêu mỗ lúc trước có chút cơ duyên, được lôi bằng chi lực. Lão ông tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe tiếng nước soạt, ô giao vương từ đáy hồ phóng lên tận trời, bay thẳng đến hơn trăm trượng bên ngoài, mới đứng vững thân hình, hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm, ngực không ngừng chập trùng, cho thấy phải 10 điểm phẫn nộ. Nhưng cho dù ai cũng biết, lúc này ô giao vương thực tế là rất sợ hãi, nếu không, cũng không sẽ trực tiếp thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Bất quá bộ dạng này khẳng định là làm được, không phải trên mặt mũi cũng không nhịn được lão ông tóc trắng cười cười, nói tiêu đạo hữu can đảm lắm, thế mà đem chúng ta mười mấy lão già đều hẹn đi qua, còn dám đem địa điểm định tại Long Thần Đảo. Đạo hữu cũng biết, dù coi như là thủy tổ đại nhân đích thân tới, cũng chưa chắc thấy có tất thắng tính toán trước, đạo hữu cùng thủy tổ đại nhân giao phong, mặc dù may mắn chiến thắng, chẳng lẽ cho là mình liền thật có thể mạnh hơn thủy tổ đại nhân không thành. Trăm nhẫn tiền bối, không cần cùng hắn nói nhảm, người này làm tổn thương ta thủy tổ, chính là ta thất giả giới cửu nhân không đội trời chung. Đã dám như thế khinh thường, chúng ta cần gì phải cùng hắn nói cái gì khách khí, giết hắn. Tiêu phàm chưa mở miệng, một tên thân cao hơn một trượng gã đại hán đầu trọc cao giọng quát. Này người vóc dáng lớn mập, hồng quang đầy mặt, toàn thân cơ bắp từng cục, lực lượng cảm giác 10 phần, vừa nhìn liền biết là tu luyện có một loại nào đó cực kỳ uy mãnh bá đạo công pháp luyện thể. Mắt thấy đồng dạng nhục thân cường hoành ô giao vương, bị tiêu phàm đánh bại dễ dàng, sớm đã lên căm thù giặc chi tâm. Không thừa này cơ hội tốt, đem cái này Nam Châu tu sĩ triệt để diệt sát tại Long Thần đảo, ngày sau nếu là độc thân đụng phải người này, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, giết hắn, lập tức liền có người phụ họa theo đuôi. Hô, một tiếng, lớn mập hán tử sáng suốt binh lưỡi đao, chính là một thanh nặng nề ba điểm quỷ đầu đại đao, theo tay khẽ vung, trên thân đao ba cái đồng điểm rầm rầm rung động, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Người này quả nhiên tính khí nóng nảy, tính tình rất vội vã. Chỉ bất quá hắn cứ việc sáng suốt binh lưỡi đao, lại một mực đứng yên ngay tại chỗ, không có di động nửa bước, tựa hồ tại bảo vệ chặt lấy nào đó cái phương vị. Mười mấy tên thất giả giới siêu cấp cao thủ, ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó trận pháp, thật giống như ban đầu ở thiên tôn lĩnh, tiêu phàm bọn hắn bày ra thất sát trận đối phó máu vải long nhất. Nha, tiểu gia hỏa, người vội vã như vậy giống giống, nghĩ muốn giết ai a à không đợi cái khác người lại lộ ra binh khí pháp bảo, một cái kiểu mị thanh âm, bỗng nhiên trong hư không vang lên, nũng nịu, lại vẫn cứ nghe được người toàn thân đều lên một lớp da gà. Người nào, dám ở cái này giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta ra. Lớn mập hán tử giận tím mặt, chợt quát lên, nói đến, hắn cũng là ngộ linh trung kỳ lão tổ, danh chấn toàn bộ thất giả giới siêu cấp đại năng, tại một phiến đại lục xương tôn xương tổ, thụ ngàn tỷ sinh dân quỷ bái thần chỉ, nơi nào nhận được dạng này uất khí tiểu gia hỏa, như thế là to làm cái gì, ta liền ở trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta thôi. Muốn trách thì trách chính người ánh mắt không dùng được, thanh âm kia càng thêm kiều mị, nghe được người quanh thân hàn khí đại mạo. Chỉ là huyễn thuật, cũng ở nơi đây giả thần giả quỷ, đạo hữu cũng quá khinh thường ta thất dạ giới không người. Bên kia toa, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đóa hỏa hoa nhẹ nhàng bay đi đóa này hỏa hoa nhìn qua không chút nào thu hút, trong hư không tốc độ phi hành cũng không nhanh, tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi qua đến, liền có thể đem triệt để dập tắt, nhưng thủy chung lão đảo, trực tiếp bay đến lớn mập hán tử trước người. Âm vang một tiếng, hào quang tỏa sáng, hỏa hoa bỗng nhiên nổ tung, đem lớn mập hán tử trước người hơn 10 trượng phạm vi hư không đều bao phủ trong đó, giấy lên hừng hực liệt diễm. A, à, thực cốt ma hỏa, hư không một trận vặn vẹo, váy đen thiếu phụ hiện thân mà ra, nhìn qua bên người cách đó không xa cháy hừng hực liệt diễm, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức ống tay áo lắc một cái, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, hừng hực liệt diễm lập tức theo gió mà diệt, ngay cả nửa điểm kháng cự chi lực đều không có. Váy đen thiếu phụ liền nhếch miệng, lộ ra khinh thường thần sắc. Nguyên lai like chỉ là một cái hàng nhái, ta còn tưởng rằng, chỉ là hạ giới, thật sự có người có thể tu luyện ra thực cốt ma hỏa đâu. Dọa ta một hồi, chỉ là hạ giới văn sĩ trung niên không những không giận mà còn cười, gắt gao tiếp cận váy đen thiếu phụ. Các hạ nhưng đừng nói cho ta, ngươi là từ thượng giới đến. Khoác lác cũng phải có cái bên cạnh, váy đen thiếu phụ lướt nhìn hắn một cái, cười nói tiểu gia hỏa, ta vốn chính là từ thượng giới đến, cái này có cái gì khoác lác không khoác lác. Ngươi cho rằng bản phu nhân rất thích đợi tại cái này địa phương cứt chim cũng không có a. À. Nơi này thiên địa linh khí như vậy mỏng manh, ở đây chờ lâu một ngày, tu vi của ta liền muốn thoái hóa một phân. Lão ông tóc trắng trầm giọng nói, phu trên thân người khí tức, quả thật có chút không bình thường. Cùng lão phu chỗ thấy quỷ tộc, có phần có chỗ khác biệt. Nhưng chỉ bằng điểm này, liền muốn hù dọa chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Váy đen thiếu phụ khanh khách một tiếng, nói tiểu hữu không khỏi quá mức tự tin, thiếp thân thật đúng là không nghĩ tới muốn hù dọa các ngươi. Trên mặt mọi người không khỏi đều hiện lên một vòng kỳ lạ thần sắc chăm nhịn thêm người là toàn bộ thất giả giới nhiều tuổi nhất tu sĩ nhân tộc, nhiều năm trước đã đặt chân ngộ linh hậu kỳ, phi thăng ở trong tầm tay, nói ít cũng có ba bốn ngàn năm tuổi, lại bị cái này váy đen thiếu phụ luôn mồm xưng là tiểu hữu làm người ta trong lòng biết bao cổ quái. Thiếp thân chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, tiêu chân nhân hẹn ngươi nhóm ở đây gặp mặt, nhưng thật ra là cho ngươi nhóm một cái sống sót cơ hội. Các ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, hảo hảo đàm phán, nên bãi binh liền bãi binh, nên thông thương liền thông thương nên minh ước liền minh ước kia tất cả đều dễ nói chuyện bằng không mà nói liền đừng trách chúng ta không khách khí chỉ muốn tiêu diệt các ngươi mười mấy người này toàn bộ thất dạ giới liền lại vô chiến lực có thể nói váy đen thiếu phụ hoàn toàn không nhìn mọi người kia cơ hồ muốn đem nàng xé nát ánh mắt không chậm không nhanh nói mảy may cũng không có cảm thấy mình nói có gì không ổn đúng còn muốn nói cho các ngươi một sự kiện ba năm qua các ngươi tại long thần đảo làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi coi là, thất giả bố trí ở đây trận pháp, thật đơn giản như vậy. Ai cũng có thể tùy tiện thúc đẩy cái này pháp trận. Nếu thật là như thế, thất giả năm đó cần gì phải hao phí đại lượng tinh huyết chân hồn, đem ta triệu hoán đi ra, vì hắn bày trận. Mua dây buộc mình, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? chương 1518, là bạn là địch, chư quân từ chọn. Hừ, yêu nghiệt, nói hưu nói vượn, khi chúng ta đều là ba tuổi tiểu hải A. Một tên đầu đầy châu ngọc lão phụ nhân, một đòn nặng nề trong tay dây leo trượt, nổi giận đùng đùng quát. Người này là chân chính tóc bạc da mồi, nhìn qua so lão ông tóc trắng còn muốn lớn tuổi, tựa như lúc nào cũng muốn một hơi ngược lại không đến, như vậy âm dương lưỡng cách. Lại vẫn cứ nùng trang diễm mạt, toàn thân phục trang đẹp đẽ, nhất là một bộ hỏa hồng cung trang, càng lộ ra cực kỳ buồn cười quỷ dị. Mà lại niên kỷ dù lớn, hỏa khí lại càng lớn, tính tình tựa hồ so lớn mập hán tử còn muốn táo bạo. Ba năm qua, lão thân vẫn luôn tại Long Thần Đảo bày trận, chưa từng gặp qua ngươi. Hừ hừ, muốn nói ngươi tại Long Thần Đảo ẩn núp ba năm lâu, không bị chúng ta phát giác, quả thực chính là chuyện cười lớn. Nguyên bản lời nói này xem như dư thừa, bất quá lão phụ nhân chuyển biến tốt mấy vị đồng đạo lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, liền ngoài định mức tăng thêm vài câu giải thích. Lúc này, chính là cùng cừu địch hy, cộng đồng lúc đối địch, cũng không thể tiết sĩ khí. Thật sao, váy đen thiếu phụ hì hì cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu chân nhân, ta bỗng nhiên có chút nhìn vị này ninh đạo hữu không lớn thuận mắt, nếu không ta giáo huấn một chút nàng đi, thế nào? Yêu nghiệt, không đợi tiêu phàm mở miệng, kia áo bảo đỏ lão phụ nhân liền giận tím mặt, đầu nhẹ khẽ vẫy một cái, một viên phỉ thúy châu châm bỗng nhiên hướng váy đen thiếu phụ bay nhanh mà đi. Phỉ thúy châu châm quang mang bắn ra bốn phía, mang theo 10 điểm ngang ngược khí tức, rất hiển nhiên là một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Cái này áo bảo đỏ lão phụ nhân chính là thất giả giới ma đạo đại tông thái thượng trưởng lão, ngày bình thường cho tới bây giờ không người dám tại ngỗ nghịch nàng nửa điểm, bây giờ lại ở đây bị người như thế trêu chọc, nơi nào còn kiềm chế được. Ai ngờ váy đen thiếu phụ gặp một lần, lại rất là hưng phấn. Rất tốt, đây chính là người chủ động tới trêu chọc ta. Tiêu chân nhân, đây chính là nàng chủ động khiêu khích. Ta bị ép đánh trả, không tính hỏng ngươi định quy củ a. À. Nghe ý tứ này, nàng tựa hồ hay là tiêu chân nhân thuộc hạ tùy tùng loại hình, luôn mồm xin chỉ thị báo cáo. Tiêu Phàm khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ chi ý, cái này ngang ngược sát quỷ nữ vương, lúc nào trở nên như thế gò bó theo khuôn phép rồi. Lại nói mình cũng không có thật cấm chế nàng không cho phép giết người a. À. Bất quá sát quỷ phen này làm ra vẻ, dưới mắt vẫn rất có cần thiết, đang khi nói chuyện, Phỉ Thúy Châu Trâm đã bay đến phụ cận váy đen thiếu phụ mỉm cười, túm lên có chút nhạt trắng đôi môi, nhẹ nhàng hướng phía châu châm thổi ngụm khí. Kia châu châm phảng phất bỗng nhiên lọt vào trọng kích, bỗng nhiên xoay chuyển, hướng về áo bào đỏ lão phụ nhân kích xạ trở về. Tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so, xa lúc trước công kích váy đen thiếu phụ tốc độ phía trên, bất quá trong nháy mắt, liền đã cùng lão phụ nhân gần trong gang tắc. Lão phụ nhân giật này cả mình, nàng thúc đẩy cái này châu châm sử dụng thế nhưng là xảo kinh tuyệt không phải tùy tiện liền có thể phá giải được, làm sao bị người nhẹ nhàng thổi, liền chuyển trở về. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền bị đánh trở tay không kịp, cũng may bà lão này cũng thật không phải tên soàng xính, tại 14 người ngộ linh lão tổ bên trong. Xếp hạng gần với ô giao vương, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng không chút hoang mang, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn phía bên trái né tránh, đồng thời thôi động pháp lực. Muốn một lần nữa khống chế lại châu châm chỉ cần cho nàng một điểm giảm sóc thời gian, một lần nữa đoạt lại pháp bảo quyền khống chế, không đáng kể. Bất quá lần này, nàng rõ ràng có chút mất được rồi. Trong chốc lát, nàng xung quanh hư không trở nên uyển như thực thể, cứng như kim thiết, vậy mà đưa nàng một mực cấm chế lại, một phân một hào đều khó mà di động. Biến khởi khoảng khắc, dù coi như lão phụ nhân thần thông quảng đại nữa, cũng đã không kịp. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang nhỏ, viên kia phỉ thúy châu trâm bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một cỗ xanh biết sương mù hướng lão phụ nhân càn quét mà đi trong lúc này né không thể né tránh cũng không thể tránh lão phụ nhân một tiếng hết thảm lập tức liền bị sương mù màu lục hoàn toàn bao phủ sau một khắc sương mù màu lục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một lần nữa hiện ra lão phụ nhân thân hình lại chỉ thấy nguyên bản nùng trang diễm mặt mặt mo biến thành màu xanh lục từng cái to như hạt đậu bong bóng trải rộng hai gò má nhìn qua đã khủng bố lại buồn nôn lão phụ nhân tinh thông mộc thuộc tính công pháp, cái này phỉ thúy châu châm nguyên bản là thu thập nhiều loại kịch độc trướng khí xương độc luyện chế mà thành, ăn mòn lực cực mạnh, lão phụ nhân không biết dùng cái này đã đánh bại bao nhiêu đối thủ, không ngờ lần này lại, về quý tự thân, cũng coi như phải là báo ứng xác đáng. Lập tức lão phụ nhân cũng không lo được khác, mãnh sách đan điền pháp lực, một cỗ to lớn cự lực, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Việc cấp bách là tất phải lập tức bài trừ xung quanh không gian cấm chế, khỏi bị váy đen thiếu phụ hai lần công kích, về phần châu châm chi độc, đã là chính nàng luyện chế, tổng có giải dược. Lấy lão phụ nhân ngộ linh trung kỳ khủng bố tu vi, toàn lực xuất kích pháp trận chi lực mạnh hơn, tự nhiên cũng khó có thể đưa nàng thời gian dài giam cầm nơi đó, chỉ nghe một trận, suy suy, xé vải thanh âm, xung quanh không gian cấm chế bị phá tan thành từng mảnh, lão phụ nhân hét dài một tiếng, liền phá cấm mà ra, phía bên trái bên cạnh kích xạ mà đi. Váy đen thiếu phụ cũng không đuổi theo, chỉ mang trên mặt cười lạnh chi ý. Đúng lúc này, ầm ầm trầm đục thanh âm, từ hồ nhỏ phía dưới chuyển đến, lập tức trùng trùng điệp điệp man hoang chi lực, phun ra ngoài, chỉ thấy đỏ, lam, trắng, thanh, từ ngũ sắc linh quang, từ phương hướng khác nhau, hướng về áo bảo đỏ lão phụ nhân càn quét mà đi. Pháp trận chi lực, lão phụ nhân thanh âm rốt cục thay đổi, tràn ngập chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Ba năm này, nàng toàn bộ hành trình tham dự long thần đảo Pháp trận bố trí, Đối pháp trận chi lực cực kỳ quen thuộc. Lúc trước bọn hắn bố trí pháp trận này, thế nhưng là cạn kiệt toàn lực. Cần biết đối thủ là một cái diệt sát thủy tổ đại nhân siêu cấp như nhân, pháp trận hơi yếu một ít, chỉ sợ liền không được cái tác dụng gì. Cũng rốt cuộc không nghĩ tới, cuối cùng lại bị người khác dùng cái này pháp trận chi lực tới đối phó chính mình. Bất quá kia cỗ trùng trùng điệp điệp man hoang chi lực, cũng tuyệt đối vượt qua dự liệu của nàng, đây không phải bọn hắn bố trí, không biết từ đâu mà đến. Nhưng là hiển nhiên dưới mắt không phải mảnh cứu loại vấn đề này thời điểm, lão phụ nhân dưới chân độn quang tái khởi, liền muốn hướng càng xa xôi né tránh. Nhưng mà mãnh liệt man hoang chi lực, nháy mắt liền che kín toàn bộ không gian, nhất thời làm động tác của nàng trở nên chậm chạp vô so, thật giống như bỗng nhiên ở giữa, bị đánh về đến luyện khí kỳ đệ tử tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác tại trong mắt người khác đều là chậm rãi, mười phần buồn cười. Trong nháy mắt, ngũ sắc linh quang liền cuốn tới, hội tụ đến cùng một chỗ, không chút lưu tình triệt để đưa nàng bao phủ. Lão phụ nhân tê tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương vô so. Làm hạ nhân người biến sắc, từng cái tế ra binh khí pháp bảo, bảo hộ ở trước người, nhưng không có ai xuất thủ cứu giúp. Không phải đoàn người lãnh khốc vô tình, thực tế bọn hắn đều cảm nhận được cường đại man hoang chi lực cùng pháp trận chi lực song trọng áp chế, có chút nề bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo chi ý. Duy nhất không có bị man hoang chi lực cùng pháp trận chi lực áp chế, chỉ có lão ông tóc trắng, tiêu phàm lại đoan đoan chính chính ngồi đối diện với hắn, còn có một vị từ đầu đến cuối, không rên một tiếng, phảng phất cũng không phải là chân thực tồn tại tân lâm, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn, không mang nửa phân khói lửa. Nhưng là không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn khẽ động, hai vị này cũng sẽ không nhàn rỗi. Chỉ hơi trần chờ bên kia toa lão phụ nhân tiếng kêu thảm thiết đã im bặt mà dừng, trở nên lặng yên không một tiếng động. Lão ông tóc trắng hơi biến sắc mặt, tiếp cận tiêu phàm, Xong ánh mắt nhấp nháy, lạnh lùng hỏi, tiêu đạo hiếu, coi là thật muốn sinh tử tương kiến A. À. Tiêu phàm cười cười, nói tiêu nào đó chỉ là muốn kết thúc trận này vô vị hạo kiếp mà thôi. Năm cái giao diện liều chết chém giết, sử dụng bạo lực, tử thương, lại đâu chỉ là một hai người. Lão ông tóc trắng trùng điệp, hừ, một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngũ sắc linh quang dần dần tán đi, chỉ thấy áo bảo đỏ lão phụ nhân lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, không nhúc nhích, rất rõ ràng là triệt để đã hôn mê, mất đi chi giác, cũng may cùng lúc trước ô giao vương đồng dạng, còn có sinh mệnh khí tức, chứng minh tính mệnh còn tại. Phái đen thiếu phụ cũng không tiếp tục hướng nàng nhìn lên một chút, ánh mắt ở những người khác trên mặt một quét qua qua, khẽ cười nói, pháp trận chi lực, mọi người hẳn là rất quen thuộc, cái này vốn là các người bày ra pháp trận. Mặc dù nói mỗi người các người đều tận lực, nhưng dạng này pháp trận, tại bản phu nhân trong mắt, thật đúng là chẳng đáng là gì, thực tế quá ngây thơ về phần man hoang chi lực, nghĩ đến mọi người cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cái này là năm đó, nơi đây sinh ra thất giả mãng thánh linh bản nguyên chi lực. Thất giả tìm ta cho hắn bố trí pháp trận thời điểm, những này bản nguyên chi lực khẳng định đều là phải thật tốt lợi dụng. Hiện tại tăng thêm các người mới xây pháp trận, nơi này hết thảy có tam trọng lực đạo, dù coi như chư vị tu vi cũng không tính là quá thấp, muốn nhất cử đột phá cái này tam trọng lực đạo cấm chế, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Nói, lại quay đầu nhìn về phía tiêu phàm trên mặt cười nói tự nhiên tiêu chân nhân là muốn tiếp tục cùng bọn hắn đàm phán vẫn là phải đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận một vừa mất diệt chính ngươi quyết định mười mấy tên ngộ linh lão quái từng cái sắc mặt đại biến vừa sợ vừa giận lại cũng không ít người trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng nếu như nói bọn hắn ngay từ đầu nhận định váy đen thiếu phụ là tại nói hưu nói vượt tại tận mắt chứng kiến đến áo bảo đỏ lão phụ nhân hạ tràng về sau loại ý nghĩ này đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Người này tự xưng là từ thượng giới xuống tới, cùng thủy tổ đại nhân cùng ở tại, xem ra thật đúng là không phải ăn nói lung tung. Điều khiển pháp trận thủ đoạn, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Mặc dù nói, mọi người liều chết một trận chiến, cũng chưa chắc thật sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận, một vừa mất diệt, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt không có khả năng lại giống bọn hắn lúc trước thiết nghĩ như vậy, có thể dễ như trở bàn tay địa diệt giết tiêu phàm. Người này từ toa ma giới đường xa mà đến, dường dưng sẽ gặp địa điểm định tại Long Thần Đảo, nếu như không có mấy phân tất thắng tính toán trước, chỗ này dám như thế. Đại chiến một trận kết quả, có thể là lưỡng bại câu thương, làm không tốt có hơn phân nửa người, muốn ở chỗ này vẫn lạc. Tiêu phàm cười cười, ánh mắt rơi vào lão ông tóc trắng trên mặt. Chăm nhịn thêm người hừ lạnh một tiếng, nói tiêu đạo Hữu sẽ không coi là thật cho rằng, bằng mấy người các ngươi chi lực, liền có thể đem ta cùng toàn diệt nơi này a. À coi là thật động thủ, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trăm nhẫn đạo bạn nói rất có đạo lý, tiêu mỗ cũng xác thực không có 10 phần nắm chắc, có thể ở đây đánh một trận kết thúc càn khôn. Nhưng nếu như đàm phán không thành, mọi người tướng là địch nước, tiêu phàm lại là sẽ không đi hạ thủ lưu tình. Trừ phi các vị đạo hữu sau này cả ngày lẫn đêm tua tuổi như lông nhím một đoàn, để cầu tự vệ. Nếu không, tiêu mỗ cuối cùng có thể đem chư vị một một tìm ra, đến lúc đó, kết quả như thế nào, chắc hẳn trăm nhẫn đạo bạn vô cùng rõ ràng. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói, ngữ khí nhu hòa, lại nghe được người đáy lòng bên trong hàn khí đại mạo. Mặc dù không phục lắm, nhưng mỗi người đều rất rõ ràng, tiêu phàm nói là lời nói thật. chương 1519, khô khốc thần công. Trăm nhịn thêm người mày trắng nhíu chặt, thật lâu không nói. Thật lâu, bưng lên trước mặt chung trà, ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch, hai tay ôm quyền, hướng tiêu phàm chắp tay tiêu đạo hiếu, lão hủ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu, mời đạo hiếu chỉ điểm. Tiêu phàm nghiêm nghị gật đầu, ôm quyền hoàn lễ, không dám nhận. Hai người chậm rãi đứng dậy, cách bàn chỉ lập, tân lâm dưới chân độn quang cùng một chỗ, trong chấp nhoáng liền đến mấy chục trượng bên ngoài. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tiếp cận bên này. Không hề nghi ngờ, trận chiến này sẽ trở thành thất giả giới cùng Nam Châu đại lục chung cực chi chiến. Trận chiến này kết quả, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mấy cái giao diện sau này vinh nhục hương suy đối chiến hai vị đối đại đa số người đến nói đều rất thần bí chăm nhịn thêm người trước mắt mà nói là thất giả giới một vị duy nhất đã đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ cảnh giới cao nhân thậm chí ở đây đại đa số người trước đây đều nghĩ lầm hắn sớm đã tỏa hóa nếu không phải tiêu phàm đánh các thủy tổ đại nhân ký ức dù coi như là bọn hắn cũng chưa chắc có thể cùng vị này nhân vật truyền kỳ gặp mặt một lần mà tiêu phàm lại là đã qua vạn năm, nhất khiến người khó có thể tin kỳ tài ngút trời. Chỉ là mấy trăm năm khoảng chừng liền đi đến người khác mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể đi đến con đường. Mặc dù ai cũng rất khó xác định tiêu phàm chân thực cảnh giới, nhưng từ hắn vừa rồi dễ như trở bàn tay liền đem mộ linh trung kỳ trạng thái đỉnh phong ô giao vương làm nằm xuống, cũng có thể suy đoán được đi ra, hẳn là cũng đã đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Hai vị ngộ linh hậu kỳ đại cao thủ trung cực quyết đấu, mặc kệ tại loại tình hình nào dưới, đều là rất để người mong đợi. Ngay cả váy đen thiếu phụ đều nhiều hứng thú nhìn sang. Nàng cũng rất muốn tận mắt chứng kiến một chút, tiêu phàm dưới mắt tu vi, đến cùng đạt đến tại cảnh giới cỡ nào. Bất quá, đối với trận này quyết chiến hình thức, trong lòng mỗi người đều có không giống nhau suy đoán, đáng tiếc là. Giống như mỗi người đoán được đều không đúng, hai người liền như thế đứng một cách yên tĩnh, vẻn vẹn cách một chương nho nhỏ bàn trà, cơ hồ tính được là gần trong gang tắc. Đã không có tế gia pháp bảo, cũng chưa từng lộ ra binh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người tuyệt không động tính, lại không biết rốt cuộc muốn lúc nào mới đánh. Có mắt sắc người phát hiện, chăm nhịn thêm chân người hạ thổ nhan sắc, tựa hồ lên một điểm biến hóa. Từ màu vàng nâu biến thành màu xanh nhạt, tinh xảo cỏ nhỏ, từ chăm nhịn thêm chân người dưới nhô đầu ra, theo gió chập chờn, Giống như đứa bé sơ sinh, không ngừng thò đầu ra nhìn nhìn chung quanh, hiếu kỳ mà kiều khiếp. Một cỗ sinh cơ bừng bừng, đập vào mặt, khiến người hơi vừa cảm thụ liền là tâm thần thanh thản, chỉ cảm thấy trong lòng tục niệm quét sạch sành xanh, dần dần bị một loại tân sinh vui sướng thay thế, loại này vui sướng rất nhẹ nhàng, lại sâu đi vào tâm. Cùng thần hồn chi lực hòa làm một thể, cũng không tiếp tục nguyện tán đi. Không ít người trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngay cả vừa mới đâu đâu cũng có, khắp nơi tràn ngập sát phạt chi khí, đều giữa bất chi bất giác. Bị hòa tan rất nhiều, sau đó bàn trà cũng bắt đầu biến sắc, càng nhiều cỏ xanh, tại trên bàn trà mọc ra, chậm rãi che kín toàn bộ bàn trà, ngay cả ngay tại đốt lửa than đỏ bùn lò lửa nhỏ cùng trên lò lửa bốc lên tư tư hơi nước ấm từ xa, đều dài ra từng khỏa xanh biếc cỏ nhỏ, hết lần này tới lần khác lò lửa nhỏ bên trong than củi còn đang thiêu đốt. Ấm từ xa hồ nước bên trong vẫn tại bốc lên nóng rực khí tức. Đây hết thảy, tựa hồ cũng đối cỏ nhỏ sinh trưởng không hề ảnh hưởng. Kia cỗ sinh cơ bừng bừng, càng thêm phun ra ngoài, làm lòng người tỉnh phấn chấn. Dần dần, cỏ nhỏ vượt qua bàn trà, từ tiêu phàm lòng bàn chân chui ra, đồng thời theo tiêu phàm hai chân, đi lên lan tràn. Tiêu phàm một mực lặng lặng đứng, không nhúc nhích, ngay cả cỏ nhỏ từ trên chân của mình mọc ra, cũng giống như chưa tỉnh. Suốt cục, cỏ nhỏ hợp thành một thể, chẳng những bao trùm tiêu phàm toàn thân, cũng bao trùm chăm nhịn thêm người toàn thân, hai người đều chỉ có đầu lâu lộ tại bên ngoài, thô thô xem xét, còn muốn tưởng là hai khỏa hình người cây xanh. Cho tới nay, tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ như là nhập định, ngược lại là chăm nhịn thêm người có chút nhíu nhíu mày lại. Thời gian một chút xíu chuyển rời, cỏ nhỏ một chút xíu sinh trưởng, mặc dù tốc độ rất chậm, lại cực kỳ ổn định, từ đầu đến cuối, đều không có dừng lại qua. Cỏ nhỏ dần dần dáng dấp tráng kiện, từng đóa từng đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, tại cỏ nhỏ trung ương lặng yên không một tiếng động ló đầu ra đến, sinh cơ càng thêm tràn đầy là khô khốc thần công bỗng nhiên có người kêu lên như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ lập tức liền có người phát ra bừng tỉnh đại ngộ tiếng thán phục đã sớm nghe nói qua trăm nhẫn tiền bối khô khốc thần công thần diệu khó lường có thể giữa bất chi bất giác trực tiếp khống chế đối thủ tâm thần mà không biết hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đúng vậy họ tiêu này nam châu hậu bối tiến giai tốc độ quá nhanh căn cơ khẳng định bất ổn Tâm cảnh lại có thể nào cùng trăm nhẫn tiền bối cao nhân như vậy đánh đồng? Lấy khô khốc thần công trực tiếp công kích thần hồn của hắn, chính là hữu hiệu nhất cũng mau lẹ thủ đoạn. Nói đúng, trăm nhẫn tiền bối không hổ là hậu kỳ đại cao thủ, họ tiêu hậu bối, như thế nào ngăn cản được? Lập tức liền có người phụ họa theo đuôi, thanh âm đều rất lớn, vẫn chưa tận lực kiềm chế, tựa hồ ai cũng không thèm để ý Tiêu Phàm phải chăng có thể nghe tới bọn hắn nghị luận. Hoặc là bọn hắn căn bản chính là muốn để Tiêu Phàm nghe tới. Thần hồn quyết đấu, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, thậm chí 10 điểm không thú vị, kỳ thực hung hiểm vạn đoan. Không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là triệt để trở thành phế nhân, hoặc là bị đối thủ khống chế tâm thần, biến thành khôi lỗi. Có lẽ họ tiêu này hậu bối nghe tới bọn hắn nghị luận về sau, trong lòng bất an, liền lại càng dễ thua trận. Cũng không biết Tiêu Phàm phải chăng nghe tới đối thoại của bọn họ tóm lại một điểm phản ứng đều không có, bình tĩnh như gương. Váy đen thiếu phụ trên mặt hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, giống như cũng cảm thấy đây hết thảy có chút thú vị. Bách hoa nộ phóng, đầy dẫy kim hoàng, tất cả cỏ nhỏ đồng loạt tách ra một loại màu vàng tiểu hoa, loại này hoa cũng không kiểu diễm, càng không vũ nghị, 10 điểm bình thường, lại tự có một cỗ tươi mát đáng yêu khí tức. Chăm nhịn thêm người không nhúc nhích, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Sốt cục, tiêu phàm song nghi cũng có chút nhau. Một sợi tinh quang, cực nhanh từ trăm nhịn thêm người ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên ở giữa, màu vàng tiểu hoa hoàn toàn nở rộ. Sau đó một bộ tách ra bắt đầu chuyển biến làm cái khác nhan sắc, đỏ cam lục thanh xanh tím các loại màu sắc đều có. Màu vàng biển hoa biến thành thất thải biển hoa, kiều diễm dị thường, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn, cũng tràn đầy dụ hoặc chi ý. Tiêu phàm lông mày lại có chút nhau chặt một chút, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, bảy sắc biển hoa kiều diễm đến cực hạn, mọi người chợt phát hiện, chăm nhịn thêm người sắc mặt, hơi hơi có chút biến hóa, tựa hồ tái nhợt mấy phân, giống nhau là chân nguyên có chút tiêu hao bộ dáng. Hoặc là, là thần niệm chi lực tiêu hao, nở rộ về sau, chính là héo tàn, nhưng mà hoa tươi héo tàn về sau, lại là kết quả. Khi từng mai từng mai ngũ quang thập sắc linh quả quải mãn chi đầu thời điểm, một cỗ thanh mùi thơm khắp nơi, thẳng tắp đem người thèm trùng đều câu lên. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều đều lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn nói bọn hắn những này cao dai ngộ linh lão tổ, mấy ngàn năm ở giữa, cái gì kỳ chân dị quả chưa từng thấy qua. Cái gì sơn chân hải vị chưa từng thưởng thức qua, như thế nào đối từng mai từng mai cũng không phải chân thực tồn tại quả, sinh ra dạng này kỳ quái sao sao. Lại nguyên lai đã giữa bất chi bất giác, cũng rơi vào khô khốc thần công cốc bên trong. Chăm nhịn thêm người tại thần hồn chi lực bên trên tu vi, lại nhưng đã tinh thâm đến trình độ như vậy bọn hắn ở xa mấy chục trượng bên ngoài chỉ là đứng ngoài quan sát đều bị sâu sắc như vậy mà ảnh hưởng đến trực tiếp cùng hắn đối diện quyết chiến tiêu phàm lại nên tiếp nhận bao lớn thần hồn áp lực quả nhiên tiêu phàm lông mày càng thêm vặn lại với nhau chỉ bất quá nhãn thần vẫn như cũ thanh minh lại nhìn chăm nhịn thêm người chỉ thấy từng sợi mờ mịt bạch khí đang từ đỉnh đầu hắn bay lên dần dần ngưng tụ thành đoàn lại không tiêu tán không hề nghi ngờ khô khốc thần công đã thôi động đến cực hạn có lẽ, trận này không thấy máu quyết chiến, liền muốn thấy rõ ràng. Kim thu sau 10 tháng, chính là ngày đông giá rét. Lần này, nhưng không có lại giống như kiểu trước đây, tuần tự dần tiến vào, mà là tại nháy mắt, tất cả linh quả liền lặng lẽ chóc ra, một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, đầy giấy xanh ngắt cỏ nhỏ, thật giống như trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, biến thành khô héo nhan sắc, lại sau đó, liền biến thành nhạt màu trắng. Một cỗ túc sát tiêu điều trị ý, hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà ra. Trong chốc lát, mỗi người đều cảm thấy trong lòng chịu nặng, bi quan tuyệt vọng tâm tình, lập tức xông lên đầu, chỉ cảm thấy tiền cảnh hoàn toàn u ám, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, trong lòng nói không nên lời phiền muộn bực bội, thậm chí có mấy vị ngộ linh lão quái, đồng loạt sáng suốt binh lưỡi đao, mắt lộ ra hung quang, chỉ muốn tìm người chém giết một phen mới có thể tiêu mất được trong lòng kia cỗ tuyệt vọng phiền muộn chi ý. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, trở nên như thế vội vàng sao động rồi. Rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Lúc này, một vị người mặc màu lam nhạt phải bào, dung mạo bình thường phổ thông nam tử trung niên, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một cái, giống như là tự nhủ nói. Tên này lam sam nam tử, từ hiện thân đến nay, vẫn luôn là giữ im lặng, chỉ lặng yên đứng tại mình bảo vệ phương vị bên trên, vô luận giữa sân như thế nào biến hóa, đều chưa từng di động qua nửa bước. Có lẽ bởi vì hắn quá mức yên tĩnh bình thường, cố nhiên cơ hồ không có người chú ý đến hắn. Thậm chí ở đây ngộ linh kỳ lão quái, cũng chỉ có cực thiểu số mấy cái nhân tài biết lai lịch của hắn, tại tiêu phàm kia phần bảng cáo thị bên trong, người này xếp hạng gần với trăm nhịn thêm người, đứng hàng thứ hai. Trong truyền thuyết, vị này tuân phu tử cũng là có hy vọng nhất đột phá bình cảnh, đạt đến tại ngộ linh hậu kỳ siêu cấp đại năng, thậm chí hắn hiện tại cũng rất có thể đã đột phá bình cảnh, chỉ là cố ý áp chế khí tức của mình, để cho mình không phải như vậy làm người khác chú ý. Váy đen thiếu phụ hì hì cười một tiếng, nói tiểu hữu há không nghe sức người có hạn. Cái này khô khốc công quả thật có chút môn đạo, nếu như tu luyện tới cực hạn, là đủ công đức viên mãn, lập địa phi thăng. Trăm nhẫn tiểu hữu còn kém một bước cuối cùng, chỉ bất quá, dù coi như hắn thật đem khô khốc công tu luyện tới cảnh giới tối cao, nghĩ muốn đối phó tiêu chân nhân, kia còn kém một chút hỏa hầu. Đúng lúc này, một mực nhíu mày không nói tiêu phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng một cỗ hạo nhiên chi khí bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra như biển cả nộ trào hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi những nơi đi qua vốn đã khô héo cỏ nhỏ lần nữa hiện lục trong khoảnh khắc tươi hoa đua nở che kín toàn bộ đảo giữa hồ trở thành một cái biển hoa trăm nhịn thêm người rên lên một tiếng dưới chân mềm nhún bỗng nhiên ngã ngồi trong chốc lát sắc mặt hôi bại phảng phất lập tức lão mấy trăm tuổi một cỗ mục nát khí tức, thấu thể mà ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể như vậy tỏa hóa, lại không dậy. Chúng ta này đứng lên đi, lại là canh năm, cầu một phiếu cuối tháng, không vì cái gì khác, đĩa bánh không nghĩ hủy khuất cái này 15.000 chữ đổi mới. Những tác giả khác nếu như đổi mới 10.000 năm, cũng là khẳng định sẽ cầu phiếu, đã như vậy, biết rõ cầu phiếu với ta mà nói cũng không có thực tế chỗ tốt, hay là muốn cầu phiếu. Ta đừng ủy khuất cái này 15.000 chữ, nếu không, về sau a, coi như đổi mới lại nhiều, không cầu phiếu cũng sẽ cảm thấy không có gì. Ta chăm chỉ, liền muốn lấy được đoàn người khẳng định. Ca môn tỷ môn, này được không? Chương 1520, ngũ giới thứ nhất. Thất Dạ giới, Thiên Mã Đại Lục Nam Bộ, Ngàn Thúy Nham, Ngàn Thúy Nham chẳng những là một cái địa danh, cũng là một cái tông môn danh tự. Tại quá khứ hơn vạn năm bên trong, Ngàn Thúy Tông đều là Thiên Mã Đại Lục thứ nhất tông môn cũng chính là thất giả giới chính đạo thứ nhất tông. Chính là bởi vì ngàn thúy tông không ngừng cố gắng, mới rốt cục đem thiên mã đại lục cơ hồ tất cả chính đạo tông môn đều tụ chung một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng, tại cực kỳ bất lợi hoàn cảnh dưới, dốc hết toàn lực cùng thực lực cường đại được nhiều ma đạo tông môn đối kháng. Vô luận cái nào chính đạo tông môn bị ma đạo tông môn ức hiếp, ngàn thúy tông đều sẽ đứng ra. Nhiều năm qua, thất dạ giới tu sĩ chính đạo thời gian trôi qua tương đối gian nan, thẳng đến nhiều năm trước, giao diện đại chiến khởi động lại, chính ma hai đạo bãi binh giảng hòa, thiên mã đại lục thời gian mới tính tốt qua chút, nhưng cải thiện trình độ cũng rất có hạn. Nhất là thủy tổ đại nhân sau khi xuất quan, liên tiếp diệt thiên mã đại lục mấy cái tông môn, càng là làm phải lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Dưới mắt, thiên mã đại lục liền đề phòng xâm nghiêm, tất cả tông môn đều đề cao 12 phân cảnh giác, mảy may cũng không dám lười biếng. Ngàn thúy tông tổng đàn nhất là như thế, trọn vẹn bố trí 12 đạo phòng tuyến, địch nhân còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, tổng đàn liền có thể tiếp vào báo động. Thậm chí ngay cả nhất quán bình tĩnh ngàn thúy phong nhìn trời đài, đều sau so ngày thường nhiều mấy phân túc sát chi khí. Nhìn trời đài trên vách đá, một thạch bay tới, trống rỗng gác ở vách đá chi đỉnh, kỳ tuyệt hiểm tuyệt, tảng đá kia tên là bay tới thạch, là ngàn thúy phong chỗ cao nhất. Bay tới trên đá, một nam hai nữ ba tên tu sĩ ngồi xếp bằng, đang thấp giọng đàm luận. Mấy tên đồng nhi, thì xa xa đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng hầu hạ. Cái này một nam hai nữ ba tên tu sĩ, nhưng cũng là người quen biết cũ. Một người trong đó, toàn thân xanh biếc cung trang, dung mạo đoan trang tú Mỹ, chính là ngàn thúy nham một tông chi chủ. Thiên mã đại lục đệ nhất cao thủ Mộc Linh Phu Nhân. Mộc Linh Phu Nhân tay trái, thì là một vị mão vàng đạo sĩ, cách ăn mặc mộc mạc, cùng Mộc Linh Phu Nhân đồng dạng, tu vi tinh thâm, chính là Ngọc Hư Đạo trưởng bên phải Mỹ nữ vóc người nóng bỏng. Vì trang dị phục, tự nhiên là cửu lê tiên tử. Mấy vị này đều đã từng tham gia qua đối thất giả mãng trận chiến cuối cùng, thất giả mãng kích phát hóa rồng chi lực, đối bọn hắn trắng trợn giết chóc thời điểm, may mắn được tiêu phàm kịp thời xuất hiện, lấy thiên bằng chi tiễn xé rách hư không. Chuyển di chiến trường, mới cứu đa số đồng đạo tính mệnh. Ba người năm đó mặc dù thụ thương rất nặng, trải qua những năm này tính dưỡng, tự nhiên cũng đã sớm khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Tiêu chân nhân lần này, có phải là quá khinh thường rồi. Cửu lê tiên tử rõ ràng có chút tâm thần có chút không tập trung. Đại nghi cao lại, lo âu nói, lấy lực lượng một người, khiêu chiến 14 người tuyệt đỉnh cao thủ, thực tế quá mức hung hiểm. E là cho dù là năm đó kia hung ma cũng chưa chắc có thể thắng. Tiêu phàm vẫn chưa đối bọn hắn giấu giếm kế hoạch của mình. Cửu lê tiên tử cùng ngọc hư đạo trưởng bọn người, đều đưa ra muốn bồi hắn cùng đi phó ước. Lại bị huyền cự, ngọc hư đạo nhân lắc đầu, nhẹ nói, chúng ta mặc dù cùng tiêu đạo hữu liên hệ thời gian không dài, nhưng tiêu đạo hữu làm việc cực kỳ ổn định, tuyệt không làm hiểm. Hắn đã dám độc thân phó ước, ít nhất cũng có tám thành trở lên nắm chắc, kỳ thật tiêu phàm không phải độc thân phó ước, Tân Lâm cùng hắn đồng hành. Không qua mọi người đều cảm thấy, Tân Lâm cố nhiên cao minh, tối đa cũng liền có thể cuốn lấy một tên cùng giai tu sĩ, đỉnh thiên cuốn lấy hai tên, trên thực tế còn là tương đương tiêu phàm một người khiêu chiến mười mấy tên cùng giai cao thủ cùng độc thân phó ước hoàn toàn không hề khác gì nhau. Mộc Linh Phu người nói, nếu như chúng ta hội tụ tất cả cùng chung chí hướng đạo hiếu, cùng một chỗ tiến về, cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng cũng rất có thể diễn biến thành một trận hỗn chiến. Bọn hắn coi như thất bại, trong lòng cũng nhất định không phục. Trận đại chiến này cũng chỉ có thể quanh năm suốt tháng đánh xuống, sinh linh đổ thán, vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh. Phải kết thúc đại chiến, thực hiện tất cả giao diện chung sống hòa bình, liền cần một cái áp đảo mọi người phía trên siêu cấp cường giả mới có thể chấn nhiếp thiên hạ uy phục vạn tông tiêu chân nhân là duy nhất có thể gánh này trách nhiệm người cửu lê tiên tử cười khổ nói mục linh đạo hữu đối tiêu chân nhân ngược lại là rất tự tin mục linh phu nhân cười cười nói người xưa kể lại mấy vạn năm trước vô cực thiên tôn có thể lấy lực lượng một người kết thúc giao diện đại chiến hôm nay tiêu chân nhân cũng giống vậy có thể mấy chục ngàn năm thời gian cũng nên có vương giả ra đa tạ phu nhân quá khen, tiêu phàm không dám nhận. Đột nhiên, một cái giọng ôn hòa khẽ cười nói, ngay sau đó, cách đó không xa hư không một trận vặn vẹo, áo trắng bạch bào tiêu phàm cùng đồng dạng băng xương hơn tuyết tân lâm, hiện thân mà ra. Dù là ba vị ngộ linh trung kỳ lão tổ kinh lịch rất giàu, lúc này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức cùng nhau đứng dậy, mỉm cười ôm quyền. Hiền khang lệ sao là trễ ư, hại chúng ta ở đây lo lắng hồi lâu. Ngọc Hư Đạo Nhân vừa cười vừa nói mệt mỏi chưa vị chờ trực, hổ thẹn, tiêu phàm chắp tay tạ lỗi. Ba người lại hướng Tân Lâm làm lễ, Tân Lâm mỉm cười đáp lễ, cũng không nói lời nào. Cũng may Mộc Linh phu nhân mấy người cũng biết được nàng là như vậy tiếc lời nói như vàng tính tình, cũng là cũng không thèm để ý. Lập tức năm người ngồi xuống lần nữa, đồng nhi vội vã vì hai vị tổ sư dâng lên linh trà. Hai vị mặt mày hớn hở, nghĩ đến chuyến này nhất định là 10 điểm thuận lợi rồi. Cùng tiêu phàm bưng lên linh trà phẩm một ngụm, cửu lê tiên tử liền không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu phàm lần này đi, chẳng những quan hệ đến thất giả giới cùng Nam Châu Đại Lục ở giữa chiến sự như thế nào kết thúc, cũng quan hệ đến cao cổ giới có thể hay không một lần nữa, độc lập. Cao cổ giới ngàn tỷ tu sĩ, đều tại trông mong cùng lấy bọn họ hai vị tin tức tốt. Thất dạ giới thật có thể lui binh ngưng chiến, nàng cùng ngọc hư đạo nhân chính là cao cổ giới, trung hưng chi tổ, đại danh buông xuống thiên cổ. May mắn không làm nhục mệnh, tiêu phàm mỉm cười nói ba người nhất thời liếc nhau, đều đều vui động nhan sắc. Tiêu mỗ đã cùng trăm nhẫn đạo bạn, tuần đạo hữu bọn người đạt thành nhất trí, đồng ý ngưng chiến giảng hòa. Ngay hôm đó lên, thất giả giới từ Nam Châu Đại Lục cùng cao cổ giới lui binh, hứa hẹn từ nay về sau, hữu hảo thông thương, bù đắp nhau, vĩnh không lẫn nhau công phạt. Vậy quá tốt, Ngọc Hư đạo nhân cùng cửu Lê Tiên Tử liên tục gật đầu, cười đến miệng không khép lại tới. Tiêu Phàm lại đối Mộc Linh Phu người nói, có quan thất đêm giới chính ma hai đạo ở giữa như thế nào ở chung, Tiêu Mỗ cũng cùng chăm nhẫn đạo bạn bọn người lấy được chung nhận thức. Từ nay về sau, cũng là ngưng chiến giảng hòa, vĩnh viễn không công phạt. Mặt khác lại đem trường đảo đại lục cùng rùa núi quần đảo vạch ra đến, làm giảm sóc khu, song phương cùng quản lý. Mộc Linh Phu Nhân cũng là vui mừng quá đỗi. Trường đảo đại lục cùng rùa núi quần đảo ngay tại thiên mã đại lục phụ cận, nhất quán bị ma đạo tông môn khống chế, mỗi lần ma đạo tông môn hướng thiên mã đại lục tiến công. Đều là lấy cái này hai nơi địa phương làm căn cứ tân tiến, trong thời gian ngắn liền có thể giết tới thiên mã đại lục bản thổ, tiến vào có thể công lui có thể thủ, quả nhiên là 10 điểm thuận tiện. Mà thiên mã đại lục lại cơ hồ không có cái gì dự cảnh thời gian, chỉ cần vừa tiếp chiến, ngay tại bản thổ triển khai chém giết. Cho nên không thể không đem mặt hướng cái này hai nơi địa phương một vùng đất rộng lớn vạch ra tới. Làm chiến lược giảm sóc khu vực, Thất Dạ giới chính đạo tông môn, vốn cũng chỉ có Thiên Mã Đại Lục như thế một khối nơi sống yên ổn, còn muốn vạch ra hai khối to lớn, chiến khu, tài nguyên càng là khan hiếm, giật gấu vá vai, nhiều năm trước tới nay, thực lực cũng khó khăn có tiến thêm một bước phát triển. Bây giờ mà đạo các lão tổ đồng ý đem Trường Đảo Đại Lục cùng rùa núi quần đảo làm giảm sóc khu vực. Song phương cùng quản lý, vậy liền mang ý nghĩa, chính đạo tông môn không gian sinh tồn, đạt được cực lớn phát triển chẳng những có thể lấy được hưởng hoàn chỉnh thiên mã đại lục, còn có thể đem thế lực đối ngoại khuếch trương. Vạn một ngày sau ma đạo trở mặt, cũng không thể lập tức liền đánh tới thiên mã đại lục bản thổ tới. Vui vẻ chi dư, cửu lê tiên tử lại có chút bận tâm nói, tiêu chân nhân, ma đạo người, xảo trá nhiều mưu. Cũng không thủ tín, sẽ không có quỷ kế gì a à. Tiêu phàm cười cười, nói tiên tử yên tâm, sẽ không có quỷ kế gì. Chỉ ít tại sau này năm trong vòng trăm năm, chắc chắn sẽ không hủy nặc. Đây là chăm nhịn thêm người tự mình hướng ta cam đoan. Dừng một chút, thấy cửu lê tiên tử tựa hồ hay là không tỏa sáng tâm, lại tiếp tục nói chăm nhẫn đạo bạn cùng ta luận bàn thời điểm. Thần niệm chi lực hơi bị tổn thương, đối hắn sau này phi thăng, có chút bất lợi. Trùng hợp tiêu mỗ hiểu sơ y đạo dược lý, liền là hắn phối trí một chút dùng được đan dược. Bất quá thần hồn tổn thương, là khó giải quyết nhất, dù sao vẫn cần 4.500 năm, mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu mỗ tin tưởng, tại cái này trong vòng 500 năm, trăm nhẫn đạo bạn khẳng định là không hy vọng lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần trăm nhẫn đạo bạn là loại thái độ này, đạo hữu khác chắc hẳn cũng sẽ không độc cầm dị nghị. Thì ra là thế, ba người lần nữa hai mặt nhìn nhau, lập tức lại cười lên ha hả, lần này mới là thật cười đến 10 điểm vui vẻ, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ngay cả trăm nhịn thêm người đều không phải tiêu chân nhân đối thủ, đạo hữu khác, còn thật không dám độc cầm dị nghị. Cửu Lê Tiên Tử vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Mộc Linh Phu Nhân cũng nói, đã sớm nghe nói trăm nhịn thêm người đã đạt đến ở phía sau kỳ cảnh giới đại thành, phi thăng ở trong tầm tay. Năm đó ngay cả kia thất giả mãng cũng chưa từng đi chiêu mộ hắn tham chiến, hy vọng hắn an tâm tu luyện, sớm ngày đắc đạo phi thăng. Không nghĩ tới hắn cũng không phải tiêu chân nhân chi địch. Như thế nói đến, Tiêu chân nhân có thể nói là chúng ta ngũ đại giao diện đệ nhất cao thủ rồi. Tiêu Phàm cười cười, liên tục khoát tay, nói, Mộc Linh đạo hữu quá khen, tu chân giới tàng long ngọa hổ, kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, đếm không hết. Ngũ đại giao diện đệ nhất cao thủ, như thế nào dám đảm đương? Ha ha, Tiêu chân nhân mình, chính là nhất là kỳ tài kiệt xuất chi sĩ, cần gì phải khiêm tốn. Ngọc Hư đạo nhân cũng cười ngắt lời tiến đến, nói, Cửu Lê tiên tử nói, đúng vậy a, à, Tiêu chân nhân người cái này liền không nên khách khí chúng ta dưới mắt sau so bất cứ lúc nào đều cần một vị ý chí chính nghĩa siêu cấp cường giả đến tọa trấn tiêu chân nhân chẳng những thần thông cái thế vô cực môn càng thị công đạo chính nghĩa lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình dạng này cường giả dạng này tông môn mới là cái này loạn thế cần nhất vương giả chân nhân cần gì phải khiêm tốn mục linh phu nhân cũng nói không sai tiên tử chi ngôn rất đúng tiêu chân nhân thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng không biết chân nhân phải chăng cho phép. Tiêu phàm bận biểu tức nói, phu nhân khách khí, nhưng có chỗ mệnh, cứ việc phân phó. Không dám, thiếp thân muốn ngàn thúy tông cùng vô cực môn kết vì huynh đệ tông môn, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, tương thân tương ái, vĩnh tu tại tốt. Thiếp thân nguyện lấy huynh sự tình chân nhân, mong rằng chân nhân kính xin. Mộc linh phu nhân nghiêm mặt nói, cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc. Cửu lê tiên tử cùng ngọc hư đạo nhân liếc nhau, đều là âm thầm gật đầu. Mộc linh phu người vẫn là có chút không yên lòng, đây là muốn cho ngàn thúy tông thậm chí toàn bộ thiên mã đại lục, tìm một cái nhất núi dựa cường đại. Thực tế là hay lắm. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1520